Mà Hứa Hòa An đương nhiên nghe được Trần Phi nỉ non thanh, lúc này sắc mặt giận dữ, sau đó trọng trọng hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nói người không biết không tội. Chỉ là ngươi không biết, tự tốt nhất chớ có nói hưu nói vượn, bằng không nói vậy, sẽ có vẻ ngươi rất vô tri. Hiển nhiên hắn đúng Trần Phi câu này, có lẽ là vừa vặn trùng tên trùng họ đi, trong lòng cực kỳ chú ý. Cực kỳ phẫn nộ. Phải biết rằng khi hắn Hứa Hòa An trong lòng, thế nhưng sớm đã đem bản thân coi là đúng rồi lão Hứa nhà một thành viên. Bởi vì, này dạng mới có thể uy phong hơn, rất có mặt mũi, đáng sợ hơn có ảnh hưởng lực một ít. Vì vậy hắn đương nhiên không nghe được giống như Trần Phi như bây giờ, nói bậy. Thậm chí đừng nói là hắn Hứa Hòa An không nghe được, coi như là phía sau hắn cái kia Hứa gia toàn gia tộc, đều tất cả đều không nghe được. Dù sao nếu là dứt bỏ Hứa lão thái gia trông nom, nhà bọn họ, tự thật chỉ có thể coi là tam lưu a. Nghe vậy Trần Phi chố mắt nhìn, trong ánh mắt sốt cục hơi toát ra một điểm không nhịn được màu sắc trang nhã. Hắn từ nơi này Hứa Hòa An ngôn ngữ trong tiếng nghe được mùi thuốc súng, nói bậy. Người này đến tột cùng là óc có chuyện còn là cố ý chạy tới ghim hắn. Hắn hiện tại người kia là ai cũng không nhận ra, hơn nữa hắn đêm nay, hình như cũng không phải là vì loại này cá nhỏ tiểu tôm tới. Nghĩ đến đây Trần Phi thẳng thắn cũng lười nói nhảm nữa, mặt không biểu tình gọn gàng dứt khoát nói Trần Côn ở đâu. Mà đang nghe Trần Phi lời này, Hứa Hòa An nguyên bản trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt cứng lên. Sau trở nên giận dữ? Ngươi lời này có ý tứ, coi thường ta Hứa Hòa An, nghĩ ta không tư cách đứng ở nơi này nói chuyện với ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi có biết hay không ta là ai, có biết hay không ta có dạng gì bối cảnh cùng thân phận địa vị. Bất quá là ôm chúng ta lão Hứa nhà bắp đùi cầu thả quyến rũ hạng người mà thôi, thật cho là mình coi là vật gì vậy. Hứa Hòa An nhất thời căm tức nhìn Trần Phi, không nín được nội tâm cơn tức, cảnh cáo nói tiểu tử thối ta cảnh cáo ngươi. Nơi này là tứ cửu thành, không có thể như vậy ngươi ở nông thôn phá địa phương, đừng quá kiêu ngạo. Nghe vậy Trần Phi trên mặt không biểu tình vẻ rốt cục có điều trệ chậm, trong ánh mắt dần dần hiện ra lau một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng vẻ. Nghiêng đầu nhìn phía Hứa Hòa An, khóe miệng phủi phiết, thản nhiên nói, ngươi họ Hứa. Nếu ta không đoán sai, kỳ thực ta nên biết ngươi tới tự gia tộc nào. Ngươi lời này có ý tứ. Hứa Hòa An nghe vậy sắc mặt mạnh đổi, trong lòng có loại dự cảm bất tường, giọng nói bất thiện nói. Có ý tứ, không nhiều rõ ràng sao. Nghe vậy Trần Phi bĩu môi, khinh thường nói ỷ vào các ngươi tổ gia gia cùng Hứa lão thái gia đích tình phân, quan hệ. Các ngươi gia tộc mấy năm nay kéo ra hổ, cáo mượn oai hùng chuyện hoang đường mà còn làm được ít sao. Lão thái gia đã sớm đối với các ngươi nhà thất vọng rồi, còn không biết thú. Thực sự là, nguyên lai hắn không ngờ đoán được lai lịch của đối phương. Trước nhàn rỗi không chuyện gì mà cùng Hứa lão thái gia kéo việc nhà lúc, người sau say rượu vi huân sau, từng bất đắc dĩ đề cập tới những chuyện này. Nguyên lai hắn là thấy lão huynh đệ tình hữu nghị trên. Mới có thể thường thường chiếu cố một cái khác Hứa ra. Có thể gia tộc này người, nhưng bây giờ có chút bùn nhão đỡ không nổi tường, hơn nữa còn không biết có phải hay không là thiếu nội tâm, hoàn toàn định vị không chính xác góc độ của mình cùng vị trí. Những năm gần đây bọn họ làm những chuyện như vậy mà là nhất kiện so với nhất kiện hoang đường, nhất kiện so với nhất kiện không óc, do đó khiến Hứa lão thái gia bên kia, là chân chính có một ít thất vọng rồi. Vì vậy thái độ cũng chuyển biến rất nhiều. Mà bây giờ xem ra, cái này người của gia tộc cư nhiên còn không biết bản thân sai ở đâu, là hiện tại nhìn thấy mình ở Hứa lão thái gia trước mặt đương hồng đã cảm thấy có uy hiếp. Đoạt gia tộc bọn họ được sủng ái vị trí, vì vậy phí hết tâm tư chạy tới muốn ghim hắn. Xin nhờ, có điểm đầu óc tốt sao? Coi như là hắn nhận thức Hứa lão thái gia, cho hắn tiếp theo tốt số trước, các người gia tộc này ở lão thái gia trong lòng địa vị, hình như cũng đã rất không được tốt lắm đi. Tự cho là đúng chuyện hoang đường mà làm nhiều lắm, vì vậy đã đối kỳ thất vọng. Có thể tuy rằng Trần Phi trong lòng biết chân tướng của sự tình, thế mà Hứa Hòa An nhưng thật giống như hoàn toàn không biết vậy, hoặc là tuyển trạch tính trí chướng. Cho nên khi hắn vừa nghe đến Trần Phi lời này, nhất thời tạc mau, vẻ mặt cả giận nói cầu tạp chủng ngươi nói cái gì. Ngươi tin hay không lão tử, giống như bị đạp cái đuôi mèo con vậy. Miệng sạch sẽ một chút. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết trên mặt đã bị hung hăng bị đánh một cái, thiếu chút nữa bị đánh mộng, mắt nổ đom đóm, thân thể càng thiếu chút nữa dạo qua một vòng, trên mặt hỏa lạt lạt cay đau. Nguyên bản tiếng động lớn gây dưới đất quyền tràng nhất thời có chút quỷ dị yên lặng lại,
ở đây sở hữu trùng hợp mắt thấy đến một màn này người, đều vẻ mặt không dám tin nhìn Hứa Hòa An, nhìn khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống tiên huyết, bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi mắt thấy một màn này. Ở bầu trời này Quyền Anh câu lạc bộ lại có người dám như thế trực tiếp phiến Hứa Hòa An lỗ tai, hơn nữa còn là cái thanh niên nhân. Hắn có biết hay không cái này Hứa Hòa An Hứa Thiếu là thân phận gì? Bối cảnh gì? Đây chính là đường đường tiểu Hứa nhà đời thứ ba công nhận nhân vật dẫn đầu, kỳ phía sau, còn càng có lão Hứa nhà cái loại này đứng đầu, vô cùng to lớn quái vật lớn. Nhưng bây giờ, hắn Hứa Hòa An Hứa Thiếu lại dĩ nhiên thật bị đánh. Và lại vẫn là như vậy trước công chúng, trước mắt bao người. Hầu như tất cả mọi người ngây người, không cách nào tưởng tượng. Con mẹ nó ngươi. Đương nhiên hiện tại sợ rằng tối không tưởng được còn là Hứa Hòa An chính hắn. Chỉ thấy hắn đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó chậm rãi vươn tay, ngốc lăng lau lau rồi một chút vết máu ở khóe miệng, đặt ở hai mắt phía trước. Chói mắt màu đỏ nhất thời làm hắn hai mắt con người đều giữ dần co rút lại một chút. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ bỗng nhiên nghiêng đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, cắn răng nói tiểu tử, người lại dám đánh ta, người có biết hay không? Hòa An, được rồi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm quát lớn thanh từ xa đến gần, khiến quyển kia sắp đến bộc phát ra Hứa Hòa An một trầu. Sau đó chỉ thấy một thân xuyên bộ xương khô ống tay áo tê tuất người, từ bên kia hướng đi tới. Côn ít. Hứa Hòa An bụng mặt, sắc mặt như trước cực vi khó coi. Đến mức mặc bộ xương khô ống tay áo tê tuất người, hiển nhiên cũng không phải người khác, chính là ở phía sau từ đầu tới đuôi mắt thấy toàn bộ quá trình Trần Côn Côn đại thiếu. Chỉ thấy Kỳ chậm rãi đi tới, ven đường phàm là nhân quần chen chúc đoạn đường, dĩ nhiên giờ khắc này không hẹn mà cùng hướng hai bên dựa vào, đem trung gian đường nhường lại. Côn ít. Sau đó liên tiếp. Ngữ điệu trong tràn đầy nồng nặc kính úy bắt chuyện thanh không ngừng vang lên, trên mặt mỗi người đều hiện lên theo khó có thể dùng lời nói mà hình dung được kinh sắc. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở cái này nhìn thấy hắn. Dù sao đây chính là Trần Côn Côn đại thiếu A, tứ cửu thành chân chính cây chính miêu hồng màu đỏ thái tử một trong. Coi như hiện nay lão Trần gia hơi có vẻ xuống dốc, có thể chung quy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vì vậy nếu là có thể ở kỳ lúc còn trẻ cùng kết bạn cũng đánh tốt quan hệ. Đối với bọn hắn tương lai tiền đồ tự nhiên là chỗ tốt nhiều hơn. Như vậy tương giác dưới, coi như là Hứa Hòa An Hứa đại thiếu cái loại này tiểu Hứa nhà đời thứ ba công nhận người dẫn đầu, hiện tại xem ra, đều tốt giống như không coi vào đâu a. Mà nhưng vào lúc này, theo thông hướng Trần Phi, Hứa Hòa An theo đường đã bị nhường lại, thế mà chỉ thấy mặc bộ xương khô tê tuất Trần Côn ở mấy khí chất băng lãnh, mắt lộ ra lệ quang hắc y nhân vòng vây dưới, chậm rãi tới gần. Sau cùng dừng ở cách bọn họ hai người chừng một thước cự ly, hai mắt trầm ổn đánh giá Trần Phi, không nói gì. Có thể ở trong lòng hắn, vào lúc này chân chính nhìn thấy Trần Phi, tự mình cảm thụ được cái loại này tự ngay từ đầu tự không gì sánh được bình tĩnh khí chất sau, dù là Trần Khôn, cũng không khỏi không ở trong lòng cảm thán có thể lẻ loi một mình độc sông như vậy long đàm hổ huyệt, còn như vậy bình tĩnh tên, ha ha, quả nhiên là có cầm ghế bàn trải a. Trách không được bây giờ trong nhà mặt nghĩ như vậy nhượng hắn trở lại, quả nhiên là cái uy hiếp. Ngươi chính là Trần Côn. Ngay tại lúc này, Trần Phi cũng đã xuất bắt đầu trước nói chuyện. Chỉ thấy Kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt đánh giá đối phương, trong lòng, lại như có như không hiện ra một chút không kiên nhẫn cảm giác. Trốn và tìm, vòng quanh chơi lâu như vậy, cuối cùng cũng bỏ được tự mình hiện thân. Có thể nhìn như bây giờ tử. Tựa hồ cũng không được tốt lắm nha. Ta chính là Trần Côn, thật hân hạnh gặp ngươi. Sau một khắc chỉ thấy Trần Côn trên mặt hiện ra tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười, vươn tay đưa về phía Trần Phi. Ngược lại cũng có vẻ tương đối khách khí. Thế mà Trần Phi lại lý để ý đều không để ý đến hắn loại động tác này, vẻn vẹn chỉ là mặt không biểu tình đánh giá đối phương, trong ánh mắt không kiên nhẫn vẻ cùng lãnh ý, hình như càng ngày càng có chút nồng nặc lên. Hắn chân thực không quá thích cùng đối phương như vậy vòng quanh. Có ý tứ sao? Con mẹ nó ngươi có ý tứ. Côn thiếu chủ động tự mình tìm ngươi nắm tay, đó là để mắt ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Đừng quá ma quá không nhìn được mang, mà ở nhìn thấy Trần Phi như vậy, không coi ai ra gì, phách lối một màn, trong lòng vốn là nín nổi giận trong bụng Hứa Hòa An ở trong chớp nhoáng này càng nổ. Bắt được cơ hội này muốn chửi ầm lên. Khả Trần Côn lại lần đưa tay ý bảo hắn ngậm miệng, sau lúc này mới lại quay đầu nhìn phía Trần Phi,
khẽ nhíu mày nói xem ra trong lòng ngươi đối mặt ta ấn tượng không phải là tốt ha. Bất quá cũng là. Chỉ nói là đến cái này hắn lại đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười có chút quỷ dị nói như thế nào đi nữa nói, ta cũng có thể gọi ngươi đường đệ đi. Xảy ra năm đó những chuyện kia, ngươi quả thực không nên đối với ta có hảo cảm gì. Nói đến đây Trần Phi trên mặt không còn là mặt không biểu tình, mà là dần dần có chút phi trầm xuống, ánh mắt lóe ra. Người này, lá gan thật hơi lớn a. Xôn xao. Các ngươi vừa rồi nghe không? Côn ít nói cái gì, biểu đệ. Chẳng lẽ tên kia cũng là lão Trần gia người, nhưng vì cái gì trước đó ta chưa từng thấy qua? Chắc là chi thứ đệ tử đi. Nhất thời hiện tại có chút xôn xao, cũng bởi vì Trần Côn Côn đại thiếu câu nói kia. Đường đệ, cái này chẳng phải là chứng minh tiểu tử kia cũng là lão Trần gia người. Ngươi cho rằng là Trần Duy Sơn sao? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên rốt cục mở miệng nói chuyện. Trần Duy Sơn. Mà ở Trần Côn đang nghe Trần Phi nói ngẩn ra, chợt có chút cau mày nói ngươi là nói Hoa Tần gia gia nhi tử Trần Duy Sơn. Hắn là ta biểu thúc, làm sao vậy? Hắn không rõ Trần Phi vì sao biết đột nhiên nhắc tới tên này, có thể không rõ, hắn trong lòng lại quỷ dị có chút bất an lên. Nhận thức là tốt rồi. Trần Phi nhàn nhạt cười cười, theo sát mà cư nhiên tiến lên một bước, tiến đến Trần Côn bên tai nhỏ giọng nói hắn bây giờ đang ở ta nơi ấy giam giữ, ngươi nếu muốn cùng hắn, cứ tiếp tục nói. Đường đệ, nhớ kỹ, ta không muốn lại từ trong miệng ngươi nghe được hai chữ kia, bởi vì ta với ngươi, với các ngươi Trần gia không có một chút quan hệ. Vì vậy nếu có lần sau nữa nói, ha ha. Hắn cư nhiên vươn tay ở Trần Côn trên vai chụp hai cái. Thanh âm rất tiếng vang. Loại này cử động, nhất thời không ít người đều có chút hơi biến sắc mặt. Bởi vì, này loại cử động, nếu không phải quan hệ không tốt giữa hai người xuất hiện, vậy coi như là xích lõa trắng trợn khiêu khích. Ngươi nói cái gì? Thế mà ý tưởng trong Côn ít bỗng nhiên dở mặt lại cũng không có xuất hiện. Mà là chỉ thấy Trần Côn sau khi nghe mạnh ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, trước cái loại này trầm ổn bình tĩnh toàn bộ đã không có, lưu lại, tất cả đều là rung động cùng khó có thể tin. Trần Duy Sơn biểu thúc bị hắn bắt. Chuyện gì xảy ra? Hắn dựa vào cái gì có loại này to gan lớn mật lá gan? Phải biết rằng Trần Duy Sơn biểu thúc phụ thân thế nhưng Trần Hoa Tần, Trần Gia Gia. Bọn họ lão Trần gia hiện nay bối phận sau cùng lão nhân một trong, quyền phát biểu rất nặng. Mà ở nhìn thấy Trần Côn Côn đại thiếu phản ứng như thế, hiện trường một mảnh gây rối. Nhất là Hứa Hòa An trên mặt thần sắc đều có chút biến hóa, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Côn ít, làm sao vậy? Hắn nói cho ngươi cái gì? Sau đó hắn chân thực không nhẫn nại được bất an trong lòng, hỏi tới. Khả Trần Côn nhưng căn bản lý, để ý tâm tư của hắn cũng không có. Một đôi mắt chăm chú nhìn Trần Phi, có chút run rẩy nói ngươi mới vừa nói, thật, thực sự đều là thật. Hỏi cái này, hắn đột nhiên cảm giác mình hạ nhất bộ rất thúi kỳ. Bởi vì nếu là đối phương căn bản đều không muốn cùng bọn chúng lão Trần gia nhắc lên quan hệ, thậm chí còn ôm căm thù tâm lý, để ý nói, trước hắn cái loại này nghĩ vị trí bị uy hiếp ý tưởng, không phải là ấu trí buồn cười không? Hơn nữa bây giờ đối với phương nếu là thật là có can đảm hướng về phía bọn họ trên đồng lứa đều xuất thủ, vậy hắn Trần Côn, giống như hắn như vậy đời thứ tư không nhằm nhò gì sao? Quả thực cũng không ở một tầng thứ trên, có thể, lá gan của hắn thật có lớn như vậy sao? Có phải thật vậy hay không ngươi có thể bản thân đoán một chút? Chỉ là, nói đến đây Trần Phi lúc đầu còn chưa nói hết, có thể hắn lại đột nhiên chưa nói, chợt trong con ngươi lộ ra một chút dị dạng vẻ. Hướng lối vào nhìn lại. Ở nơi này, có một vị người mặc tây trang màu đen thoạt nhìn cao gầy nam tử trẻ tuổi, chính từ nơi đó đi đến, ánh mắt nhìn chung quanh. Tại nơi cao gầy tây trang người tuổi trẻ trên người, Trần Phi cảm giác được rất cảm giác kỳ quái. Tổng cảm giác người này không bình thường, hoàn hảo giống như trong quần áo mặt cất giấu mặt khác cái gì. Mà ở nhìn thấy người nọ, Trần Côn biểu hiện trên mặt lại mạnh biến đổi, có chút bối rối. Trần Thiếu, tới đây cho ta. Ngay tại lúc này, cao gầy tây trang thanh niên nhân hướng về phía Trần Côn ngoắc. Kỳ khàn giọng lạnh lùng thanh âm trong mang theo một chút đầu độc, làm cho nổ lớn tim đập, nhưng Trần Phi nghe được lại hơi nhíu chân mày lại, trong mắt dị dạng vẻ lại nồng nặc mấy phần. Người này chẳng lẽ vâng. Mà nhưng vào lúc này Trần Côn trên trán đã hiện ra một chút giọt mồ hôi, thật giống như rất khẩn trương vậy.
hung hăng cắn răng, mới hướng về cao gầy tây trang thanh niên nhân đi đến. Đồng Thái, người đã đến rồi. Chỉ thấy Kỳ đi tới cao gầy tây trang thanh niên nhân trước mặt, miễn cưỡng no ra một nụ cười sáng lạng nói. Ngươi không phải nói người đã đến sao? Tại nơi, nguyên lai cao gầy tây trang thanh niên nhân không là người khác, chính là Nam Cương ta hàng rào địa cấp phu trung sư Đồng Thái. Hắn tìm Trần Phi thật lâu, hôm nay rốt cục có tin tức, há có thể không tự mình đến. Hắn vừa nghe đến Đồng Thái nói, Trần Côn trong lòng vốn phải là vui vẻ, tâm tình hưng phấn, lại không hiểu trở nên có chút dãy giụa, hối hận. Dù sao cho tới hôm nay hiện tại hắn mới phát giác, trước hắn sở hữu hết thảy mưu lược, quỷ kế, hình như căn bản ngay từ đầu điểm xuất phát đều là sai. Trần Phi căn bản không muốn quá trở về gia tộc bọn họ, càng không từ nói đến sẽ uy hiếp được hắn bây giờ gia tộc địa vị. Vì vậy hắn như bây giờ làm, không phải là mình tìm phiền toái cho mình, xây dựng cường địch. Đúng là không khôn ngoan a. Có thể, chuyện bây giờ lại đều đã phát triển đến loại cục diện này, hai người đều ở đây chạm mặt, hình như cũng không có gì đường rút lui có thể đi. Chỉ có thể một con đường tiếp tục đi tới hắc. Nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu đi chỉ vào Trần Phi, chậm rãi nói Đồng Thái, người muốn tìm hắn, chính là hắn. Chính là hắn. Theo Trần Côn ngón tay phương hướng nhìn sang, cao gầy thân mặc Âu phục Đồng Thái trong đôi mắt, nhất thời có mặt không biểu tình Trần Phi hình ảnh. Sau đó chỉ thấy Kỳ trên mặt thần sắc đột nhiên lạnh xuống, trong mắt thấu bắn ra một đạo âm lãnh oán hận, hướng Trần Phi đi đến, chậm rãi nói nguyên lai chính là ngươi. Nói, một làm người ta sởn tóc gáy, không gì sánh được âm lãnh khí cơ từ trong cơ thể hắn hiện lên đi ra, áp về phía trước phương. Nhất thời quyền bên trong sân nhiệt độ đều phảng phất chợt giảm xuống mấy phần, làm cho cực sợ, trong lòng phát lạnh. Có cái lỗ tai bén nhạy người, càng tựa hồ mơ hồ nghe được lành lạnh tê lạc giọng. Nhất thời Trần Côn bỗng nhiên biến sắc, lập tức quay đầu hướng Hứa Hòa An giống to nhanh, để cho bọn họ ly khai cái này. Hiện tại, lập tức rõ ràng chàng. Nga, nga, rõ ràng chàng, rõ ràng chàng. Đồng dạng có chút cả người sởn tóc gáy Hứa Hòa An rốt cục cũng bừng tỉnh. Sắc mặt mang theo hoảng loạn, hướng về mọi người tại đây hô lớn nói các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì, không nghe được Côn ít nói. Rõ ràng chàng, chúng ta bầu trời quyền anh câu lạc bộ ngày hôm nay sớm đóng cửa. Nhanh, để cho bọn họ đều đi ra ngoài. Hắn hướng cách đó không xa quyền chàng an ninh nhân viên hô to ý bảo. Đi mau, nhất thời này an ninh nhân viên lập tức bắt đầu đuổi người lên. Nếu là bình thường, những khách nhân kia căn bản không khả năng phối hợp như vậy. Nhưng bây giờ, coi như là tên đầu heo đều có thể xem xuất hiện ở đây là có chuyện này, nếu là không muốn mạc danh kỳ diệu rước họa vào thân, bị vạ lây cá trong chậu, tự còn là thành thật mau nhanh cút đi. Đỡ phải chậm tự không còn kịp rồi. Nhất thời chỉ khoảng nửa khắc, khổng lồ dưới đất quyền chàng tự trống trải ra, chỉ còn lại có Trần Phi, Đồng Thái, Trần Côn chờ có hạn vài người ở. Ngươi không nghe được ta lời mới vừa nói, mà nhưng vào lúc này, Đồng Thái khàn giọng mang theo thanh âm lạnh lẽo lại lần thứ hai vang lên. Bởi vì hắn cư nhiên phát hiện Trần Phi lại không trở về lời của hắn. Nghe được thì thế nào? Có thể nghe nói, Trần Phi so với hắn thể hiện cái loại này lành lạnh chất vấn tư thái, thái độ càng thêm có vẻ kiệt ngạo cùng giọng nói băng lãnh. Tuy rằng trong mắt hắn Đồng Thái tựa hồ là không bình thường, có thể vậy thì thế nào? Ngươi nói cái gì? Mà ở nhìn thấy Trần Phi như vậy thái độ. Đồng Thái nhất thời có chút không nhẫn nại được tức giận, con người trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, có thể sau, rồi lại không hiểu đột nhiên nở nụ cười. Hắn con người thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi cười lạnh nói không hổ là bắt chuyện cũng không đánh tựu dám hổ người tới, người cái này thái độ, thật đúng là đủ cuồng vọng a. Bắt chuyện cũng không đánh, cái chiêu gì hô cũng không đánh, nghe vậy Trần Phi cau mày, chậm rãi nói, hiển nhiên hắn nghe không hiểu đối phương những lời này, là có ý gì. Không rõ sao, tốt lắm, ta đây sẽ nhắc nhở một chút ngươi một chút. Nói đến đây Đồng Thái hơi dừng lại một chút, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào không ngờ xuất hiện một chính, gọi dữ tợn quái trùng. Mà ở nhìn thấy quái trùng, Trần Phi con ngươi hơi lóe lên. Thiên cốt trùng vương, nguyên lai là ngươi, Trần Phi ngẩng đầu nhìn mặt của đối phương, như có điều suy nghĩ đột nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới Nam Cương những tên kia lại có lá gan tìm được kinh thành đến. Là tìm đến báo thù. Lại nói tiếp ngược lại cũng vâng, đương sơ hắn tiện tay giết chết thiên cốt trùng vương cốc trùng thời gian, cũng quả thực không muốn quá muốn chào hỏi gì a. Hiện tại nghĩ tới,
nếu không tìm lộn người, vậy. Nói đến đây Đồng Thái trên mặt bỗng nhiên dùng ra lau một cái tàn khốc, sát khí hiện ra hết. Sau đó chỉ thấy kỳ chịu lực thiên cốt trùng vương cái tay kia chỉ đột nhiên chỉ hướng Trần Phi. Nhất thời, vèo một tiếng. Một cái dữ tợn không gì sánh được, dường như tiểu long vậy quái trùng từ ngón tay hắn gian lặng yên bò xuống tới, sau đó toàn thân đột nhiên một cung, như là ở xúc lực, theo sát mà như áp chân lực đàn hồi lò so vậy, chợt dường như hắc sắc thiểm điện dương nhanh múa vuốt giết hướng Trần Phi. Nhất là tại đây mở tối dưới đất quyền bên trong sân, kèm theo chói tai tê lạc giọng, càng làm cho người ta sợ hãi, sởn tóc gáy. Thiên cốt trùng vương tuy rằng danh khí cực đại, nhưng lại mảnh rẻ như đũa trúc, lại cả vật thể thiên hướng ở đen như mực, hôi hạt, trước mặc dù là có thể bày ra cho Trần Phi nhìn thời gian, cũng kỳ thực chẳng phải thấy được. Chớ nói chi là bây giờ còn là đột nhiên tập kích, hơn nữa còn là tại đây mở tối tia sáng dưới sự che chở, có bao nhiêu nguy hiểm, không cần nhiều lời. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Côn cư nhiên hình như phản ứng kịp một ít gì, nhất thời sắc mặt cả kinh chỉ, trong lòng hàn khí cọ 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 ra bên ngoài mạo, nhượng hắn cảm giác tứ chi lạnh cả người. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng nếu là Đồng Thái dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn, có khả năng có thể tra được đi ra nguyên nhân sao. Còn là, hoàn toàn chết không minh bạch, nghĩ đến đây sắc mặt hắn trực tiếp trắng bệch. Hanh! Có thể nhưng vào lúc này... Hắn lại đột nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh, trong tầm nhìn lại bỗng nhìn thấy Trần Phi vươn hai ngón tay, hướng về phía không trung nhẹ nhàng kẹp một cái. Theo sát mà cả vật thể đen như mực giữ tợn thiên cốt trùng vương lại cư nhiên bị Trần Phi kẹp ở giữa hai ngón tay. Nhất thời người sau liền mãnh liệt, tê tê, kêu, rung đùi đắc ý, muốn tránh thoát, nhưng chặt tiếp mọi người trong tầm nhìn lại đột nhiên, quỷ dị có một đoàn diễm quang ở thân thể hắn trên chợt lóe lên. Bởi vì là ở hôn ám tia sáng trong. Vì vậy phá lệ rõ ràng. Hanh, ngươi, nhất thời giữ tợn quái trùng thân thể lại trực tiếp miên mềm nhũn ra, cũng không dãy dụa hí, cùng lúc đó Đồng Thái cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trong lúc bất chợt mặt cười tái nhợt mềm ngồi dưới đất, há mồm phun ra một búng máu, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn phía Trần Phi lúc, ánh mắt đã phá lệ hoảng sợ. Bởi vì hắn xác xác thật thật không nghĩ tới, Trần Phi cư nhiên mạnh như vậy. Nhưng này vì sao, làm sao có thể? Tiểu tử kia thoạt nhìn mới bây lớn, không phải là hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm cùng tuổi sao. T. Mà ở nhìn thấy một màn này, nhìn Trần Phi trong tay mang theo chỉ kia giữ tợn không gì sánh được quái trùng, ở đây không ai không sợ hãi tủng đến khó có thể tin, thậm chí cũng hút lương khí. Nhất là Trần Côn, bởi vì lúc đầu ở trong lòng hắn, Đồng Thái tự tuyệt đối là cái loại này có thể sát nhân ở vô hình, nhưng lại căn bản không cách nào chiến thắng nhân vật. Thậm chí xưng là tử thần, đều không quá đáng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được loại đáng sợ này nhân vật cư nhiên ở Trần Phi trước mặt bị thương. Nhất thời trong sát na, trong lòng của hắn nồng nặc hàn ý điên cuồng dũng mãnh tiến ra, làm hắn tứ chi đều lạnh cả người. Bởi vì đến thời khắc này hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch đến, vì sao gia tộc bọn họ muốn cho Trần bay trở về, sau đó người còn cư nhiên căn bản không muốn, chướng mắt. Hắn Trần Côn là thật không nghĩ tới, cái này không sai biệt lắm cùng hắn cùng tuổi đường đệ. Cư nhiên chính mình đáng sợ như vậy thực lực. Đến mức Hứa Hòa An giờ này khắc này càng mọi người bị sợ choáng váng, nhìn Trần Phi hai ngón tay mang theo thiên cốt trùng vương, sắc mặt dị thường trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi, thậm chí ngay cả người đều ở đây run run. Làm một người bình thường, hắn coi như có thể dựa vào gia tộc bối cảnh, nhãn giới hơi chút rộng giờ. Có thể bước kia độ cũng còn là cực kỳ hữu hạn a. Thay lời khác mà nói, chính là hắn Hứa Hòa An cái loại này trình tự chưa từng gặp qua như vậy làm người ta sợ một màn. Cái này hắn ma chẳng lẽ là đang đóng phim, còn có thân thủ, quái trùng, đến tột cùng hắn ma là cái gì a? Tâm tắc, nguyên lai đây chính là thiên cốt trùng vương mẫu thể a, quả thật có chút môn đạo. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đã hoàn toàn không thấy ba người kia kinh khủng, rung động ánh mắt. Tự mình đem cặp kia chỉ mang theo thiên cốt trùng vương phóng tới trước mắt, nhiều hứng thú đánh giá. Thật giống như gặp được cái gì tân kỳ biểu diễn. Ngươi muốn làm gì? Thấy tình cảnh này Đồng Thái sắc mặt chợt biến. Phải biết rằng cái này thiên cốt trùng vương không chỉ có là hắn bản mạng vô chung, hay là bọn hắn hàng rào giảm thánh trùng. Một khi có mất, tội của hắn trách có thể to lắm. Vì vậy hắn mới có thể một chút như thế sợ. Tạm thời còn không muốn làm gì. Trần Phi liếc mắt một cái mềm yếu trên mặt đất vẻ mặt trắng bệch,
trên mặt thần sắc không gì sánh được kinh hoàng đồng thái, ngược lại cũng đột nhiên có chút không đành lòng. Bởi vì lại nói tiếp giữa bọn họ hình như cũng không có quá lớn ân oán, cũng liền một ít hiểu lầm cùng mặt mũi chuyện này mà thôi, cũng không đến mức như vậy tự hô đánh hô giết. Nghĩ đến đây, hắn đã đem bị hắn kẹp ở hai ngón tay gian thiên cốt trùng vương thả, sau đó ánh mắt quét về phía đồng thái thản nhiên nói ta mặc kệ trước ngươi là ôm dạng gì tâm tư. Ngày hôm nay tim ta tình không kém, và lại tha cho ngươi một cái mạng, nhưng nếu như còn có lần sau, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trần Phi loại này tư thái tại nơi đồng thái trong mắt hiển nhiên cực kỳ nhục nhã người. Bởi vì ở phía sau người trong mắt hai người bọn họ rõ ràng vẫn cùng đại, cùng tuổi trẻ người, lại thể hiện như vậy tư thái, thật giống như trưởng bối răn dạy vãn bối vậy, điều này làm cho từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ đã bị quá ngăn trở hắn làm sao có thể tiếp thu. Sau đó chỉ thấy bị Trần Phi để xuống rơi thiên cốt trùng vương rốt cục có chút khôi phục tinh thần, chậm rãi từ trên sàn nhà đĩnh trực, bò dậy, trong miệng mặt phát sinh sấm nhân tê lạc giọng, đôi tròng mắt kia cũng có vẻ huyết hồng, tràn đầy sát khí. Siêu! Như vậy tự sau đó một khắc, bị Trần Phi hai ngón tay buông ra thiên cốt trùng vương, rồi đột nhiên lại lần nữa trên mặt đất banh trực thân thể, mực màu đen thân thể chảy ra lau một cái nhàn nhạt tanh hôi sáng bóng, giống như là có độc vậy. Nó nho nhỏ miệng mở, lộ ra lấp lánh hàn quang độc nha, như thiểm điện vậy lược ra, hướng về phía Trần Phi trần lộ ra ngoài mắt cá chân chỗ liền tàn bạo cắn. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi chân mày một chút mặt nhăn được sâu hơn. Không nghĩ tới hắn đều ngẫu nhiên phát thiện tâm, bỏ qua đối phương một lần, nhưng vẫn là không nhường tên kia nhận rõ sở cục diện bây giờ, lúc đó hết hy vọng, ngược lại là như trước gian ngoan không thay đổi, đánh lén xuất thủ. Nhưng Trần Phi tu vi bây giờ, thực lực chỉ thiếu chút nữa liền muốn đột phá luyện khí ngũ trọng đỉnh đi đến luyện khí lục trọng. Một khi tiến nhập luyện khí lục trọng cảnh giới, đó là tiên thiên hậu kỳ đỉnh cũng đều như vậy, tối thiểu sau tại đây thế tục nội sợ rằng thật không có có bao nhiêu người có thể đủ uy hiếp được hắn. Vì vậy hiện hắn hôm nay, lại là đồng thái như vậy một đám nho nhỏ địa cấp vu trung sư có thể đánh lén. Huống hồ cái này đồng thái vu trung thuật rất hiển nhiên cũng còn không học được nhà. Hoặc là thẳng thắn kỳ truyền thừa tu luyện công pháp đều là tàn phá, thuộc về đoạn kết của trào lưu trong đoạn kết của trào lưu. Nếu thật là tu chân giới hoàn chỉnh hãy, quỷ thần khó lường vu trung đạo, lại đang đồng nhất cảnh giới dưới, có thể hắn Trần Phi còn có thể kiêng kỵ một chút, nhưng bây giờ. Chân thực không cái loại này cần phải. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn ở ta nơi này tìm cái giáo huấn a. Trần Phi ở thấy mình đều thả đồng thái một con ngựa. Cái này người sau lại còn là tuyển trạch phản chiến tương hướng, khu sử thiên cốt trùng vương đến công kích hắn, trong lòng rốt cục nổi lên tức giận. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đều trong trẻo nhưng lạnh lùng rất nhiều. Tay phải bàn tay dường như nhanh như tia chớp bổ ra, lại ở giữa không trung tự bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, lần thứ hai đem thiên cổ trùng vương đánh rớt trên mặt đất, giơ chân lên đúng trung trùng chính là mạnh đạp. T. Nhất thời chỉ thấy lớn chừng ngón cái thiên cốt trùng vương bộc phát ra một đạo bén nhọn, viễn siêu ra bản thân thể tích thống khổ hí, mực màu đen máu nhất thời chảy ra, xâm nhiễm một tiểu khu vực, tanh hôi không gì sánh được. Hầu như cũng trong lúc đó đồng thái lại một lần nữa sắc mặt tái nhợt mềm trên mặt đất, hai mắt kinh khủng, oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng lúc này đây Trần Phi nhưng căn bản lý, để ý đều không để ý đến hắn. Chỉ là kỳ hai tròng mắt rơi ở trên sàn nhà vũng máu trong thiên cốt trùng vương trên người, vuốt cằm, trong ánh mắt hàn mang hơi chớp động vật nhỏ vóc dáng không nhỏ, lá gan cũng thật lớn. Ha ha, kèm theo phần cuối chỗ thân cười nhạt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn cư nhiên lại lần nữa động thủ. Bàn tay như thiểm điện vậy nâng lên. Ngươi muốn làm gì, dừng tay, nhất thời mềm té trên mặt đất đồng thái con ngươi mạnh co rụt lại, trên mặt thần sắc trong khoảnh khắc hoảng sợ, hô lớn. Thế mà hắn thanh âm này lại vừa mới ra miệng, cũng đã con người thần tốc mở lớn gặp được trong tầm nhìn, lau một cái diễm quang biến thành lớn chừng bàn tay viêm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh liền hướng phía hắn bản mạng vu trung thiên cốt trùng vương chém tới. Răng rắc một tiếng, thiên cốt trùng vương hai móng, đuôi, toàn bộ bị chém nứt rơi xuống đất. Phốc suy, hầu như cũng trong lúc đó đồng thái cả người đều mạnh kịch liệt co quắp một chút, sau đó cổ họng quản phun ra một ngụm lớn máu đen. Hai mắt con người đều thiếu chút nữa tan rã, người ngay sau đó mất đi ý thức. Thẳng tắp ngã xuống, cứ như vậy một chút, liền trực tiếp bị thương nặng. Rơi vào ngất.
Hy vọng lần sau ngươi cũng lại vọng động như vậy, nếu không, ha ha. Cuối cùng nhìn lướt qua đã ngất đi Vu Trung Sư Đồng Thái, Trần Phi lúc này mới lắc đầu, xoay người ly khai. Trong quá trình này, hắn thậm chí cũng không có nữa xem Trần Khôn cùng với Hứa Hòa An liếc mắt. Bởi vì hắn ngày hôm nay, tựa hồ thật sự có một ít đến nhầm. Tí tách, tí tách. Không biết bao lâu sau, sụi lơ trên mặt đất đã bất tỉnh đi Đồng Thái trên người có một giọt giọt máu tươi nhỏ giọt xuống tới, nghe vào Trần Côn, Hứa Hòa An trong lỗ tai, giống như là tử vong chuông tang vậy, khiến hai người bọn họ nhất tề nhịn không được cả người một cái giật mình, trong lòng hoàn toàn bị hàn ý điền tràn đầy. Tứ chi hoàn toàn đều là lạnh lẽo. Côn, Côn ít, tiểu tử kia hắn ma là một quái vật sao? Hứa Hòa An run rẩy môi, khó có thể tin nói. Nghe vậy Trần Côn mồm mép nhìn không được rút quất, nhìn liếc mắt mềm té trên mặt đất ngất Đồng Thái cùng với bị chém rất hai móng, đuôi quái trùng, không khỏi một hàn khí từ cột sống cọ 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 ra bên ngoài sông ra, chân đều mềm nhũn. Thậm chí còn có chút nhớ nhung thổ. Ngày hôm nay chuyện này quản tốt miệng của ngươi, nếu không, ngươi minh bạch hậu quả. Cố nén trong lòng cảm giác muốn ói, Trần Côn thanh âm nói chuyện đều có chút hàm hồ lên. Nói chung đêm nay, hắn là thật bị sợ sợ. Tiểu tử kia quả thực chính là một cái quái vật đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, kinh thành ta lão Trần gia thuộc cao cấp tư nhân y viện, trong không khí tản ra nhàn nhạt nước thuốc chút ý vị VIP cao cấp phòng bệnh trong, nằm ở bạch sắc trên giường bệnh Đồng Thái tỉnh lại. Chỉ thấy Kỳ hai tròng mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, trên vách tường đồng hồ báo thức đồng hồ quả lắc đã chỉ hướng buổi sáng 8 giờ 30 phút. Trừ lần đó ra, cách hắn giường bệnh cách đó không xa một thủy tinh đồ đựng dụng cụ trong. Một lớn chừng ngón cái bị chém tới hai móng cùng đuôi quái trùng, chính mất đi ý thức, thân thể mềm mại lẳng lặng phiêu phù ở trong đó, bị như là doanh dưỡng dịch gì đó bao quanh. Mà ở nhìn thấy một màn này, Đồng Thái trống rỗng hai tròng mắt nhất thời rụt một cái, sau đó toàn bộ thân thể cũng không nhịn được kịch liệt, điên cuồng run rẩy. Có ai không? Hắn nhẹ nhàng mở miệng, không người đáp lại. Có ai không? Theo sát mà sau một khắc hắn trợn tròn đôi mắt giống. Thanh âm lớn đến một tầng lầu đều nghe thấy. Nhất thời chờ ở bên ngoài nữ y tá vội vội vàng vàng chạy vào, thành chỉ hỏi, xin hỏi có chuyện gì? Điện thoại, người không có điện thoại. Điện thoại cho ta muốn gọi điện thoại a. Đồng Thái như là giống như điên quát, rảo phá môi chảy ra tia máu, theo chảy xuống, nhiễm đỏ thân mặc trên người đồng phục bệnh nhân, khiến nữ y tá sợ đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy từ chế phục trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới. Sẽ lui về phía sau đi. Con mẹ nó ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết? Ta nói số điện thoại, ngươi giúp ta ấn, sau đó hắn ma đều cút ra ngoài cho ta. Có thể Đồng Thái lại lập tức đôi mắt nộ trừng lên đến, có điểm tinh thần thất thường điên cuồng hét lên nói. Hắn hiện tại loại trạng thái này, thế nào ấn số điện thoại? Ta ấn. Nữ y tá sợ đến nước mắt tất cả đi ra, cầm điện thoại di động lên, sợ hãi nhìn Đồng Thái. Sau đó người sau lập tức tuôn ra một chiếc điện thoại dãy số, hắn run run bấm điện thoại dãy số. Sau đó chỉ thấy Kỳ để điện thoại xuống, ngay tức khắc không chút do dự chạy ra ngoài. Đô, này, là ai? Mà nhưng vào lúc này, mở ra ngoại khuếch trương số điện thoại kết nối, bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái âm u thanh âm già nua. Nhất thời Đồng Thái tinh thần tình hình lúc này mới hơi có chút ổn định lại, sau đó nhưng có chút mang nức nỡ nói ra. Là ta, đã xảy ra chuyện. Thánh trùng bị người làm hỏng, chặt đứt hai móng cùng đuôi, ngươi nhất định phải thay ta cùng thánh trùng báo thù a. Ngươi nói cái gì, thánh trùng, ngươi bây giờ ở đâu? Nhất thời từ bên đầu điện thoại kia truyền đến lão giả cực nộ thanh âm, sau đó lại mạnh mẽ ngăn chặn tức giận, nói. Ta, có thể đang nghe bên đầu điện thoại kia lão giả hỏi thăm, Đồng Thái lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tốt một lúc sau mới gặp Kỳ do dự, cắn răng nói ra, ta hiện tại ở kinh thành. Ngươi nói cái gì? Lúc này đây bên đầu điện thoại kia lão giả kia hiển nhiên giận quá, âm trầm giọng lạnh lùng nói lẽ nào ngươi đã quên chúng ta hàng rào quy củ là cái gì? Chỗ kia chúng ta Nam Cương người không thể đi, ngươi đã quên. Không biết, còn là căn bản cũng không có chăm chú nghe lời nói của ta. Hoa hạ đất rộng của nhiều, tàng long ngọa hổ, nhất là kinh thành khu vực. Càng hầu như có thể nói hội tụ quốc gia người lợi hại nhất đàn, thủ vệ ở nơi này. Ngươi thật chẳng lẽ đã quên ta từng không chỉ một lần báo cho quá ngươi,
chúng ta bây giờ cùng bên kia quan hệ tuy rằng không giống dĩ vãng như vậy dương cung bạt kiếm, nhưng có thể tách ra, hay là muốn tận lực tách ra cho thỏa đáng. Ngươi là ở kinh thành bị người bị đả thương. Gia Gia xin lỗi, chỉ là trước có chuyện nhân huynh sợ rằng còn không biết. Có người chân thực quá ghê tởm, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, đã đem ta đặt ở trên người người khác thánh sâu trùng trực tiếp tiêu diệt, ta giận, cho nên mới muốn đi tìm hắn lý luận lý luận. Có thể không nghĩ tới tên kia lại lợi hại như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng ta vừa để xuống thánh trùng đã bị hắn chế trụ. Thậm chí toàn bộ hành trình ta đều không có gì để xuống kháng lực. Đồng Thái vội vã giải thích. Chỉ là nói như thế lúc, hắn rồi lại không nhìn được nghĩ khởi tối hôm qua Trần Phi tùy ý kẹp một cái, vừa bổ, đạp, để hắn dẫn cho rằng dựa vào thánh trùng đều bị phế bỏ. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ năng lực phản kháng, cái loại cảm giác này quả thực tựu như cùng trái tim bị bóp bạo hít thở không thông vậy, trong mắt kìm lòng không đậu hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái gì, hơn 20 tuổi, đó không phải là với ngươi không sai biệt lắm đại. Nghe được cháu mình lại là bị một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tuổi nhỏ người đả thương, hơn nữa ngay cả thánh trùng đều bị phế bỏ, toàn bộ hành trình không có năng lực phản kháng, bên đầu điện thoại kia già nua thanh có vẻ kinh nghi rất nhiều. Phải biết rằng làm Đồng Thái thân gia gia, hắn đương nhiên minh bạch chính hắn một tôn tử coi như ở Nam Cương trẻ tuổi không phải là mạnh nhất, có thể tối thiểu cũng có thể đứng vào trước năm trước ba. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên ở một cái bạn cùng lứa tuổi trước mặt bị bại như vậy triệt để. Cái này chỉ sợ cũng coi là bọn hắn hiện nay Nam Cương thanh niên một đời đệ nhất nhân, cũng không có khả năng làm được loại sự tình này mà đi. Vì vậy hắn mới có thể như vậy ngạc nhiên. Đúng vậy, ra ra, tên kia chân thực quá ghê tởm, vô lễ trước đây, vẫn còn như vậy bừa bãi dưới nặng tay thương ta, thậm chí ngay cả thánh trùng đều bị chém rớt hai móng cùng đuôi. Cái này hoàn toàn là ở nhìn chúng ta Nam Cương Vu Trung Sư ở không có gì a. Ra ra. Lần này ngươi có thể nhất định phải thay ta còn có thánh trùng báo thù. Ta chân thực giận, Đồng Thái trong giọng nói tràn đầy oán độc tức giận nói. Nhất là xem hắn nghe được ra ra kinh ngạc ở thương hắn người, đúng là cùng hắn tuổi không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi lúc, hắn Đồng Thái trong lòng tự ức chế không được có một biệt khuất cùng nhục nhã ở cổ đảng. Kiêu ngạo như hắn, đường đường hàng rào nội trẻ tuổi nhất địa cấp phu trung sư, càng thánh tử. Từ nhỏ đến lớn tất cả đều là xuôi gió xuôi nước. Chưa từng cắm quá loại này té ngã, ăn xong loại này thiệt thòi. Là tối trọng yếu còn là lần này lại là bị bạn cùng lứa tuổi trọng thương, thậm chí hết ngược. Cái này là căn bản tự so ra kém, còn chưa phải là hoàn toàn không ở một tầng thứ. Điều này làm cho hắn Đồng Thái tại sao có thể tiếp thu loại này hiện thực, quả thật bản thân cư nhiên ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt, thực sự tan tác. Đồng Thái ra ra tên là Ô Các Qua. Là Nam Cương ở chỗ sâu trong cửu phụ nổi danh một vị lão vu trung sư, sớm hơn 10 năm đã bước vào địa cấp cảnh giới, pháp lực cao tới, thực lực khủng bố, ngay cả cổ vũ giả vòng tròn nội tiên thiên hậu kỳ cường giả thấy hắn cũng phải kiêng kỵ, tôn xưng một tiếng Ô Các Qua đại sư. Bởi vậy thấy rất mạnh. Trừ lần đó ra, Ô Các Qua thiên phú thật tình cường đến làm người ta giận sôi. Lúc còn trẻ tựu sư từ danh sư, học được cao cường vu trung thuật. Tuổi già 70-80 tuổi lúc càng nhất cử trở thành Nam Cương vĩ đại nhất thập đại vu trung sư một trong, bị người ngưỡng vọng cùng kính nể, uy danh truyền đi cực xa. Bất quá hắn cả đời này ngoại trừ tu vi thực lực ở ngoài, cái khác thật giống như rất thất vọng thậm chí bi thảm. Ô Các Qua năm ấy trung niên lúc, liền ở có một lần chọc tới tỷ vết nào tất báo cường địch, chịu khổ tai họa diệt môn, trong một đêm, toàn gia trên dưới hơn 10 miệng ăn đều bị nhân đồ diệt. Chỉ có ít nhất tôn tử Đồng Thái vận khí tốt bị nhận được sát phách hàng rào chơi, may mắn tránh thoát một kiếp này. Vì vậy từ đó về sau, Đồng Thái biến thành hắn Ô Các Qua cả đời này thân nhân duy nhất, cũng tự nhiên mà vậy đem sở hữu hết thảy yêu đều trút xuống đến rồi trên người của hắn. Cũng bởi vậy, đối với Đồng Thái, lão vu trung sư Ô Các Qua coi như là cưng chiều tới cực điểm, không chỉ có dốc lòng truyền thụ hắn vu trung thuật, càng sâu tới vận dụng trong tay mình lực ảnh hưởng. Đem hàng rào giảm thánh trùng thiên cốt trùng vương đô an bài trở thành Đồng Thái vốn tên là Vu Trung. Mà trước đó, coi như là để hắn Ô Các Qua bản thân, hắn đều cho tới bây giờ dù cho một tia ý nghĩ như vậy cũng không có. Nhưng hôm nay, để hắn tiểu tôn tử Đồng Thái tương lai, hắn Ô Các Qua vẫn là như vậy làm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì đối với một gã Vu Trung sư mà nói, rất lâu bản mạng vu trung chính là vu trung sư lợi hại nhất sát chiêu. Thiên cốt trùng vương lại là bọn hắn hàng rào bên trong thánh trùng,
ở toàn bộ Nam Cương đều danh khí cực đại, đây đối với Đồng Thái Lai nói bao lớn có ích, tự nhiên không cần ngôn ngữ. Nói chung tuyệt đối là vô số vô trung sư tha thiết ước mơ. Nhưng bây giờ, lúc đầu Ô Các Qua gặp cháu mình là ở kinh thành cái loại này, không gì sánh được nước sâu, địa phương cắm té ngã, còn tưởng rằng là Đồng Thái không cẩn thận đắc tội một vị lão quái vật, tiền bối cao nhân. Nhưng bây giờ nghe hắn vừa nói như vậy, mới biết được lại là một vị bạn cùng lứa tuổi đem trọng thương, hơn nữa còn là lấy một loại rất nhẹ nhàng trạng thái, há có thể không cho Ô Các Qua trong lòng làm đến ngạc nhiên. Ra ra, chuyện này ngươi có thể nhất định phải giúp ta, thay ta ra cái này miệng ác khí. Nếu không trong lòng ta mặt chân thực muốn bất quá đi. Đồng Thái gặp bên đầu điện thoại kia ra ra cư nhiên không trả lời bản thân, nhất thời nóng nảy, vừa lớn tiếng nói. Ai? Theo sát sau đó từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một tiếng than nhẹ, sau đó chỉ thấy già nua thanh theo vang lên ngươi bây giờ trước hảo hảo dưỡng thương đi. Tất cả, chờ ta đi kinh thành rồi hãy nói. Nói đến đây, bên đầu điện thoại kia Ô Các Qua già nua con ngươi không khỏi hàn ý càng đậm liệt mấy phần, thậm chí nói chuyện ngữ điệu đến cuối cùng đều có chút lạnh lẽo, lạnh lùng. Tuy rằng biết rõ chuyện này song phương đều có chỗ không đúng, hơn nữa còn là hắn tôn tử đi trước tìm đối phương phiền phức trước đây. Có thể ở nhìn thấy Đồng Thái thụ thương, liên thánh trùng thiên cổ hướng hết đều bị phế bỏ, Ô Các Qua trong lòng còn nhịn không được sinh ra lau một cái nộ dịch cùng lạnh lùng. Tuy nói hắn Ô Các Qua những năm gần đây đã thành thói quen lánh đời tránh người, không cùng ngoại giới tùy ý có cái gì xung đột. Nhưng này cũng không có nghĩa là hắn Ô Các Qua là dễ khi dễ. Chuyện này đối phương người nọ làm như vậy, quá phận, tổng cần hay là muốn cho hắn Ô Các Qua một câu trả lời hợp lý đi. Tốt lắm. Gia gia ta hiện ở kinh thành bên này dưỡng thương. Chờ ngươi đến, mà ở nhìn thấy tài chính gia gia nói như vậy, Đồng Thái hơi lộ ra dữ tợn khuôn mặt rốt cục nhìn không được hiện ra lau một cái mỉm cười đắc ý. Bởi vì hắn biết nếu gia gia hắn đều nói như vậy, vậy nhất định là nguyện ý vì hắn xuất đầu. Hắn cũng biết, chỉ cần gia gia hắn nguyện ý xuất thủ, vậy cũng ác, cuồng vọng tên tất nhiên sẽ chịu không nổi. Ngươi nói cái gì? Trần Phi đem Trần Hoa Tần nhi tử bắt lại. Cùng lúc đó, tứ cửu thành lão Trần gia bên trong thư phòng, gia chủ đương thời Trần Bình Chương ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ mang theo ngoài ý muốn giọng nói hỏi. Ngồi ở bên kia phương hướng trên ghế salon Trần Chấn Quân gật đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ta cũng là vừa mới biết được tin tức này. Trần Duy Sơn lén chạy đi Giang Nam, quấy rầy Lâm Linh, chạm đến tiểu tử kia nghịch lân, kết quả cùng ngày đã bị bắt được phi báo đi, hình như đều đã là mấy ngày hôm trước chuyện tình. Ngu xuẩn! Nghe vậy thấy thế Trần Bình Chương có chút áo não tức giận mắng một tiếng, chợt lại có một ít bất đắc dĩ lắc đầu nói bọn người kia là thật không đem ta nói, bỏ vào trong lỗ tai a. Nguyên bản tiểu tử kia trong lòng tự đối với chúng ta lão Trần gia địch ý quá nhiều, hiện tại lại gây ra như thế vừa ra. Hoa Tần biết chuyện này sao? Ta nghĩ nên biết đi. Trần Chấn Quân do dự một chút, chậm rãi nói ta trước sai người hỏi thăm một chút, hình như đường thúc tìm khắp đến thiên tổ bên kia đi. Muốn cho phi báo áp lực, để cho bọn họ thả người. Có thể kết quả là Liên Hoa Tần đường thúc tìm được giúp một tay vị kia thiên tổ trưởng lão, đều bị Trần Phi cho thối mắng một trận, lúc đó huyên náo rất cương. Nói đến đây dù là Trần Chấn Quân bản thân cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt ẩn hiện một tia kinh động. Thiên tổ trưởng lão đó là hạng tồn tại, coi như là hắn Trần Chấn Quân hiện nay chức cấp thấy, cũng phải hảo ngôn hảo ngữ, tôn tôn kính kính. Nhưng bây giờ, Trần Phi tiểu tử kia lại trực tiếp thẳng thắn đem thối mắng một trận, còn thậm chí tuyên bố, muốn đi thiên tổ tìm hắn phiền phức. Cái này há có thể nhượng hắn Trần Chấn Quân không lắc đầu, không rung động. Tối thiểu coi như là hắn hiện tại, cũng không có can đảm, không làm được loại sự tình này mà a. Ai, đây quả thực là... Ai? Nghe thế Trần Bình Chương Trần lão gia tử nhìn không được lần thứ hai lắc đầu nói chuyện, có chút giận không tranh khí nói bọn người kia thực sự là một điểm cũng không giải óc. Chúng ta liều mạng muốn đem tiểu tử kia kéo trở về, có thể bọn họ hiện tại lại đang liều mạng đem đẩy ra phía ngoài, ai, khó trách chúng ta lão Trần gia đã từ từ hiện ra chán trường xu thế. Cái này không chỉ có riêng chỉ là bởi vì lão nhân đi a. Nghe vậy Trần Chính Quân cũng là một trận bỗng nhiên, trên thực tế, trong lòng của hắn kỳ thực cũng sớm đã có ý nghĩ như vậy, chỉ là ở vào hắn như vậy vị trí, không quá mở chính mồm nói ra. Dù sao ở trong nhà. Hắn còn chỉ có thể xem như là cái vãn bối mà thôi. Sau đó lại thấy kỳ nâng lên hai tròng mắt, nhìn về phía mình phụ thân nói ba,
vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trước Hoa Tần Đường Thúc còn thoáng cho ta đề cập qua một điểm chuyện này, chẳng qua là lúc đó hắn nói quá mịt mờ, ta cũng không phản ứng kịp, sau lại tựu không giải quyết được gì. Bây giờ nói, chúng ta cũng không thể cứ như vậy làm không biết đi. Đối với ngươi hiện tại thật đã nghĩ làm không biết, thế mà Trần Lão Thái gia nghe vậy, lại cư nhiên con ngươi lóe lên nói như vậy. Khiến Trần Chấn Quân trực tiếp lăng lên. Sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt kinh ngạc nói ba, ngươi nghiêm túc. Thế nhưng, tuy nói hiện tại chuyện này đúng là Trần Hoa Tần phụ tử làm không địa đạo, một mình chạy đến tỉnh Giang Nam đi quấy rối tiểu tử kia mẫu thân, có thể nói một nghìn nói một vạn, Trần Duy Sơn Thủy Chung là bọn họ lão Trần gia người, coi như chỉ là cái chi thứ, có thể có Trần Hoa Tần Đường Thúc ở, cũng không có khả năng thật làm được làm như không thấy a. Nếu là truyền đi làm cho nghe được, chỉ sợ bọn họ lão Trần gia hiện nay quẫn cảnh sẽ trở nên càng bấp bênh, càng nội bộ mâu thuẫn trọng trọng. Đến lúc đó, một cái xử lý không tốt, vậy thực sự phiền toái. Theo lý thuyết thân là gia chủ đương thời lão gia tử, cũng không nguyện nhìn thấy loại tràng cảnh đó phát sinh mới đúng a. Trần Phi tiểu tử này thực sự rất không bình thường, nếu không hắn cũng không có khả năng nắm chắc khí chỉ vào thiên tổ trưởng lão mũi lợi thế. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Bình Trương Trần Lão Thái gia lại thở một hơi thật dài, mâu quang lóe ra nói. Thực sự rất không bình thường. Trần Chấn Quân bị cha mình những lời này gợi lên lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, ba, lẽ nào Trần Phi hắn, còn có cái gì ta không biết? Ngươi, chuyện ngươi không biết hơn đi. Trần Bình Trương Trần Lão gia tử liếc mắt nhìn thoáng qua con trai mình, đột nhiên chậm rãi nói trước lão tôn nhà sự kiện kia nhân huynh nên biết đi. Ngươi biết đến cuối cùng là ai cho tiểu tử kia ra đầu? Là ai, chẳng lẽ không đúng hứa lão gia tử? Trần Chấn Quân nghe vậy ngẩn người. Có chút chần chờ nói. Không, tuy rằng mặt sau này có vị kia ý tứ, nhưng chân chính đứng ra vì tiểu tử kia ra mặt, ta lén hỏi, là Hoàng Tinh Hoàng Lão. Trần Bình Trương chặt nói tiếp. Hoàng Tinh Hoàng Lão, nghe vậy Trần Chấn Quân ngẩn người, tựa hồ có chút xa lạ tên này, nhưng lại cảm thấy hình như rất quen thuộc. Đột nhiên, hắn chợt đã qua khởi vừa nhảy, trên mặt chợt hiện ra lau một cái rung động, giật mình vẻ. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại Trung ương cảnh vệ cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng, không phải là gọi tên này. Hoàng Tinh Hoàng Lão, dĩ nhiên là vị ấy tự mình đứng ra vi Trần Phi no đầu. Có thể điều này sao có thể a? Phải biết rằng vị kia thế nhưng cùng ra ra hắn một cái bối phận siêu cấp lớn nhân vật. Coi như là hứa lão thái gia ý tứ, cũng không đến mức khiến lão nhân gia ông ta đều tự mình đứng ra a. Nhất thời Trần Chấn Quân cũng cảm giác mình đầu có chút hỗn loạn lên. Ba, Trần Phi tiểu tử kia làm sao sẽ cùng Hoàng Tinh Hoàng Lão cũng có quan hệ. Coi như là hứa lão gia tử từ đó. Cái này cũng không quá khả năng đi. Sau đó hắn chân thực không nhẫn nại được nội tâm kinh nghi, hỏi. Thế nhưng Trần lão gia tử lại đáp phi sở vấn nói ngươi nghe nói qua hổ báo đường tên này sao? Hổ báo đường. Trần Chấn Quân nao nao, cao mày nói, nghe nói qua một ít. Hình như là lĩnh Nam ba tỉnh địa khu thế lực khổng lồ nhất võ lâm hắc ám tổ chức, hơn nữa ở bên kia có người nói đã chiếm giữ đều biết 10. Nhiều năm, bồn cây sai, thâm căn cố đế, luận tính nguy hiểm cùng nguy hại tính, gần với Nam Cương nhất lưu. Nhưng bây giờ cái tổ chức kia lại bị tiêu diệt, mặc dù đối với ngoại tuyên bố là Hoàng Tinh Hoàng Lão tự mình động thủ. Trần Bình Trương Trần Lão Thái gia nhìn lướt qua con trai mình chậm rãi nói. Mặc dù đối với ngoại tuyên bố, Trần Chấn Quân nghe vậy trước còn có chút không chậm quá mức mà đến, sau đó lại mạnh khuôn mặt hiện ra khiếp sợ, chợt khó có thể tin nói lão gia tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói. Hắn tựa hồ trong lúc mơ hồ đoán được một ít gì. Hoàng Tinh Hoàng Lão thái độ làm người hiền lành, miệng cũng không phải thật chặt, vì vậy ta hỏi một ít. Hổ báo đường bị diệt, hình như là tiểu tử kia làm, hơn nữa còn là cá nhân một mình hành động, không mượn bất luận cái gì phía chính phủ lực lượng. Người mình bày cái này ý vị như thế nào sao? Nói đến đây, dù là Trần Bình Trương Trần Lão gia tử bản thân cũng không nhịn được cảm khái lắc đầu lên. Hổ báo đường có thể ở lĩnh Nam ba tỉnh xưng vương xưng bá lâu như vậy, cũng còn không có bị tiêu diệt, tự nhiên có kỳ tồn tại đạo lý. Nhưng bây giờ, một 20 hơn tuổi thanh niên nhân đan thương thất mã, tư nhân đã đem kỳ diệt, cái này ý vị như thế nào, còn cần nói rõ. Trách không được tiểu tử kia tự thủy chí chung căn bản là xem thường bọn họ lão Trần gia. Nguyên lai, là thật nắm chắc khí a. Cái này ý vị như thế nào? Trần Chấn Quân lẩm bẩm nói,
như là muốn bắt ở cái gì, rồi lại không bắt được. Tuy rằng hắn cũng có chút rõ ràng cha mình lời nói này, đại biểu ý nghĩa rất có thể là kinh người, thế nhưng, trong lòng của hắn đối với cái loại này khái niệm nhưng vẫn là khó có thể có chính xác bình phán. Bởi vì ở vào hắn như bây giờ vị trí, lại là từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ xuôi gió xuôi nước lớn lên, mặc dù có nghe nói qua, có thể hắn Trần Chấn Quân lại quả thực cùng hổ báo đường cái loại này giang hồ hắc thế lực ngầm vị trí ở thế giới, cách xa nhau rất xa, thật giống như không ở một cái thế giới. Đây cũng là hắn giờ này khắc này có vẻ có chút ngây người nguyên nhân thực sự. Phảng phất là đoán được con trai mình suy nghĩ trong lòng, Trần Bình Trương Trần lão gia tử ánh mắt rơi vào Trần Chấn Quân trên người, đầu tiên là lắc đầu, sau đó đột nhiên cảm khái, nói các ngươi cái này thế hệ A, cũng không có trải qua đoạn gió lửa liên thiên chiến tranh năm tháng, vì vậy chỉ có thể nhận thức đến quyền lực cùng tài phú tầm quan trọng, lại không biết, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, tài phú cùng quyền lực đều muốn là kính trung hoa, thủy trung nguyệt. Nói đến đây Trần lão gia tử mạnh dừng một chút, lại không khỏi tiếp tục nói trước người vậy cũng từng có cùng kinh thành bốn bộ người tiếp xúc qua đi. Bọn họ đều là điển hình đại biểu, phất tay gian, né qua mưa bom bão đạn, thậm chí ngay cả đạn đạo cũng không thể đủ uy hiếp được bọn họ, người nghĩ người như thế chẳng lẽ không đáng sợ sao? Đương nhiên đáng sợ, chỉ là... Nghe vậy Trần Chấn Quân không khỏi có chút sững sờ, không nghĩ tới lão gia tử lại đột nhiên sẽ cảm khái như thế hàng vạn hàng nghìn. Có thể tiếp hắn vẫn là không nhịn được hỏi, thế nhưng ba, Trần Phi hắn. Thật có lợi hại như vậy sao? Dù sao người tinh lực không thể nào là vô cùng, cũng không nhiều thời gian như vậy. Dù sao hắn ở y thuật trên tạo nghệ đã như vậy kinh người, coi như thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng thực sự nhất tâm nhị dụng đi. Huống hồ hắn hiện tại mới bây lớn, có 30 tuổi sao? Hiển nhiên hắn là thật không thể tin có người có thể thật lợi hại đến loại trình độ đó. Chính là hơn 20 năm, coi như là từ trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập, đến bây giờ có thể có hạng nhất tài nghệ thần hồ kỳ kỹ, đây đã là cực kỳ kinh người chuyện. Làm sao có thể vẫn có thể làm được y thuật cùng với cổ vũ đều chạy song song với, đồng thời vấn đỉnh đỉnh. Cái này cũng không phải đang đóng phim. Thế nhưng, đây cũng là đáng sợ nhất a. Trần Bình Trương Trần lão gia tử hơi nheo cặp mắt lại, nói trước không nói Trần Phi, liền nói Hoàng Tinh Hoàng lão. Lão nhân gia ông ta từng là trung ương cảnh vệ cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng, hơn nữa kỳ tại vị trong lúc, trung vệ cục tựu vẫn luôn là kinh thành bốn bộ đầu danh. Không khách khí chút nào đem hắn tam gia vẫn đè nặng. Loại tình huống này kéo dài hơn 20 năm đều vẫn kéo dài, một lần đều không bị phá vỡ quá, người có thể tưởng tượng sao? Cái này, Trần Chấn Quân mang theo yên tay run lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn không phải là thời đại kia người. Vì vậy sau cùng đúng Hoàng Tinh Hoàng lão loại này hiện nay đã lui cư phía sau màn, bảo dưỡng tuổi thọ lão nhân, còn là biết rất ít. Mà khi hắn bây giờ nghe hắn lời của phụ thân sau trong lòng vốn có nhận chi quan giống như bị nước lũ hướng hủy vậy. Đến tột cùng là kinh khủng bực nào, cỡ nào cổ tay vượt qua thử thách người, mới có thể làm được loại trình độ đó. Ở thời đại kia, có thể làm được ngồi đi lên kinh thành bốn thống soái tay áo vị trí người. Ai mà không chính mình có 102 nước Cộng Hòa to lớn mới, chí cao ngất. Mà người như thế, là tuyệt không khả năng chịu phục mình bị từ đầu tới đuôi áp chế, huống chi còn là kéo dài hơn 20. Nhiều năm, đó là cái gì khái niệm? Vì vậy ta hiện tại có thể minh xác nói cho người biết, coi như là hứa lão gia tử, cũng không thể đơn giản ép buộc Hoàng Tinh Hoàng lão làm ta sự kiện, trừ phi là hắn tự nguyện. Người minh bạch ta đang nói cái gì sao? Hoàng Tinh Hoàng lão? Là tự nguyện để tiểu tử kia ra mặt nói, mà thật muốn là như thế. Nói đến đây, Trần Bình Trương Trần lão gia tử trong ánh mắt bất đắc dĩ còn có cảm khái, liền sâu hơn. Có thể có được Hoàng Tinh Hoàng lão thưởng thức, mà không phải là bởi vì như hứa lão thái gia vậy thiếu ở ân cứu mạng tình nghĩa, từ trình độ nào đó nói, tiểu tử kia thậm chí so với hắn Trần Bình Trương cũng còn phải ra khỏi sắc, còn muốn kiệt xuất. Dù sao năm đó coi như là hắn Trần Bình Trương. Cũng liền khoảng chừng đối phương đạt được, tạm được hai chữ đánh giá. Cự ly giống như bây giờ nguyện ý tự mình xuất đầu trong khi chỗ dựa thưởng thức, vẫn là kém có chút quá xa. Nghe thế Trần Chấn Quân trực tiếp không nói chuyện, bởi vì hắn đã bị chấn động đến không lời nào để nói. Đúng vậy, nếu thật sự là như thế, là Hoàng Tinh Hoàng lão tự nguyện tự mình đứng ra vì tiểu tử kia xuất đầu, cái này ý vị như thế nào, chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho người chấn động đến khó có thể tin. Không thể chọn cầm đi. Ai? Nghĩ đến đây,
hắn nhịn không được cũng không nhịn được cảm thán lên, thốt ra cũng là hiểu lầm chân thực quá sâu, nếu không, nếu là Trần Phi nguyện ý nhận tổ quy tông nói. Nếu là tiểu tử kia nguyện ý nhận tổ quy tông, chúng ta lão Trần ra cái này nhất mạch, tối thiểu trăm năm không lo, thậm chí coi như là cái khác hai nhà, cũng liền phải tiếp tục bị chúng ta đè nặng đến. Nhưng cũng tiếc, Trần Bình Chương Trần lão gia tử dùng cực độ giọng khẳng định tiếp lời, có thể nói xong lời cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được lắc đầu thở dài. Nếu là không có giữa bọn họ mâu thuẫn trọng trọng, có thể bọn họ lão Trần gia hiện tại, căn bản tựu không cần vi gần mà đến phong bạo, cùng với gia tộc từ từ hiển lộ ra chán trường xu thế mà lo lắng đi. Lại nói tiếp, kỳ hạn hình như cũng thật không có còn lại mấy ngày đi. Lão gia tử ngươi, Trần Chấn Quân không nghĩ tới cha mình cư nhiên như thế coi trọng Trần Phi, có thể nhịn không được theo lắc đầu bất đắc dĩ. Bởi vì Trần Phi hai mẹ con bọn họ năm đó thế nhưng bị gia tộc bọn họ vứt bỏ, thậm chí còn thiếu chút nữa đã đánh mất mệnh. Như vậy coi như là lớn hơn nửa độ người, chỉ sợ cũng phải oán giận, ghi hận trong lòng đi. Hơn nữa, Trần Phi cũng không giống như là cái rộng lượng người a. Nghĩ đến đây, Trần Chấn Quân nhịn không được hỏi lần nữa ba, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bất quá ta vẫn phải là đi chỗ đó vị bái phỏng bái phóng. Trần Bình Chương Trần lão gia tử lắc đầu thở dài một tiếng, sau lại con ngươi lóe ra nói. Buổi chiều 2-3 giờ, Trần Phi vốn là chuẩn bị đi chung vệ cục, tìm Hoàng Tinh Hoàng lão hảo hợp mưu khiêu chiến thiên tổ, luận bàn, chuyện mà. Lại bị Hứa lão gia tử mạc danh kỳ diệu một chiếc điện thoại đánh tới Hứa gia tứ hợp viện đến. Nói có giờ chuyện gì muốn tìm hắn nói chuyện. Sau khi hắn đi tới nơi này Hứa gia tứ hợp viện hậu viện, đã thấy rừng rậm dưới bàn đá tử trước mặt, có hai vị lão giả tóc hoa râm chính tay cầm hắc bạch kỳ, cách tảng đá bàn phân ngồi ở trái phải hai bên, đang tập trung tinh thần đánh cờ theo. Hai vị kia tóc hoa râm lão giả trong đó một vị, chính là Hứa lão thái gia, mà tên còn lại Trần Phi lại không biết. Chẳng qua là khi hắn trước một giây bước vào tứ hợp viện này hậu viện lúc, vậy hắn cũng không nhận ra lão giả cũng không lưu vết tích nghiêng mắt quét mắt nhìn hắn một cái, nào đó ý tứ hàm xúc có chút phức tạp cùng rõ ràng hình dạng, khiến Trần Phi hơi nhíu mày một cái. Lẽ nào lão nhân này nhà nhận thức hắn sao? Có thể hắn lại không biết đối phương a? Tới, lại đây ngồi đi, chờ chúng ta lưỡng trước đem ván này dưới hết. Ngươi nếu hiểu nói có thể tới quan chiến. Mà nhưng vào lúc này Hứa lão thái gia phát hiện Trần Phi đến, liền không ngẩng đầu tùy ý hô, như người nhà vậy, khiến một vị khác lão giả trong mắt rõ ràng cùng với phức tạp, càng đậm liệt mấy phần, thậm chí có một ít không hiểu thở dài. Chơi cờ, Trần Phi vừa nghe lời này nhất thời không có gì hứng thú, bởi vì hắn hoàn toàn cũng sẽ không cái này. Nhưng hắn vẫn theo lời tùy tiện rời cái băng ngồi nhỏ đi tới Hứa lão gia tử trước mặt ngồi xuống, lặng lặng nhìn. Mà vào lúc này, một vị khác lão giả tựa hồ rốt cục có cơ hội danh chính ngôn thuận nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn. Hắn giả nua, khàn khàn con ngươi lóe lóe, đột nhiên nở nụ cười, nói Hứa lão gia tử, vị này tiểu tử là. Không giới thiệu một chút, nghe thế, còn đang quan sát kỳ đường Hứa lão gia tử cười hắc hắc cười. Ngươi nói hắn a, tự một họ Trần tiểu tử, tuổi còn trẻ mới hơn 20 tuổi, tự thành thiên không lớn không nhỏ, không có gì hay giới thiệu. Chúng ta tiếp tục. Ta đi, bước tiếp theo kỳ tới phiên ngươi. Theo sát mà chỉ thấy hắn nhẹ giọng nở nụ cười. Tự một họ Trần tiểu tử, không có gì hay giới thiệu. Vừa nghe đến Hứa lão gia tử loại này rõ ràng trong lời nói có hàm ý lý do thoái thác, một vị khác lão giả tuy rằng trên mặt thần sắc một điểm ba động cũng không có, có thể trong lòng nhưng vẫn là thoáng cái nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Hứa lão gia tử, thật đúng là, một chút xíu cơ hội cũng không cho a. Nghĩ đến đây hắn liền không để lại vết tích ánh mắt từ Trần Phi trên mặt xẹt qua, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ, như là ở chăm chú nhìn chằm chằm kỳ đường. Ngón tay hắn lại đang tảng đá trên bàn nhẹ nhàng mà gõ, phát sinh rõ ràng tiếng vang, cực kỳ có tự, khiến Trần Phi cũng không nhìn được híp mắt chú mục đi qua. Mà nhưng vào lúc này, một vị khác lão giả đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói không hổ là Hứa lão gia tử, phòng thủ kiên cố, trầm ổn như núi. Đường này tử quả thật làm cho ta có chút hơi khó a. Tiểu tử ngươi cũng thổi phồng ta. Ta chơi cờ cái gì tài nghệ của ta bản thân vẫn là biết, dù thế nào cùng ngươi so với, kém xa lạc. Mau nhanh xuống đi, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp phá giải ta chiêu thức ấy. Mà Hứa lão gia tử nghe vậy lại cười híp mắt nói. Phòng thủ kiên cố,
hắn cũng liền thuận miệng như vậy vừa nói, cũng còn không chân chính bắt đầu ra sức mà đi, nói cách khác, người này lại không phải tốt như vậy nhìn thấy. Ai, chính là muốn là những tiểu tử kia biết chân tướng của sự tình hoa, cũng không biết có thể hay không oán giận hắn lão đầu tử này xen vào việc của người khác a. Tựa hồ đầu năm nay cái gì cũng tốt làm, chính là thích xen vào việc của người khác thật là tốt người, là thật khó xử a. Chính hắn cũng là, nhàn rỗi không chuyện gì mà mù thao loại này lòng thanh thản làm gì. Thực sự là xen vào việc của người khác, xen vào việc của người khác a. Có biện pháp phá giải ngài chiêu thức ấy. Hứa lão gia tử ngài đây thật là để mắt ta a. Nghe vậy một vị khác lão giả bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên nghiêng đầu chuyển hướng đang ngồi ở Hứa lão gia tử bên cạnh Trần Phi, lộ ra hòa ái nụ cười nói tiểu tử, cái này kỳ ngươi hẳn là bao nhiêu hiểu một điểm đi. Có thể giúp lão nhân ta ra nghĩ kế, đi như thế nào, mới có thể vãn hồi hiện tại loại này bại cục. Ta, vừa nghe đối phương lời này Trần Phi nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, chợt có chút ngượng ngùng lắc đầu nói lão nhân ra ngươi cái này nhìn lầm rồi. Cái này kỳ a, ta là một điểm cũng đều không hiểu, vì vậy hỏi ta ngươi chính là thật hỏi lầm người. Mà ở nghe nói như thế, Hứa lão gia tử trên mặt chính híp cười dáng tươi cười, phảng phất càng tăng lên mấy phần. Thậm chí, ánh mắt của hắn đều từ cuộc trên chuyển lên, rơi vào một vị khác lão giả trên mặt mỉm cười. Muốn nhìn hắn đến cùng sẽ dùng phương pháp gì, phá giải đã biết một tay. Lại nói tiếp từ Trần lão đầu đi sau, tiểu tử này, tựa hồ cũng biến thành so với dĩ vãng càng trầm ổn rất nhiều a. Xem ra hắn gần đoạn thời gian trên vai trọng trách, thực sự thật lớn. Phải, có thể nghe nói như thế, một vị khác lão giả trên mặt thần sắc lại căn bản cũng không có biến hóa, mà là vẫn như cũ dáng tươi cười như vậy hòa ái nói rằng không quan hệ. Có chút thời gian, luôn luôn kẻ trong cuộc thì mê, lão nhân ta hiện tại cũng hồ đồ, vì vậy còn không bằng cho ngươi cho ta tham mưu một chút. Ngươi đã sẽ không dưới kỳ, vậy cũng đừng nghĩ theo cái gì kỳ đường, kỳ quy, bằng cảm giác nhìn hẳn là dưới ở đâu, nói cho ta biết được rồi. Bằng cảm giác nhìn hẳn là dưới ở đâu. Dù là Trần Phi, lúc này ở nghe thế loại không giải thích được cũng không nhìn được ngẩn người, chợt vô ý thức hướng chính híp mắt cười đến Hứa lão gia tử nhìn, không từ nơi đó được cái gì đáp án, sau đó lại chỉ có thể ánh mắt lại lần nữa rơi vào một vị khác trên người lão giả, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nói đã như vậy nói, ta thử xem đi. Nói, hắn liền cúi đầu bắt đầu quan sát trên bàn kỳ đường đến. Tuy rằng Trần Phi xác xác thật thật không hiểu kỳ, không có thể như vậy có câu ngạn ngữ, là kỳ như người sinh, rất có người đem tổng thể ở trong lòng diễn biến thành một loại cách cục, nhất phương đại thế. Mà nhìn từ góc độ này, kỳ thực cái này cuộc, tựa hồ cũng cùng Trần Phi tu luyện tu chân đạo, có hiệu quả như nhau đẹp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tu luyện như thiên địa to lớn xu thế, đều ở tổng thể trên hiển hiện ra, nếu là có thể đi đến cái loại này tâm tình cùng lý giải. Kỳ thực hiểu hay không, có thể hay không chơi cờ, lại có quan hệ gì ni. Tối thiểu chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện tại trong lòng cũng không có cái loại này ước thúc, cùng ràng buộc. Lúc này trong mắt hắn, Hứa lão gia tử cùng lão giả xa lạ dưới tổng thể, giống như là hắc bạch đan sen chiến trường xu thế vậy, hắc kỳ thế như trẻ tre, nguy cấp, mắt thấy sẽ phá thành mà vào, được hưởng tất cả. Mà bạch kỳ tự nhiên mà vậy cũng liền thế cục vi diệu lên, thoạt nhìn một số gần như tan vỡ. Toàn tuyến đại bại, có thể tại nơi binh bại như núi cũng đại thế trong, Trần Phi hơi nhăn lại chân mày lại đột nhiên không hiểu hiên liễu hiên. Theo sát mà con ngươi có chút lóe ra. Sau một khắc, ngay Hứa lão gia tử từ từ bởi vì giật mình mà lớn lên trong ánh mắt, Trần Phi lại bỗng nhiên từ một vị khác trước mặt lão giả kỳ lon trong hai ngón tay xốc lên một bạch kỳ, bỏ vào trên bàn cờ nơi nào đó, rơi xuống đất có tiếng, khí chất đại sửa. Cũng tựu vào giờ khắc này. Trần Phi trong tầm mắt cuộc trên xu thế, lại vô hình phảng phất có ngất trời phục tùng biến hóa, nguyên bản bạch kỳ một số gần như hỏng mất cục diện, chợt thanh minh. Tiểu tử ngươi thật sẽ không dưới kỳ, mà ở thấy tình cảnh này Hứa lão gia tử nhìn không được trợn tròn cặp mắt, có chút kinh dị nói. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, ta là thật sẽ không dưới kỳ, bằng cảm giác tới, lão tiên sinh, người nghĩ thế nào? Cái này một con trai hạ hạ đi sau. Trần Phi lại vô hình có dũng khí vui vẻ thoải mái cảm giác, nghe được Hứa lời của lão gia tử không khỏi mỉm cười nói. Hắn tuy rằng quả thực không hiểu kỳ, có thể hiện ở trong lòng hắn mặt cũng đã có dũng khí cảm giác, đó chính là, mặc dù hắn không hiểu, hình như cũng không sao. Thế như Sơn Hà, lấy thân phạm hiểm, không hãi sợ long đầu.
Bước này kỳ, thực sự là dưới đẹp a, thật là khéo. Mà một vị khác lão giả gặp Trần Phi cư nhiên có thể đi ra loại này kinh vi thiên nhân kỳ đường, nhất thời nhìn không được hai tròng mắt toát ra tia sáng kỳ dị, cảm thán nói. Chính là bởi vì hắn hiểu kỳ, càng sau đó kỳ, thậm chí quốc nội ngoại trừ mấy vị kia đứng đầu chí cường danh thủ quốc gia, sợ rằng không bao nhiêu người có thể ở đạo này thắng hắn, mới có thể thể hội Trần Phi bước này, có bao nhiêu đẹp. Quả thực một chút đều đem hắn cái này Tần Lâm băng bàn bạch kỳ thế cục, triệt để bàn sống. Thực sự thật là khéo. Thậm chí ngay cả chính hắn vừa rồi, đều tựa hồ cũng không có nhìn ra còn có bước này có thể đi. Đưa tử địa sau đó sinh a. Có thể nghĩ đến đây, hắn rồi lại nhìn không được ở bên trong tâm cảm thán. Tục ngữ nói, kỳ đường như người đường, vậy thế nào chơi cờ, đều biết làm như thế nào người. Nhưng bây giờ tiểu tử này lộ số rõ ràng cho thấy chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực kỳ mãnh liệt cường thế chủ nghĩa, cũng có thể từ mặt bên thể hiện ra hắn người này, tính tình rất mạnh hơn, ninh chiết không loan. Dưới loại tình huống này, có chút hiểu lầm quả thực càng khó hóa giải. Nghĩ đến đây, lão giả này nhìn không được thân thán một tiếng, ngay sau đó cư nhiên đứng dậy cáo từ hứa lão gia tử, tiểu tử, ta đột nhiên này còn muốn khởi trong nhà có một ít chuyện này, tự cáo từ trước. Nghe nói như thế Trần Phi tự nhiên nghi hoặc không thôi, đột nhiên nhớ tới trong nhà có chuyện này. Cái này mượn cớ cũng tìm quá rõ ràng đi. Như vậy à? Ngược lại thì hứa lão gia tử trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là có chút bất đắc dĩ hướng về phía lão giả kia lắc đầu, mới chợt chậm rãi cười nói đã như vậy, ta bên này cũng sẽ không lưu ngươi. Về sau không có chuyện gì có thể quá đi theo ta ngồi một chút, vừa vặn ta ngươi đều rất nhàm chán. Buồn chán sao? Vừa nghe lời này lão giả kia tình không điều khiển tự động nét mặt già nua hiện ra lau một cái cười khổ, đương nhiên nghe rõ hứa lão gia tử là đang nhạo báng hắn. Chợt chỉ thấy kỳ đứng dậy chắp tay, lại ánh mắt chuyển hướng Trần Phi hiền lành cười cười, sau đó liền thực sự xoay người ly khai. Cái này lão gia tử, hành vi cử chỉ có chút rất kỳ quái a. Thấy tình cảnh này, nhìn lão giả kia chậm rãi rời đi bối cảnh, Trần Phi có chút không hiểu sắc mặt kỳ quái nói. Kỳ quái sao, ta cũng không cảm thấy, nếu là ngươi, biết hắn là ai vậy, hoặc có lẽ bây giờ cũng sẽ không nghĩ như vậy, thậm chí còn hối hận giúp hắn đi bước này kỳ. Có thể nghe nói hứa lão gia tử lại lắc đầu, hai mắt hơi híp, nói ra Trần Phi có chút nghe không hiểu một phen nói. Hối hận giúp hắn đi bước này kỳ, hứa ra ra ngươi đừng nói xong cao thâm như vậy khó lường có được hay không, ta thế nào, hoàn toàn nghe không hiểu a. Nghe thế Trần Phi trên mặt biểu tình càng mơ hồ, mờ quang trong lại bỗng có lau một cái tinh mang hiện lên. Tiểu tử ngươi a, muốn bộ ta nói phải dùng tới rõ ràng như vậy sao? Còn quá trẻ, thiếu trầm ổn. Thế mà hứa lão gia tử nhưng thật giống như đoán được trong lòng hắn nghĩ vậy, chậm rãi mỉm cười đưa tay biên chén trà đoan khởi đến uống một ngụm, trên mặt hơi híp thần sắc, nhưng không biết khi nào đã rõ ràng hơn lên. Ngạch, nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc không khỏi cứng đờ. Chợt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cười khổ, thật đúng là gừng càng già càng cay a. Cái này hứa lão gia tử chân thực quá tinh, cái này đều có thể đủ nghe được. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn trực tiếp hỏi hứa gia gia, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngày hôm nay người muốn ta đến bên này, là theo vừa rồi lão nhân kia nhà có quan hệ đi. Coi là tiểu tử ngươi còn có chút thông minh. Hứa lão gia tử khẽ gật đầu. Khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ý vị thâm trường nói ngươi biết vừa rồi tiểu tử kia, là ai chăng? Là ai? Trần Phi đương nhiên không biết, nhưng vẫn là theo lời của lão gia tử hỏi. Hắn họ Trần, gọi Trần Bình Trương, hiện nay lão Trần gia từ trên xuống dưới, đều là khi hắn quản. Hứa lão gia tử rốt cục không lại thừa nước đục thả câu, nói ra đáp án. Nhưng này đáp án vừa ra khỏi miệng, Trần Phi trên mặt thần sắc lại mạnh đổi đổi. Thậm chí có một ít không nhìn khá hơn. Trần gia người, gia chủ đương thời sao? Theo sát mà chỉ thấy kỳ mặt không thay đổi nỉ non lên, ngôn ngữ trong tiếng vi hơi mang theo lạnh ý. Nếu là hắn sớm biết rằng thân phận đối phương, như thế nào sẽ cho hắn sắc mặt tốt xem? Hiện tại xem ra hứa lão gia tử trước lần nói, quả thực không sai a. Nếu là hắn sớm biết rằng đối phương là ai, quả thực chắc chắn sẽ không giúp hắn đi bộ kỳ. Tại sao không nói chuyện? Sinh khí, mà ở nhìn thấy Trần Phi thoáng cái đột nhiên tựu không nói, hứa lão gia tử trên mặt không ngoài sở liệu hiện ra lau một cái vẻ cười khổ, lắc đầu hỏi. Tiểu tử này trong lòng đúng Trần gia khúc mắc, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng sâu nhiều a.
ngược lại không phải là tức giận, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng miễn cưỡng ngoéo một cái, nhưng vẫn là không nhiều lắm tâm tình phập phồng nói. Hắn trong lòng bây giờ mặt có chút loạn. Kỳ thực ta trước cũng không biết hắn muốn tới, hẳn là xem như là trùng hợp đi. Bất quá, người đối với hắn ấn tượng thế nào? Lại nói tiếp năm đó ngươi và mụ mụ ngươi sự kiện kia mà, theo ta được biết, hắn cũng không có tham dự vào cái gì, chẳng qua là khi cái gì cũng không biết. Nghe được Trần Phi nói Hứa lão gia tử con ngươi lóe lóe, đột nhiên hỏi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng tiếp tục nói hơn nữa con của hắn ngươi cũng nhận thức. Trước giữa các ngươi từng có một đoạn vãng lai. Ta cũng nhận thức, chẳng lẽ là... Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ, sau đó trong lòng đột nhiên hiện ra một cái 40-50 tuổi trung niên nhân thân ảnh. Nhất thời hắn há mồm hỏi lẽ nào hắn là Trần Chấn Quân Trần Bộ trưởng ba ba. Nếu thật là như vậy nói, trong lòng của hắn tâm tình mâu thuẫn cũng đột nhiên không lớn như vậy. Một là bởi vì hắn trước quả thực cùng Trần Chấn Quân Trần Bộ trưởng từng có một đoạn ngắn thời gian tiếp xúc, đối kỳ ấn tượng cũng không tệ lắm, thứ hai ngay cả mẫu thân hắn đều tốt giống như đúng Trần Chấn Quân không có gì hỏng ấn tượng, nhưng lại nguyện ý gọi tự mình ra tay giúp hắn, vậy chứng minh cái này tối thiểu năm đó bọn họ cái này một nhà, chắc là không có gì, cùng hai mẹ con bọn họ không thù không oán. Không sai, hắn chính là Trần Chấn Quân phụ thân. Hứa lão gia tử khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Lại nói tiếp Bình Trương tiểu tử này, đoạn thời gian gần nhất trên vai áp lực là thật không nhỏ. Từ Hứa lão đầu đi sau, tự toàn bộ áp đảo hắn lên trên người. Cái gì kích thước chuyện hư hỏng mà cũng phải thân lực thân vi, người nói thương cảm không? Thương cảm là có chút thương cảm, có thể điều này cùng ta hình như không quan hệ nhiều lắm đi. Nhưng Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Tự cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị nói ta nói Hứa ra ra, ngươi ngày hôm nay gọi ta đến, không biết là đã nghĩ nói với ta những. Này đi, nếu là như vậy, ta xem ta còn không bằng đi trước trung vệ cục tìm hoàng lão thương lượng một chút, khiêu chiến thiên tổ sự tình, sau buổi tối rồi trở về cùng ngươi tán gẫu. Tiểu tử ngươi thật đúng là chuẩn bị làm như vậy, nghe vậy Hứa lão gia tử tự nhiên có chút dọa cho giật mình, vẻ mặt không nói gì nói. Không nói gì sau, hắn lại nhìn không được đảo cặp mắt trắng dã, đến cuối cùng mới giọng nói đột nhiên nghiêm nói tiểu tử ngươi thật đúng là bản lĩnh mà, biến đổi pháp nhi trận ta nói ni. Đi, ngươi đã như thế không muốn nghe, ta đây đừng nói. Còn là nói chính sự mà đi. Chính sự mà, nghe vậy Trần Phi chố mắt nhìn. Không sai, chính sự mà. Hứa lão gia tử dùng giọng khẳng định lần thứ hai nói một lần. Ánh mắt nghiêm túc quét về phía Trần Phi nói Trần gia tiểu tử kia còn ở chỗ của ngươi đi. Mau nhanh thả người, ngành tương quan người tìm khắp đến ta nơi này. Ngươi làm như vậy có chút không quá hợp quy củ. Ngươi là nói Trần Duy Sơn. Nghe vậy Trần Phi đều có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Hứa lão gia tử nói chính sự mà dĩ nhiên là cái này. Có thể bên kia thật có lớn như vậy bản lĩnh mà cùng năng lực. Có thể để cho ngành tương quan tìm khắp đến Hứa lão gia tử bên này. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Tuy nói Trần Phi trong lòng không hề tiểu nghi hoặc, có thể dù sao lúc này Hứa lão gia tử đều tự mình lên tiếng, hắn tự nhiên sẽ không nể tình, chợt gật đầu, nói ta hiểu được. Như thế này ta lập tức có điện nói trở lại, để cho bọn họ thả người. Phải có giáo huấn hắn trước ngày đó đã sớm cho, vì vậy coi như là hiện tại thả người, hắn cũng hiểu được không có vấn đề. Đi, vậy cứ như vậy đi, như vậy. Hứa lão gia tử cũng khẽ gật đầu, khàn khàn, già nua con ngươi lóe lên kết thúc lần nói chuyện này. Sau không lâu sau, Trần Phi liền rời đi Hứa gia tứ hợp viện, đi trước đến rồi Trung ương cảnh vệ cục. Khiêu chiến thiên tổ. Trung ương cảnh vệ cục, cục trưởng phòng làm việc, làm hoàng tinh hoàng lão nghe được Trần Phi chuyến này mà đến mục đích sau, dù là hắn, cũng không nhịn được hơi sửng sờ, chợt già nua gương mặt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Kinh thành bốn bộ đồng trúc nước Cộng hòa cao cấp nhất đặc quyền bộ môn. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai cọp, chớ nói chi là bây giờ còn có chừng bốn cái, tự nhiên tương hỗ líu lo hệ không có khả năng tốt đi nơi nào, tư để hạ thường thường tranh đấu gay gắt, một hai năm xuống tới, cũng luôn sẽ có như vậy vài lần công kích đối phương bộ mặt luận bàn, đấu, tỉ thí. Nhưng đối với Trần Phi hiện tại nói ra những lời này, Hoàng Tinh Hoàng Lão cũng không từ có chút do dự. Nguyên bởi vì hắn, đơn giản hai điểm. Một, nghiêm ngặt lại nói tiếp Trần Phi cũng không phải trong bọn họ ương cảnh vệ cục người,
vì vậy nếu là thật làm như vậy, bị người đào, khó tránh khỏi có chút danh không tránh nói không thuận, tiểu đuôi không tốt lắm nghe. Hai, còn lại là lấy Trần Phi cái này thay đổi nhỏ thái thực lực, nếu nhượng hắn lên sân khấu, đây không phải là khi dễ người sao? Nghĩ đến đây, Hoàng Tinh Hoàng lão ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Phạm Vi, nhìn ngay phía trước vẻ mặt mỉm cười hắc tê tuất nam tử trẻ tuổi. Tiểu tử, người thật muốn làm như vậy? Hoàng Tinh Hoàng lão nhìn trước mặt Trần Phi, con người lóe lóe nói. Nếu là có thể chèn ép thiên tổ bên kia thanh niên một đời, cái này đối với bọn hắn trung ương cảnh vệ mà nói, cũng là một chuyện tốt mà. Bởi vì từ hắn vài thập niên trước từ nhậm tới nay, bọn họ cục ở kinh thành bốn bộ trong bài danh liền bắt đầu từ từ giảm xuống, cho tới bây giờ, càng đã té cuối cùng một tên sau cùng. Mà thiên tổ lại xếp hạng đệ nhị. Vì vậy bọn họ nếu bị thua, cũng là chuyện đương nhiên, nói gọi bọn hắn trung ương cảnh vệ cục bài ở kinh thành bốn bộ trong cuối cùng, một tên sau cùng. Bại bởi ý một nhà cũng không biết có người nghĩ kỳ quái. Tương phản, nếu là bọn họ thắng, kia ở kinh thành bốn bộ trong bài đệ nhị thiên tổ, bộ mặt trên liền có thể khó coi. Thậm chí còn muốn là bọn hắn thắng được hắn lợi hại, đối phương thua quá thảm, đó chính là bộ mặt trên thật có một ít không nhịn được. Đến lúc đó, làm đầu sỏ gây nên, Trần Phi muốn không bị thiên tổ những lão gia hỏa kia hận trên đều khó khăn. Vì vậy tiểu tử này, hắn thật muốn làm như vậy. Ha ha, Hoàng lão, ta nếu đều tự mình tới tìm ngươi, vậy khẳng định tự nhiên đã hạ quyết tâm. Rồi hãy nói, cái này đối với các ngươi trung vệ cục cũng có lợi, không phải sao? Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt chậm rãi ở Hoàng Tinh Hoàng lão già nua mặt trên đảo qua, một lát sau, đột nhiên nở nụ cười một chút, nói ta vừa rồi đã gọi người bên ngoài đi thông chi Trịnh cục trưởng tới. Tiểu tử ngươi! Nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng lão trực tiếp trên mặt thần sắc động lại, chợt khẽ lắc đầu, già nua khuôn mặt trên thân sắc chậm rãi một ngưng, nói đã như vậy, vậy ta đây biên đã giúp ngươi an bài một chút đi. Bất quá, chuyện này cũng không thể bạch bang. Hoàng lão, nếu không ta thiếu ngươi nhất cái nhân tình đi. Thế nào, theo sát mà Trần Phi trực tiếp đem lời của hắn ngắt lời nói. Thiếu ta một cái nhân tình. Nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng lão lại nhìn không được sửng sốt, bởi vì hắn đương nhiên không nghĩ tới bản thân thuận miệng một câu nói. Cứ nhiên là có thể nhượng tiểu tử kia cam tâm tình nguyện nói ra thiếu một cái nhân tình, lời như vậy. Phải biết rằng Trần Phi hiện nay tuy rằng tuổi còn trẻ, có thể luận nói chuyện phân lượng, coi như là hắn Hoàng Tinh đều không thể làm được làm như không thấy, chớ nói chi là nhân tình. Nghĩ đến đây hắn thậm chí nhịn không được trực tiếp xua tay, sắc mặt ngưng túc hướng về Trần Phi hỏi, thiên tổ những tên kia đến cùng thế nào chiêu ngươi? Đến mức liên thiếu nhân tình lời như vậy nói hết ra. Người lão thành tinh, hắn đột nhiên cảm giác chuyện này tựa hồ cũng không có trước hắn nghĩ đơn giản như vậy. Kỳ thực cũng không có gì. Hoàng lão ngươi nên biết ta xuất thân bối cảnh đi. Nghe vậy Trần Phi con ngươi lóe lóe, theo tay cầm lên một ly trà, vừa uống vừa nói rằng. Xuất thân của ngươi bối cảnh, cũng quả thực biết một chút. Nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng lão khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, giải thích tựu dễ dàng. Nghe ta mụ nói. 20 năm trước hắn bị đuổi ra kinh thành thời gian, trên đường thiếu chút nữa bị một đám thần bí nhân giết chết, mà đám kia thần bí nhân, ta nếu không đoán sai, phải là người của bọn họ. Trần Phi Ý có điều chỉ trực bạch nói rằng, nguyên lai từ mẫu thân hắn trong miệng biết được chuyện năm đó mà, hắn tự ngay tức khắc đem cái gọi là thiên tổ theo dõi. Sau Trần Duy Sơn, dịch kiêu chi lưu hoàn toàn cũng chỉ là lý do, coi như không có bọn họ, hắn cũng sẽ tìm cơ hội hướng đối phương hạ thủ. Tối thiểu chuyện năm đó mà trung quy vẫn là muốn có một cái công đạo, dù sao theo mẫu thân hắn theo như lời, khi đó, hai mẹ con bọn họ thiếu chút nữa chết. Ngạch, nghe vậy Hoàng Tinh Hoàng trên khuôn mặt già nua thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới tin tức cư nhiên sẽ là như vậy. Hoàng lão, ngài tìm ta, mà nhưng vào lúc này có người từ bên ngoài gõ cửa đi tới, Trần Phi hai người nhất thời ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người vừa tới không phải là người khác, chính là trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng. Trịnh Vệ Quốc. Mà khi hắn vào cửa đi sau hiện Trần Phi đã ở, nhất thời hơi giơ tay lên nói Trần tiên sinh đã ở a. Trịnh cục trưởng, xin chào. Trần Phi ngay tức khắc cười trở về một cái bắt chuyện. Vệ Quốc, bên trong cục có hay không tương đối ưu tú thanh niên nhân, đi tìm mấy cái đến, chúng ta đi thiên tổ bên kia luận bàn một chút. Mà nhưng vào lúc này Hoàng Tinh Hoàng lão đã trực tiếp lên tiếng. Đi thiên tổ bên kia luận bàn một chút. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc không khỏi nao nao,
có chút kinh ngạc nói Hoàng lão, thế nào đột nhiên? Trịnh cục trưởng, là của ta chú ý, là ta xin nhờ Hoàng lão làm như thế. Trần Phi nói, là của ngươi chú ý. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc càng kinh ngạc, sau đó chỉ thấy Kỳ lại có một ít do dự nói Hoàng lão, Trần tiên sinh, đi thiên tổ bên kia luận bàn cũng không có gì, chỉ là chúng ta bên này khả năng phần thắng không lớn a. Trung ương cảnh vệ cục gần chừng 10 năm hết Tết đến cũng tương đối suy thoái, bài danh cũng vẫn kháo hậu, liên đới thanh niên một đời sinh lực thực lực cũng tương đối vậy, vì vậy, hắn không phải là rất có lòng tin. Phần thắng không lớn. Có thể nghe nói Hoàng Tinh Hoàng lão lại sắc mặt cổ quái liếc Trần Phi liếc mắt, lại nhìn hướng hắn, nói phần thắng vấn đề ngươi cũng không cần quá quan tâm, tiểu tử này chuẩn bị tự mình xuất thủ. Ngươi bây giờ hẳn là tưởng rằng, nếu là thiên tổ bên kia thua quá khó coi, kiểm thượng mang không được, nên làm cái gì bây giờ? Ngạch! Vừa nghe lời này Trịnh Vệ Quốc Trịnh Cục trưởng trực tiếp có chút ngây ngẩn cả người, chợt thoáng kinh nghi nhìn Trần Phi. Nếu là thiên tổ bên kia thua quá thảm, kiểm thượng mang không được. Tuy rằng hắn là có nghe nói qua Trần Phi thực lực rất lợi hại, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi một đoạn, thậm chí ngay cả hiện nay bọn họ cục kiệt xuất nhất tuổi nhỏ tinh anh Tào Tề Quốc, đều thản nói không phải là đối thủ. Có thể dù sao lần này đối phương thế nhưng thiên tổ, bọn họ kinh thành bốn bộ trong bài đệ nhị bộ môn. Hắn thật có lớn như vậy năng lực, lớn như vậy lòng tin. Xem ra ngươi không phải là rất tin tưởng tiểu tử này thực lực. Quên đi, như vậy đi, trước đem người gọp đủ, sau đó nhượng tiểu tào cùng hắn thử xem, đến lúc đó liền tự nhiên có thể gặp rốt cuộc. Tiểu tử, ngươi cứ nói đi. Mà nhưng vào lúc này Hoàng Tinh Hoàng lão nói. Ta không thành vấn đề. Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt nói. Vậy được rồi, nói đều nói đến đây loại phân thượng, Trịnh Vệ Quốc tự nhiên sẽ không cự tuyệt nữa, sau đó lập tức đứng dậy cáo từ đi hạ lệnh góp người đi. Ước nửa giờ sau, Trung ương cảnh vệ cục tuổi nhỏ tinh anh đều nhận được mệnh lệnh, tụ tập tới bên trong cục ta luyện võ trường. Trần tiên sinh, xin chỉ giáo, bất quá ngươi nên thủ hạ lưu tình a. Luyện võ trường nội mặc quần áo buộc chặt vẫn đen động sam Tào Tề Quốc vẻ mặt cười khổ. Khá có vài phần không trâu bắt chó đi cầy mùi. Làm từng tự mình suy tính, quan sát qua Trần Phi thực lực hắn, lại có thể không biết bọn họ giữa hai người chênh lệch. Nói chung hắn nhận làm căn bản không cần thiết luận bàn. Bởi vì hoàn toàn không thắng được, nhưng bây giờ hắn lại cũng chỉ có thể kiên trì lên. Tào ca đây là thế nào? Hắn cư nhiên sẽ làm tiểu tử kia thủ hạ lưu tình. Lẽ nào lấy thực lực của hắn đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó? Chắc là lời xã giao đi, phải biết rằng Tào ca có thể là chúng ta cục 40 tuổi dưới lợi hại nhất, đủ chính mình S cộng cấp bậc thực lực phán định. Tiểu tử kia tại sao có thể là đối thủ của hắn? Nhìn rồi hãy nói, bất quá Trịnh cục thế nào đột nhiên nhớ tới nhượng chúng ta đi thiên tổ luận bàn. Đây không phải là tìm ngược sao? Bên ngoài diễn võ trường nghị luận ầm ĩ, không ít người xì xào bàn tán. Trần tiên sinh cẩn thận, ta xuất thủ. Mà đang lúc bọn hắn còn đang nghị luận lúc, diễn võ trường nội Tào Tề Quốc bất ngờ đã xuất thủ trước. Hai tay năm ngón tay ngưng tụ thành ưng chảo, năm ngón tay khúc trương, phảng phất một chốc liền có lực lượng mạnh mẽ hóa thành chảy ra bao phủ ở trên đó vậy, rung động nhộn nhạo, một chảo này dắt xuyên kim nứt đá xu thế chụp vào Trần Phi. Rất hiển nhiên cái này Tào Tề Quốc lại cũng là một vị ngoại công cao thủ, cả người sở hữu năng lực đều ngưng tụ ở cặp kia tay hai móng trong lúc đó. Cũng không hiện lên ở ngoài trong, chôn sâu cốt cách, rất lợi hại. Thương! Thế nhưng tiếp mọi người bên tai lại vang lên một đạo tương tự với kim qua giao kích nổ vang, sau đó Tào Tề Quốc không biết chuyện gì xảy ra không ngờ lui về phía sau vài bước, nhìn vẻ mặt mỉm cười Trần Phi, không khỏi nuốt nước miếng một cái, lại cắn răng nói trở lại. Tuy rằng hắn sớm tự biết mình thực lực khả năng không bằng Trần Phi, có thể lại không nghĩ rằng, cư nhiên kém nhiều như vậy. Điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng có chút không phục. Giống. Xem chiêu. Nghĩ đến đây Tào Tề Quốc nhất thời nhãn thần một lệ, toàn thân thể hiện kinh người tư thế, theo sát mà còn có một cổ làm cho dã tính khí thế chảy ra ngoài, cho hai mắt của hắn chợt thay đổi sắc bén lên. Sau đó chỉ thấy kỳ thân thể vừa chuyển, lại là một móng hướng về Trần Phi xé phong kéo tới, tràn đầy bá khí. Cũng không tệ lắm. Thấy thế Trần Phi hơi híp mắt cười cười. Sau đó cơ thể băng bó lên, năm ngón tay nắm chặt, hoàn toàn phải không hiện sơn bất lộ thủy đánh ra một quyền, cùng Tào Tề Quốc kéo tới quyền móng đánh, sau đó lại mạnh phát sinh leng keng hữu lực đụng nhau, tiếng ngựa hí, khí lãng mắt thường có thể thấy được chao động, ném đi Tào Tề Quốc,
khiến kỳ trực tiếp lăn ra đây 2-3 thước cự ly, cái này mới đứng vững. Mà một màn này, cũng để cho mọi người tại đây nhất là Trịnh Vệ Quốc xem ngây người, Tình Không điều khiển tự động khóe miệng co quắp. Mặc dù là có điều chuẩn bị tâm lý, nhưng này loại hiện thực lại vẫn còn có chút phá vỡ hắn nhận chi quan. Tiểu tử kia mới bay lớn, thậm chí ngay cả Tào Tề Quốc đều bị bại như thế thái quá. Đến mức này Trung ương cảnh vệ cục thanh niên một đời tinh anh khiếp sợ, cũng cùng Trịnh Vệ Quốc vậy, là cùng một việc mà. Dù sao tốt xấu Tào Tề Quốc Tào Ca có thể là bọn hắn Trung vệ cục thanh niên một đời lợi hại nhất, kỳ thực lực đẳng cấp bình định càng cao tới S cộng cấp. Chỉ cần là bọn họ bên trong cục, người nào không biết Tào Tề Quốc Tào Ca đại danh. Lại có người nào không biết thực lực của hắn, nhất là cùng hắn cùng tuổi trẻ, đồng nhất bối phận bên trong cục thành viên càng hẳn là rõ ràng biết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở trong lòng bọn họ vẫn luôn là bên trong cục thanh niên một đời lợi hại nhất Tào Ca, hiện tại lại cư nhiên như thế dễ dàng bị đánh bại, thậm chí đều cả người đều bị ném đi ra ngoài, còn trên mặt đất lộn mấy vòng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ ngay cả Tào Tề Quốc Tào Ca, ở tiểu tử kia trước mặt, đều cư nhiên không còn sức đánh trả chút nào sao? T. Nghĩ như vậy, ở đây đông đảo người trong khoảnh khắc trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Thậm chí trong đó một số ít người đều có chút Tình Không điều khiển tự động hít một hơi lương khí. Sau đó khi bọn hắn lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn phía trong diễn võ trường tự thủy chí trung đều lăng nhưng mà bất loạn tuổi nhỏ thân ảnh lúc, tất cả nhìn không được trong tròng mắt từ từ dâng lên nồng nặc chấn động, và kính nể. Bởi vì kỳ giờ này khắc này triển hiện ra thực lực quá kinh người, thậm chí có một ít hoàn toàn vượt quá dự đánh giá cùng tưởng tượng. Trần Tiên Sinh, người quả thực. Từ dưới đất vẻ mặt cười khổ đứng lên, dù là Tào Tề Quốc không thừa nhận cũng không được, Trần Phi tiểu tử này chân thực thái quái vật cùng yêu nghiệt, tối thiểu chỉ bằng hắn, vậy đơn giản hoàn toàn không phải là đối thủ a. Hắc hắc, đa tạ thừa nhận, nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc cười, khiêm nhường một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa trên mặt chấn động vẻ còn có chút tịch thu liễm ở Trịnh Vệ Quốc trên người, lại vừa cười vừa nói Trịnh cục trưởng, hiện tại ngươi có thể yên tâm đi. Ngạch, yên tâm. Yên tâm, nghe vậy Trịnh Vệ Quốc không khỏi có chút lúng túng cười cười, sau đó lập tức nói ta đây sẽ đi ngay bây giờ cho thiên tổ bên kia gọi điện thoại. Sau đó, một trận đến từ Trung ương cảnh vệ cục luận bàn khiêu chiến điện thoại, liền đánh tới thiên tổ hiện giữ người phụ trách, Khấu Bân Khấu tổ trưởng nơi ấy. Luận bàn, Trịnh Vệ Quốc hắn muốn làm gì? Kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ nội, một vị thoạt nhìn ót lòng có một ít hói đầu. Tuổi gần 60 tuổi lão giả ở nhận được một cú điện thoại sau, không khỏi sắc mặt có chút âm u nỉ non lên, thoạt nhìn sắc mặt có chút không được tốt xem. Lão giả này không là người khác, chính là kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ hiện giữ người phụ trách, Khấu Bân. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy, luận bàn. Lại nói tiếp êm tai, nhưng trên thực tế chỉ cần không phải óc có chuyện, khẳng định đều hiểu đây là có khiêu khích ý tứ hàm xúc ở bên trong. Rõ ràng bọn họ kinh thành bốn bộ luôn luôn đều nước giếng không phạm nước sông, nhưng bây giờ, hắn Trịnh Vệ Quốc đây coi là cái gì? Có ý tứ? Trịnh Vệ Quốc, cái gì Trịnh Vệ Quốc? Tổ trưởng, người nói là Trung ương cảnh vệ cục hiện tại mặc cho cục trưởng, cái kia Trịnh Vệ Quốc sao? Gặp Khấu Bân sắc mặt có chút tối tăm, ở phía sau hắn có vị ăn mặc trường bào màu đen 70-80 tuổi lão giả hiếu kỳ hỏi. Không rõ coi như là vị kia điện thoại. Vì sao bọn họ tổ trưởng lại đột nhiên tức giận như vậy? Cái này hắc bào lão giả chính là thiên tổ một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật. Vừa mới tại đây. Không phải là hắn còn có thể là ai? Khấu Bân có chút sắc mặt âm u chắp hai tay sau lưng, sau đó chậm rãi nói tứ trưởng lão, vừa rồi Trịnh Vệ Quốc gọi điện thoại tới cho ta, nói muốn nhượng chúng ta thiên tổ theo chân bọn họ Trung ương cảnh vệ cục niên kỷ xanh một đời luận bàn một chút, chỉ cần là 35 tuổi dưới, đều được. Ngươi nói hắn đây là ý gì? Cái gì? Nghe vậy dù là được xưng là tứ trưởng lão hắc bào lão giả, lúc này cũng không nhịn được hơi biến sắc, không nghĩ tới sẽ là như thế nào. Phải biết rằng Trịnh Vệ Quốc không có thể như vậy cái gì cá nhỏ tiểu tôm, mà là đường đường Trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng. Kinh thành bốn bộ một trong hiện giữ người phụ trách, đây cũng không phải là đùa giỡn. Toàn bộ tứ cửu thành, toàn bộ nước Cộng Hòa mới bao nhiêu giống như bọn họ như vậy. Loại này cấp bậc đặc quyền bộ môn, cũng liền mới 4 cái A. Mà bọn họ thiên tổ hiện tại tuy rằng tự phụ chính là kinh thành 4 bộ bài danh đệ nhị, so với Trung ương cảnh vệ cục đủ cao 2 vị, có thể hiện nay mạc danh kỳ diệu bị rơi vào loại sự tình này mà cũng vẫn còn có chút không nghĩ ra.
dù sao luận bàn, lại nói tiếp êm tai, có thể đến tột cùng có ý tứ, cái này chẳng lẽ còn nghe không hiểu. Tất nhiên ý đồ bất thiện, và lại còn có một vấn đề đó chính là nếu bọn họ thiên tổ thắng hoàn hảo, đó là đương nhiên, chỉ khi nào nếu bị thua, mặt kia trên nhan sắc không muốn thật to không ánh sáng. Kinh thành bốn bộ bài danh đệ nhị thiên tổ, lại bại bởi bài danh cuối cùng trung ương cảnh vệ cục, ai nghe xong không chê cười. Thậm chí mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó mới là thật vướng tay chân cùng phiền phức. Vì vậy vậy không được vãn bất đắc dĩ bọn họ là tuyệt không nguyện cùng trung ương cảnh vệ cục như vậy xung đột. Giữ tại tính nguy hiểm quá cao. Nhưng bây giờ vấn đề cũng bọn họ thiên tổ có nghĩ là, mà là trung ương cảnh vệ cục trịnh vệ quốc bên kia đã mặc danh kỳ diệu trêu chọc đến bọn họ thiên tổ trên đầu, mà Mỹ kỳ danh gọi là luận bàn. Mà càng là loại tình huống này, bọn họ thì càng không có cách nào tuyển trạch né tránh, bởi vì này một khi nếu truyền đi, vậy bọn họ thiên tổ mặt tựu thực sự ném quá. Bộ mặt không còn sót lại chút gì. Nghĩ đến đây, được xưng là tứ trưởng lão hắc bào lão giả con ngươi hơi híp, lau một cái hàn mang không để lại dấu vết hiện ra tuy rằng ta cũng nháo không rõ bọn họ cái này đến tột cùng là có ý gì. Bất quá, nếu trong bọn họ ương cảnh vệ cục muốn chơi, vậy còn là bồi bọn họ vui đùa một chút đi. Vừa vặn nhan chân tiểu tử kia mới từ bên kia trở về, đến lúc đó nhường hắn đến áp áp trận, còn sợ có cái gì ngoài ý muốn. Tứ trưởng lão nhường Khấu Bân Khấu tổ trưởng trên mặt tối tăm vẻ hóa giải không ít, nhất là xem hắn nghe được đối phương nhắc tới nhan chân hai chữ, càng nhịn không được hai mắt rõ ràng sáng lên một cái, âm u trên khuôn mặt nhiều hơn lau một cái vẻ kích động. Có tiểu tử kia ở, quả thật có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Theo sát mà hắn gật đầu nói. Nhan thật là một cô nhi, từ nhỏ tại bọn hắn thiên tổ trưởng đại, khi đó cũng đã cho thấy không giống người thường thiên phú tu luyện. Tuổi còn trẻ tu vi thực lực liền đã đăng phong tạo cực, thậm chí ở đoạn thời gian đó, thiên tổ 50 tuổi dưới người, lại không ai là đối thủ của hắn, đây tuyệt đối là nhất kiện cực kỳ kinh người sự tình. Càng về sau ngẫu nhiên có một lần người bên kia đi tới kinh thành nói chuyện làm ăn, lại một chút đã đem hắn cho coi trọng, trong đó một vị thực lực có thể nói kinh khủng cao nhân tự mình thu hồi làm đồ đệ, sau đó đem nhan chân mang về bên kia tu luyện. Không thể không nói. Bên kia mới là bọn hắn loại này chính mình siêu phàm vũ lực người chân chính có hy vọng nở rộ tia sáng kỳ dị thế giới. Bên kia có giáo dục năng lực, tài nguyên, còn có tri thức, đều là coi như là bọn họ thiên tổ đều là khó có thể tin cùng tưởng tượng, thế cho nên sau lại tiểu tử kia mỗi một lần trở về, ở trên người hắn phát sinh biến hóa hoàn toàn đủ để dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Tuyệt đối là làm người ta kinh hãi tới cực điểm cái loại này tính chất. Cũng chính vì vậy. Khấu Bân mới đúng kỳ có hoàn toàn nắm chặt cùng lòng tin. Có hắn ở, quả thực căn bản không dùng cân nhắc cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cái loại này có chút buồn bực tâm tư cũng trong nháy mắt tiêu tán được sạch sẽ, thậm chí không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một loại ngoài cười nhưng trong không cười âm hiểm vẻ, theo sát mà chỉ thấy kỳ lại mở miệng nói rằng đã như vậy, ta tự thỏa mãn hắn trịnh vệ quốc nguyện vọng đi. Ha ha ha. Sau đó chỉ thấy kỳ xuất ra mang theo người vệ tinh điện thoại, một cái ra mệnh lệnh đi, liền khiến khổng lồ thiên tổ nội bộ cao tốc vận chuyển. Rất nhiều người ở nhận được mệnh lệnh, tin tức sau, cũng không nhịn được lại lăng vừa cười. Trung ương cảnh vệ cục, bọn họ không phải là vẫn bài ở kinh thành bốn bộ trong cuối cùng, 35 tuổi dưới niên kỷ xanh một đời càng không mấy cái có thể xuất ra tay, ngoại trừ Tào Tề Quốc còn giống như cái giờ hình dạng. Đã có thể bằng hắn một người đã nghĩ đến khiêu khích ta thiên tổ. Vị miễn có chút quá ngây thơ rồi đi. Phỏng chừng cũng là lão bị đệm ở dưới mông mặt, ở kinh thành bốn bộ cuối cùng, trong lòng không lớn thoải mái, cho nên muốn thử xem. Dù thế nào bọn họ coi như là thua, cũng không có gì, bởi vì là đương nhiên, chỉ khi nào muốn là vận khí tốt, làm không tệ nói, đây chẳng phải là vui mừng ngoài ý muốn. Ngươi nói như vậy ngược lại cũng vâng. Dù thế nào bọn họ có thể tùy tiện thua, đại khả coi như thành là một hồi luận bàn, không buồn phiền ở nhà, cũng không áp lực. Ngược lại thì chúng ta, thua một hồi chỉ sợ cũng được chờ bị trò cười, vì vậy không thể thua a. À. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là cho là bọn họ có thể nhấc lên sóng gió gì phải không? Trung ương cảnh vệ cục tuổi còn trẻ giờ, ngoại trừ Tào Tề Quốc, những người khác đều không đáng giá nhắc tới. Ở rất nhiều thiên cấu thành viên xem ra. Sự kiện lần này quả thực chính là một hồi trò cười. Trung ương cảnh vệ cục xưa nay ở kinh thành bốn bộ trong bài danh không nhiều lý tưởng,
thanh niên một đời càng tìm không ra mấy cái danh hào vang dội, cứ như vậy, lại còn dám chủ động khiêu khích bọn họ thiên tổ, cái gọi là luận bàn. Quả thực làm bọn hắn nhịn không được cười. Mà tục ngữ nói thật tốt, giấy không thể gói được lửa, chứ nói chi là còn là giống như loại này tứ cửu thành, kinh thành bốn bộ nội bộ thật lâu cũng không có náo nhiệt chuyện này. Chuyện sau khi ra ngoài, tự nhiên thoáng cái tựu dẫn phát rồi một trận sóng to gió lớn. Tin tức rất nhanh truyền đến kinh thành bốn bộ trong còn lại hai bộ, Long tổ còn có tổ, ai cũng ngạc nhiên. Hiển nhiên coi như là bọn họ, cũng đúng trung vệ cục lần hành động này có chút không nghĩ ra. Bởi vì bọn họ những năm gần đây suy thoái đã là tất cả mọi người công nhận chuyện, thanh niên một đời càng tìm không ra mấy cái tương giác dưới kiệt xuất, cũng liền một cái Tào Tề quốc, thoáng làm cho thấy qua mắt. Loại tình huống này dưới, trung ương cảnh vệ cục lại mặc danh kỳ diệu làm ra loại hành vi này, khiêu chiến thiên tổ, lẽ nào bọn họ thực sự là ở kinh thành bốn bộ cuối cùng vị trí ngây ngô được rồi. Có thể coi là như vậy, trong bọn họ vệ cục là thật có cái kia lo lắng, cùng thực lực sao? Ngươi nói cái gì, trung ương cảnh vệ cục phải cùng ta các thiên tổ luận bàn một chút. Sau không lâu sau, thiên tổ trưởng lão Dịch Kiêu cuối cùng từ người khác trong miệng chiếm được tin tức này. Mà khi hắn nghe thế tin tức sau, phản ứng đầu tiên không phải là cùng cái khác thiên tổ nội bộ thành viên vậy chẳng đáng, cười nhạt, mà là trên mặt thần sắc thoáng cái cũng có chút kinh hoàng, vẻ lo lắng lên. Bởi vì hắn thoáng cái cũng nhớ tới lúc đầu Trần Phi cho hắn bỏ xuống nói. Sau đó chỉ thấy khởi chân mày như xuyên tự vậy nhíu giả nua khuôn mặt theo sát mà thậm chí có một ít vặn vẹo, lẩm bẩm nói tiểu tạp chủng này lá gan thật đúng là đại A. Là ở làm cho ta Dịch Kiêu xem sao. Tốt, tốt. Phi báo là trung ương cảnh vệ cục trực hệ thuộc hạ bộ môn, mà trước hắn lại từng vi phạm làm ra một ít chuyện, vì vậy hiện nay trung ương cảnh vệ cục cái này mặc danh kỳ diệu, làm người ta có chút không nghĩ ra cử động, là hướng về phía ai tới, còn dùng nói, còn dùng hỏi. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ hướng về phía hắn Dịch Kiêu tới. Đáng chết, tiểu tạp chủng, thật cho là mình coi là vật gì vậy? Rất hiển nhiên lần này hầu như sở hữu kinh thành bốn bộ người đều nghĩ trung ương cảnh vệ cục quá lớn gan, lấy bài danh hạng chót thứ tự khiêu chiến thiên tổ, chỉ dựa vào một cái Tào Tề quốc căn bản cũng không đủ. Vì vậy tin tức vừa truyền ra, liền lập tức dẫn phát rồi liên tiếp lùi rung động. Mọi người đều không hiểu trung vệ cục cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Lấy Tào Tề quốc một người đến ứng đối thiên tổ 35 tuổi dưới sở hữu thanh niên một đời, trung ương cảnh vệ cục lần này vẫn còn có chút quá thảo suất đi. Mặc dù thua được, lẽ nào tự sẽ không cảm thấy mất mặt sao? Ta cuối cùng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Người nghĩ trung vệ cục người giống như đứa ngốc, vị tất đi, có thể chuyện này mặt sau có chúng ta không biết tin tức. Mặc dù có nữa tin tức thì thế nào, thiên tổ thanh niên một đời không biết phải ra trung vệ cục rất xa rất xa. Vô luận là La Khánh Hải, Chu Hiên hay là Tùy Minh Kỳ, người nào cùng Tào Tề quốc không phải là một cái thứ bậc. Hơn nữa coi như lần này bọn họ có giấu một hai phát chuẩn bị ở sau, đối với ngươi nghe nói, Nhan Chân tiểu tử kia đã trở về. T, ngươi nói cái gì, Nhan Chân? Lẽ nào ngươi là nói, cái kia Nhan Chân? Mọi người cũng hút lương khí. Đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua lau một cái quý sắc. Hiển nhiên coi như là bọn họ, cũng đều bị đối phương trong miệng tên này, Nhan Chân dọa sợ. Đây chính là hơn 10 năm trước năm, trong lòng bọn họ ác mộng a. Hắn cư nhiên lại đã trở về. Nhất thời vì vị kia thái quá đến làm người ta làm cơn ác mộng người trở về, mà cảm thấy không gì sánh được rung động cùng tâm quý mọi người đem, nhìn có chút hả hê trung vệ cục người cũng không phải số ít. Sợ rằng trung vệ cục lần này như thế nào đi nữa coi là, cũng không có khả năng coi là đến Nhan Chân quái thai này, cái này biến số đi. Lại nói tiếp tên kia còn giống như thật không có mãn 35 tuổi. Cũng không có thoát ly lần này luận bàn chiến phạm trù. Tâm tắc, cái này lại có náo nhiệt có thể nhìn. Có người nói Nhan Chân quái vật kia 5 năm trước cũng từng đã trở lại một lần, hơn nữa khi đó hắn còn cùng thiên tổ một vị trưởng lão động tới tay, có thể kết quả lại là bất phân thắng phụ. Phải biết rằng có thể có tư cách ngồi đi lên kinh thành bốn bộ trưởng lão vị trí, tối thiểu đều là thực lực bình định SS cấp. Nói cách khác, cái này còn chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại đều đã lại sẽ đi qua 5 năm. Nhan Chân quái vật kia hiện nay lại đạt tới loại nào kinh người cao độ, sợ rằng chỉ có chính hắn cùng lão thiên gia biết chưa. Chỉ là ngẫm lại cũng có chút làm người ta bỡ ngỡ a. Rất nhiều người đều cho là như vậy, bọn họ cũng là nói như vậy.
Nhan Trần ở đã từng hơn 10 năm trước cho bọn hắn mọi người lưu lại ấn tượng, là khắc sâu vô cùng. Thế cho nên hiện tại chỉ là nghe được tên kia lời sẽ bị trấn áp. Cũng có thể tưởng tượng tên kia năm đó đến tột cùng là có bao nhiêu sao thanh uy lăng nhân, bao trùm một đời người. Nhan Trần. Nghe được này đồn đãi, Trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng Trịnh Vệ Quốc cũng xác xác thật thật là cả kinh, không nghĩ tới tiểu tử kia cư nhiên từ bên kia đã trở về, đôi mắt sâu tiết lộ ra lau một cái quý sắc, cười khổ, Trần chờ nói tiểu tử kia thế nào đột nhiên vào lúc này chạy về. Đáng chết, lần này chuyện này phiền toái. Hiển nhiên coi như là hắn, cũng đúng năm đó Nhan Trần tiểu tử kia lưu lại quái thai khắc sâu ấn tượng không gì sánh được. Đến nỗi ở hiện tại coi như là biết rõ Trần Phi bên này thực lực cũng không phải đùa giỡn, nhưng cũng còn là vô ý thức lo lắng. Trong lòng cân nhắc song phương ai mạnh ai yếu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tuyển trạch bỏ qua, bởi vì hắn chân thực tương đối không ra cái nguyên cớ đến. Đơn từ tình huống trước mắt đến xem, Nhan Trần hiện tại thế nhưng, bên kia, người, là ở bên kia tu luyện, có thể đem Trần Phi biểu hiện ra bối cảnh trấn áp. Nhưng thực lực bình định chừng S cộng cấp bậc Tào Tề Quốc ở trước mặt hắn đều cùng tiểu hài tử vậy nhỏ yếu, như vậy tùy tùy tiện tiện tự bị đánh bại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi tiểu tử kia thực lực tối thiểu đều ở đây SS, thậm chí SS cộng. Từ phương diện này mà nói, mặc dù Nhan Trần tiểu quái thai là từ bên kia trở về, nhưng cũng thật nói không tốt hắn đến tột cùng là không có thể so với Trần Phi thực lực càng mạnh. Dù sao 5 năm trước hắn trở về một lần kia, khi thực lực bất quá cũng là mới vừa đi đến SS mà thôi. Hiện tại 5 năm trôi qua, hắn coi như là tiến triển lại thần tốc, trở nên cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chính là 5 năm gian cũng đã đi đến SSS đi. Vì vậy trong lúc nhất thời hắn thật đúng là tương đối không ra cái nguyên cớ đến. Chỉ có thể đem trong lòng lẫn lộn tự ném sau ót. Ngày thứ 2 Trung ương cảnh vệ cục trước đại môn, nguyên vốn phải là ít có người có thể nghỉ chân, ngừng hẻo lánh khu vực. Lúc này lại đã chẳng biết lúc nào vòng vây khởi đông đảo dáng người cao ngất người. Bọn họ trong tròng mắt từng đạo ánh mắt giải thích nhìn về phía theo đại môn phương người chính vẻ mặt mỉm cười nam tử áo đen, trong lòng hơi có chút áp lực cùng dầu gì tâm tình, từ từ bị tách ra. Chuẩn bị xong. Hoàng Tinh Hoàng lão ngay đứng ở nơi đó, nhìn Trần Phi, khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Không có gì hay chuẩn bị, chỉ cần không phải có giống như Hoàng lão như người vậy lão nhân ra xuất thủ. Ta cũng không cho là thiên tổ bên kia có thể có người có thể đủ đối với ta tạo thành uy hiếp gì. Trần Phi tràn đầy tự tin nói rằng. Đừng quá tự tin, ta cũng là vừa mới biết được tin tức này, thiên tổ bên kia, có cái tiểu tử từ bên kia đã trở về. Có thể Hoàng lão nhưng vẫn là sắc mặt có chút ngưng túc nói. Bên kia, nghe được hai chữ này Trần Phi đột nhiên trên mặt thần sắc ngẩn người, chợt con ngươi khẽ híp một cái nói Hoàng lão, ngươi là nói, La Tôn bên kia. Xem như là, có thể cũng không tính là, nói chung cẩn thận một chút một điểm cho thỏa đáng, mặc kệ lấy thực lực của ngươi vậy cũng không nhiều lắm vấn đề. Chỉ là sau lần này, ngươi chỉ sợ cũng sẽ bị người bên kia theo dõi. Hoàng Tinh Hoàng lão già nua con ngươi ở Trần Phi gương mặt trẻ tuổi trên đảo qua, một lát sau, đột nhiên nhẹ cười rộ lên, nói bất quá nhìn ngươi không phải là vẫn luôn đúng bên kia thật cảm thấy hứng thú sao. Như vậy cũng tốt. Giống như người vậy người quả thực cũng không rất thích hợp tiếp tục ở đây biên ở lâu, đến lúc đó sẽ có người đem người dẫn đến chính xác trên đường đi. Hoàng lão, nghe thế Trần Phi trên mặt thần sắc mạnh đổi, không nhịn được nghĩ hé miệng tiếp tục truy vấn. Có thể lúc này Hoàng lão lại trực tiếp đem ngôn ngữ thanh cắt đứt, lắc đầu nói đừng hỏi, bởi vì coi như là ngươi tiếp tục hỏi ta cũng sẽ không nói. Được rồi, hiện cứ như vậy, các ngươi lên đường đi, vệ quốc. Hắn hướng về cách đó không xa Trịnh Vệ Quốc chào hỏi một tiếng. Người sau lập tức chạy chậm mà đến, hỏi, Hoàng lão. Các ngươi lên đường đi, ta thì không đi được. Hoàng lão hướng về Trịnh Vệ Quốc nói rằng, theo sát mà chỉ thấy Kỳ xoay người lại Trung vệ cục. Trần tiên sinh, nghe vậy thấy thế, Trịnh Vệ Quốc khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt lược hướng Trần Phi. Hô, đi thôi, Trịnh cục trưởng. Thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên cũng hiểu không biện pháp lại tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể thở một hơi thật dài, đem trong lòng rung động cùng nghi hoặc nghẹn trở lại, xoay người hướng về Trịnh Vệ Quốc Trịnh Cục trưởng gật đầu một cái nói. Sau đó tự thấy bọn họ đoàn người bắt đầu xuất phát. Mọi người đều biết, kinh thành bốn bộ trong Trung ương cảnh vệ cục đã liên tục ôm hết cuối cùng gần 10 năm, mà làm sự kiện lần này bên kia nhân vật chính, thiên tổ cũng cần bài danh trên bảng danh sách đệ nhị, ba gã khách quen.
Thay lời khác mà nói, cũng chính là bọn họ song phương gian thực lực rất khả năng không phải là rất hợp chờ, có thể trung ương cảnh vệ cục nhưng vẫn là làm ra như vậy chịu đựng người tìm muội cử động, thực tại làm người ta ngoài ý muốn, cũng tự nhiên mà vậy dẫn phát rồi quan tâm cùng gợn sóng. Vì vậy ở trung ương cảnh vệ cục đám người xuất phát đi trước Thiên Tổ lúc, những phe khác thế lực, kinh thành 4 bộ trong còn lại 2 bộ cũng đều phái người đi trước Thiên Tổ. Bởi vì lần này luận bàn giao lưu hội địa điểm, chính là thiết trí ở trên trời tổ bên trong căn cứ. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Tổ bên kia đối với lần này trung ương cảnh vệ cục khiêu chiến, khiêu khích, cũng là có chút xem trọng, dù sao trận chiến này quan hệ đến bọn họ Thiên Tổ bộ mặt. Thậm chí không ít Thiên Tổ thanh niên một đời tinh anh, như La Khánh Hải, Chu Hiên hay là Tùy Minh Kỳ chờ có uy tín danh dự, nổi danh có số, cũng bắt đầu xoa tay lên, chuẩn bị cho tốt tốt lần này luận bàn giao lưu hội trên lộ trên một tay. Một là để chứng minh năng lực của mình, thứ hai là vì những có chút óc rối rắm người hoặc bộ môn thanh tỉnh một chút, để cho bọn họ minh bạch bọn họ Thiên Tổ thực lực và thành viên chất lượng, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện cái gì cuối cùng bộ môn có thể so với được với. Thân là hiện nay kinh thành 4 bộ bài đệ nhị đặc quyền bộ môn Thiên Tổ thành viên, bọn họ tự nhiên đều có theo mình ngạo khí. Nhưng dù vậy, bọn họ ngược lại cũng không dám chân chính khinh thường trung ương cảnh vệ cục người. Dù sao đã từng chế chiếm kinh thành 4 bộ hơn 20 năm, đệ nhất nhà giàu có, nội tình, cũng không phải tùy tùy tiện tiện đùa giỡn. Vì vậy trận này luận bàn giao lưu hội đúng hạn tới. Trung ương cảnh vệ cục các đại biểu, cũng đến rồi. Trịnh cục trưởng, thực sự là hoan nghênh a. Thiên Tổ bên trong căn cứ cửa chính, ta trưởng lão cấp bậc nhân vật ngoài cười nhưng trong không cười đón nhận trịnh vệ quốc đoàn người. Mà ở nhìn thấy ngày đó tổ trưởng lão lúc, vô luận là trịnh vệ quốc, hay là phía sau hắn Tào Tề quốc chờ trung vệ cục thành viên cũng không từ hơi biến sắc mặt, ánh mắt hiện ra lửa giận. Phải biết rằng bọn họ hiện tại thế nhưng trịnh vệ quốc trịnh cục trưởng tự mình mang đội đến đây, có thể nghênh tiếp bọn họ nhưng chỉ là cái trưởng lão, loại tình huống này coi là cái gì? Có ý tứ, là ở coi thường trong bọn họ vệ cục. Trịnh vệ quốc trong con ngươi hàn mang hơi lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn thu liếm, chậm rãi cười nói Tề trưởng lão. Thực sự là đã lâu không gặp. Xem ra người gần đây thân thể cốt còn thật tốt ha, ha ha. Đâu đâu, lão lạc trịnh cục trưởng còn đứng ở căn cứ này ngoài cửa làm gì? Mau mời tiến, chư vị đều thỉnh theo lão phu vào đi thôi. Lão giả kia trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười vẻ rõ ràng hơn, theo sát mà vươn tay mời trịnh vệ quốc đám người theo hắn đi vào. Thật giống như lấy thân phận của hắn thật đã cũng đủ tiếp đãi cùng bọn chúng Thiên Tổ tổ trưởng Khấu Bân thân phận tương đối trung ương cảnh vệ cục cục trưởng trịnh vệ quốc vậy. Nếu không ở nơi này bên ngoài đến đây đi, thấy tình cảnh này Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người lóe lóe, lại cướp ở trịnh vệ quốc trịnh cục trưởng trước chậm rãi bắt đầu nói rằng. Ở nơi này bên ngoài đến đây đi, Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng hơi có chút ngây ngẩn cả người, nhất là ngày đó tổ trưởng lão. Càng là có chút thần sắc vô cùng kinh ngạc cùng con ngươi lạnh lùng nhìn Trần Phi, không rõ loại này hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử vì sao có thể không hiểu quy củ như thế, vừa tổ đại pháo, sen mồm hắn cùng trịnh vệ quốc như vậy, lãnh đạo, trong lúc đó nói chuyện. Thật cho là mình coi là vật gì vậy? Đúng vậy, cục trưởng, ở nơi này bên ngoài đi, hà tất làm cho phiền phức như vậy. Dù thế nào tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết sự tình. Cũng chân thực không cần thiết ma ma thẳng thẳng đình lại nhiều thời gian như vậy. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại cư nhiên lại lần thứ hai không coi ai ra gì mở miệng, khiến ngày đó tổ trưởng lão hai tròng mắt trong nháy mắt cũng dựng thẳng lên đến, phẫn nộ tới cực điểm. Tiểu tử này lời này có ý tứ, là nghĩ bọn họ Thiên Tổ không chịu nổi một kích, quả thực buồn cười. Ngày đó tổ trưởng lão tự giữ thân phận, ngược lại cũng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới chờ không dưới mặt cùng Trần Phi như vậy một cái hơn 20 tuổi, mao đầu tiểu tử tính toán, nhưng Trần Phi trong miệng như vậy coi thường bọn họ Thiên Tổ sai lầm nói bị như vậy đường hoàng mang lên mặt bàn, hắn thân là Thiên Tổ trưởng lão, tự nhiên cũng không có biện pháp nuốt xuống khẩu khí này. Hanh, trịnh cục trưởng, hắn là, sau đó chỉ thấy Kỳ hừ lạnh một tiếng, một đôi già nua, khàn khàn con ngươi lạnh lùng quét Trần Phi liếc mắt. Lại dịch chuyển đến trịnh vệ quốc trên mặt, trầm mặt hỏi. Như là rất không dáng vẻ cao hứng. Có thể đang nghe đối phương vị kia Thiên Tổ trưởng lão lời nói này, trịnh vệ quốc trong lòng lại càng mất hứng. Bởi vì lời kia nghe vào lỗ tai hắn trong hoàn toàn chính là chất vấn, mà hắn trịnh vệ quốc thân phận gì. Đường đường kinh thành 4 bộ 1 trong trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng.
đối phương là thân phận gì? Kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ trưởng lão mà thôi, song phương chức cấp đều hoàn toàn không có ở một cái cấp bậc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lão gia hỏa kia lại dùng loại này chất vấn ngữ khí của hắn nói chuyện với hắn, có phải là thật hay không cho là hắn Trịnh Vệ Quốc tính tình tốt, sẽ không phát hỏa, là bùn bóp. Nghĩ đến đây chỉ thấy Kỳ trên mặt thần sắc không khỏi lạnh lùng rất nhiều, mà chỉ thấy Kỳ lại không để mắt đến ngày đó tổ trưởng lão nói, nghiêng đầu liếc mắt một cái Trần Phi, lại ánh mắt nhìn chung quanh một vòng thiên tổ căn cứ ngoài cửa lớn trống trải khu vực, theo sát mà khóe miệng lạnh lùng cười nói cái này bên ngoài cũng thật không tệ, cũng đủ lớn, nếu không Tề trưởng lão, chúng ta ở nơi này bên ngoài nhiều lần đi. Đỡ phải đi vào còn muốn lãng phí thời gian. Nói. Hắn còn khóe mắt liếc mắt bên cạnh sắc mặt đã chợt biến có chút khó coi thiên tổ trưởng lão, trong lòng lạnh lùng cười, tuy nói bọn họ kinh thành bốn bộ cũng sẽ không truyền thống ý nghĩa trên quan trường bộ môn, có thể tóm lại chức cấp tại nơi, thân phận đã ở. Thật cho là mình lớn tuổi giờ là có thể tùy tiện cậy già lên mặt, tự cho là đúng, cái này có đúng hay không có chút quá ngây thơ rồi. Lấy thân phận của hắn, lấy chức của hắn cấp, nói khó nghe giờ đối phương loại hành vi này hắn trực tiếp mở miệng mắng đều không quá phận. Chỉ là vì trong bọn họ ương cảnh vệ cục bộ mặt suy nghĩ, làm cục trưởng, hắn không thể như vậy mất đi phong độ. Nhưng này dạng không được, như vậy tổng cần được chưa? Hắn Trịnh Vệ Quốc nhiều năm như vậy, lẽ nào trong bông có kim, khẩu Phật tâm xà cũng không biết. Xin nhờ, nếu là hắn thật như vậy ngu xuẩn, còn có thể ngồi trên hiện tại vị trí này. Dùng cái mông nghĩ cũng biết đáp án. Mà thân phận của hắn cùng trình tự. Nếu không phải hôm nay tổ vừa lên đến liền muốn cho hắn khó xử, thậm chí còn tùy tiện phái cái trưởng lão ra nghênh tiếp, đã nghĩ qua loa cho xong, hắn Trịnh Vệ Quốc lại sao như vậy tức giận. Sao thẳng thắn theo Trần Phi lời của tiểu tử đó tương kế tự kế. Dù thế nào nếu là bọn họ ngày hôm nay không bước vào căn cứ này đại môn, mất mặt sẽ chỉ là bọn họ thiên tổ mà thôi. Đường đường kinh thành bốn bộ bài danh đệ nhị thiên tổ, điểm ấy, đạo đãi khách, cũng không có, nếu là truyền đi. Sao lại không bị người nhạo báng? Trịnh cục trưởng, người lời này có ý tứ. Mà đang nghe Trịnh Vệ Quốc nói, họ Tề thiên tổ trưởng nét mặt già nua sắc cũng một chút tự thay đổi. Kỳ nếp uốn răng đầy nét mặt già nua ra thịt nhét chung một chỗ, cực kỳ lạt mắt cùng xấu xí, trong ánh mắt càng có lau một cái kinh sợ cùng với vẻ lo lắng đang vang vọng. Cùng lúc đó, tại nơi phức tạp tâm tình đan vào trong, cũng còn có một loại tên là hốt hoảng đồ vật đang nổi lên, đang động loạn. Bởi vì hắn kỳ thực trong lòng tương đương rõ ràng, nếu là ngày hôm nay Trịnh Vệ Quốc chờ trung ương cảnh vệ cục người, thật không tiến phía sau hắn cái này phiến căn cứ đại môn nói, mất mặt tuyệt đối sẽ chỉ là bọn họ thiên tổ mà thôi. Không dung người lượng, không rộng lượng tâm, không đạo đãi khách. Chỉ là cái này ba, không, cũng đủ để tại bọn hắn thiên tổ trên đầu hung hăng trừ mũ mão tử. Mà cái loại này mũ, ai muốn ý lưng, ai muốn ý mang loại trách nhiệm này. Trịnh cục trưởng không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Mà nhưng vào lúc này, vẻ mặt mỉm cười Khấu Bân rốt cục thong dong tới chậm. Trên thực tế hắn một mực cửa chính nhìn, nhưng hôm nay nhưng không được không hiện thân đi ra. Đâu đâu, Khấu tổ trưởng nhật lý vạn cơ, không có khả năng mọi chuyện đều tự mình hỏi đến, ta có thể hiểu được, có thể hiểu được. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc vừa cười vừa nói, biểu hiện ra là ở hàn huyên, kỳ thực còn là thoại lý hữu thoại. Đang giễu cợt đối phương mà thôi. Dù sao hai người bọn họ chức vị đều là giống nhau, hắn Trịnh Vệ Quốc cũng không việc, người Khấu Bân bận rộn nữa, có thể việc đi nơi nào. Ha ha, đâu đâu. Khấu Bân Khấu tổ trưởng đương nhiên đã hiểu Trịnh Vệ Quốc trào phúng, cùng thoại lý hữu thoại. Chỉ là tình huống trước dù sao cũng là bọn họ thiên tổ vô lễ trước đây, bây giờ nói nhiều hơn nữa, biện giải phản bác, cũng chỉ là tái nhợt vô lực mà thôi, chân thực không cần thiết. Nhất niệm đến nước này, hắn thẳng thắn không nói, cười chuyển hoán trọng tâm câu chuyện đem Trịnh Vệ Quốc một nhóm trung ương cảnh vệ cục đại biểu hướng căn cứ trong cửa chính mặt dẫn. Người bất đồng bị lãnh được bên trong căn cứ bất đồng khu vực. Trần Phi bọn họ bị lĩnh đi qua khu vực, tụ tập người phần lớn là kinh thành bốn bộ niên kỷ xanh một đời. Mà bọn họ đoàn người này đến, cũng ngay tức khắc đưa tới rất nhiều người chú ý. Không ít người trên mặt đều lộ ra dị dạng vẻ. Yên lặng đứng ở đàng xa đánh giá, muốn nhìn một chút trung vệ cục lúc này đây đến tột cùng là có bài tẩy gì, là bọn hắn không biết, không nhận biết. Dù sao kinh thành bốn bộ tuy rằng chưa nói tới đồng khí liên cành, có thể tối thiểu thường ngày gian trao đổi lẫn nhau, liên hệ còn là tương đối nhiều lần, vì vậy nếu là có lợi hại gì,
nổi danh người, mọi người cũng đều sẽ biết, nhận thức. Nếu là không nhận biết, nói không chừng tựu rất có thể là lá bài tẩy kia. Vì vậy, ánh mắt của bọn họ liền rơi vào Tào Tề quốc đám người chu vi đánh giá. Thoạt nhìn người thật nhiều a, đều là đến xem náo nhiệt. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi thờ ơ hướng bên cạnh Tào Tề quốc cười cười, nhất thời đưa tới không ít có hữu tâm nhân chú ý. Tiểu tử kia là ai? Thế nào trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua? Chẳng lẽ lần này Trung ương cảnh vệ cục con bài chưa lật chính là hắn? Có thể, thoạt nhìn không giống a, tiểu tử kia mới bây lớn, có 30 sao? Vân vân chờ đã, ta hình như ở đâu trải qua tiểu tử kia. Ba, được rồi, lần trước Tôn gia cái kia Tôn Long, hình như chính là chết trên tay hắn, lúc đó chúng ta còn lấy được hình của hắn. Tiểu tử này lại là trung vệ cục người. Không sai, người vừa nói như vậy ta cũng nghĩ tới. Lần trước đội trưởng chúng ta quả thật có cho chúng ta xem qua hình của hắn, tiểu tử kia là trung vệ cục người. Vậy lần trước sự kiện kia mà chẳng phải là trung ương cảnh vệ cục tự biên tự diễn vừa ra làm trò. Trách không được sự kiện kia mà càng về sau tựu không giải quyết được gì, ta lúc đó vẫn còn buồn bực, nguyên lai là như vậy. Nhất thời mọi người tại đây đều nghị luận ầm ĩ lên, thậm chí còn có người một chút tựu khám phá Trần Phi thân phận. Dù sao đương sơ Tôn Long sự kiện kia mà huyên náo rất vang dội, có thể đến cuối cùng lại không hiểu không giải quyết được gì, thậm chí ngay cả lão Tôn nhà đều quỷ dị không có tiếng, vì vậy khi đó trong lòng bọn họ mặt không buồn bực, là khẳng định tuyệt đối không thể nào, chỉ là ngại vì thân phận cùng lão Tôn nhà, còn có trung vệ cục, mới không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Mà bây giờ, tất cả rốt cục, chân tương sáng tỏ. Nguyên lai tiểu tử kia lại là trung vệ cục người. Sự kiện kia mà không giải quyết được gì, hiện tại xem ra, chắc là lão Tôn nhà bán một cái mặt mũi đi. Bản thân, người tại sao lại ở chỗ này? Mà nhưng vào lúc này một đạo kinh ngạc thanh âm từ xa đến gần, theo sát mà chỉ thấy một thân xuyên bằng gam áo khoác, nửa người dưới quần jean tuổi nhỏ người từ đàng xa vẻ mặt kinh dị đi tới. Lưu Đầu Mùa Đông, là ngươi. Trần Phi theo chiêu đó hô thanh âm của mình nhìn sang, lại phát hiện người tới lại là trước vào kinh lúc. Ở trên phi cơ biết cùng hắn không sai biệt lắm đại bạn cùng lứa tuổi, Lưu Đầu Mùa Đông. Đương nhiên là ta, bạn thân không nghĩ tới thật là ngươi a, ta trước ở bên kia nhìn thấy ngươi đi tới, còn có chút không dám nhận. Ngươi ngày hôm nay đây là đại biểu Trung ương cảnh vệ cục tới được. Chẳng lẽ lần này Trung ương cảnh vệ cục cái này không giải thích được cử động, cũng là bởi vì ngươi. Lưu Đầu Mùa Đông càng nói càng nhỏ thanh, ngay cả đi theo hắn người phía sau đều không có nghe rõ. Chỉ có ở trước mặt hắn Trần Phi nghe được. Hơn nữa hắn vừa nói đến phần sau, kỳ trong con ngươi còn vượt nhìn không được hiện ra rung động và kinh dị. Dù sao Trần Phi người nào, cái gì nội tình, thực lực gì, hắn Lưu Đầu Mùa Đông coi như không hoàn toàn rõ ràng, có thể. Ít nhất, cũng có thể xác định Trần Phi người này cũng không phải thập yêu tỉnh Du Đích Đăng. Vì vậy Trung ương cảnh vệ cục lần này cử động nếu thật là bởi vì hắn nói, chuyện này tự có chút thú vị. Coi như là nhan chân, cũng không thấy tựu thật nhất định so với cái này thần thần bí bí tên cường đi. Ta cùng Trần gia còn có thiên tổ tư để hạ có cửu oán, vì vậy không có chuyện gì đã nghĩ tìm xem bọn họ xui. Ngược lại thì ngươi, nhìn ngươi trận này trưởng, tựa hồ địa vị cũng không bình thường đi. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt con ngươi lóe lóe, ngược lại cũng không giấu giếm, thật đơn giản giải thích một chút, tựu lại khóe miệng câu dẫn ra lau một cái ngoạn vị đạo. Phải biết rằng giờ khắc này ở trước mắt hắn, Lưu Đầu Mùa Đông tiểu tử kia không có thể như vậy một người tới, mà là kỳ phía sau còn theo hai vị vừa nhìn tựu không đơn giản lão giả râu bạc trắng. Lấy Trần Phi nhãn lực kính nhi để phán đoán, hai vị kia lão giả, tối thiểu đều chính mình tiên thiên sơ kỳ đỉnh thực lực, cũng chính là S cộng thực lực bình định. Có thể để cho loại này cấp nhân vật khác đều như vậy thành thật theo sau lưng, kỳ thân phận bối cảnh có thể đơn giản sao? Dùng cái mong muốn cũng không thể. Xem ra trước hắn suy đoán hơn nửa không sai, cái này Lưu Đầu Mùa Đông, tất nhiên cùng tứ cửu thành tam đại màu đỏ nhà giàu có một trong lão Lưu nhà, có cái gì dính dáng hoặc quan hệ. Bằng không, hắn cũng không thể nào biết xuất hiện ở hôm nay loại này đặc thù trường hợp. Ngạch! Quả nhiên, Lưu Đầu Mùa Đông nghe vậy lúng túng cười cười, sau đó cũng thẳng thắn trực tiếp thẳng thắn bản thân, không nói gạt ngươi, ta là lão người của Lưu gia. Cái này không mấy ngày nay rỗi rãnh ở trong nhà không có chuyện gì. Lại vừa vặn đã bị bên này tin tức, liền nói đến góp vô giúp vui, nào biết liền đem ngươi cho gặp được, thật đúng là duyên phận a.
Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng một chút, lại tiến đến Trần Phi trước mặt nhỏ giọng hiếu kỳ nói còn có trước Tôn gia sự kiện kia mà, chắc cũng là ngươi đi. Đó cũng là ta, cái này không có gì hay giấu giếm, Trần Phi đương nhiên thống thống khoái khoái thừa nhận. Không thể không nói, bản thân ngươi lá gan là thật thật lớn a. Cái này tứ cửu thành tam đại màu đỏ gia tộc, ngươi bây giờ hình như đều đã đắc tội hai cái. Còn có thủ hạ bọn hắn Thiên Tổ cùng Long Tổ, cũng đều không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Lưu Đầu Mùa Đông một bên hướng Trần Phi giơ ngón tay cái lên, một bên ý có điều chỉ nói. Ta minh bạch, cảm tạ. Trần Phi đương nhiên đã hiểu đối phương trong giọng nói nhắc nhở ý, cười cảm tạ một tiếng, sau lại chậm rãi lắc đầu, nói chỉ là hiện tại cái này cũng không biện pháp gì, ai bảo hắn các vừa vặn đều trêu chọc đến trên đầu ta ni. Luôn không khả năng nhường ta hướng bọn họ cúi đầu đi. Thực tế không lớn, hơn nữa dù thế nào con giận hơn không ngứa, cũng tự chuyện như vậy mà. Hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay tâm cảnh nhưng thật ra thật rất bình hòa. Cũng khá có vài phần lợn chết không sợ nước sôi mùi. Lưu Đầu Mùa Đông đi theo phía sau hai vị kia, là lão Lưu nhà tổ người, mà bọn hắn bây giờ lại cư nhiên cùng chung vệ cục Trần Phi đám người tiến tới một khối, tự nhiên có vẻ cực kỳ chói mắt, cũng làm bọn hắn tại đây long xà hỗn tạp kinh thành bốn bộ thanh niên một đời bên trong khu vực bị thụ quan tâm. Chỉ là rất nhanh, lại có người nhận ra Lưu Đầu Mùa Đông thân phận, sau đó bọn họ vô luận là thần sắc hay hoặc là ánh mắt đều có chút kinh dị cùng rung động. Nguyên lai đương sơ Lưu Đầu Mùa Đông yêu nghiệt thiên phú kính nhi, cũng là kiêu ngạo ở hơn 10 năm trước Nhan Chân. Áp qua một đời người, hơn nữa bọn họ còn có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đột nhiên mạc danh kỳ diệu ở ta đoạn trong thời gian tự quỷ dị tiêu thất, cũng không biết đi đâu. Đồng thời loại tình huống này còn chưa phải là chỉ có hai người bọn họ, cái này một hai cái lệ, mà là trừ bọn họ ra ở ngoài lại còn có một chút. Tự nhiên như thế phải làm người ta hoài nghi. Có đúng hay không tại đây nước Cộng Hòa Nội, tại bọn hắn kinh thành bốn bộ trên, kỳ thực vẫn tồn tại một cái càng thần bí, chức cấp cao hơn đặc thù bộ đội. Chỉ có như là Nhan Chân, Lưu Đầu Mùa Đông loại này thiên phú cực cao người, mới có tư cách đến bên kia đi, thật giống như tổng quân nhập ngũ vậy. Ở bên kia đợi đủ thời gian nhất định mới có thể trở về. Mà cũng bày Lưu Đầu Mùa Đông phúc, có cách đó không xa cái lỗ tai bén nhạy người nghe được hắn cùng Trần Phi gian bộ phận nói chuyện. Theo sát mà xì xào bàn tán, ngươi truyền ta ta truyền cho ngươi cũng liền từ từ tiết lộ đi ra ngoài. Thậm chí ngay cả Trần Phi mới là lần này Trung ương cảnh vệ cục tham chiến chủ lực, đều bị đào lên, khiến mọi người tại chỗ đều giật mình không thôi. Tiểu tử kia thực sự là lần này thật ương cảnh vệ cục con bài chưa lật. Đùa giỡn đi, chỉ bằng hắn. Ha ha, không nghĩ tới Trung ương cảnh vệ cục ở chúng ta kinh thành bốn bộ đáy nhiều năm như vậy. Nhãn lực kính nhi cùng nhãn giới mà đều càng ngày càng đi trở về. Tự loại này hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, có thể có bản lãnh gì? Đủ La Khánh Hải, Chu Hiên hay là Tùy Minh Kỳ bọn họ một tay bóp sao? Thực sự là khôi hài. Ngươi lời này cũng đừng nói được quá vẹn toàn. Tiểu tử kia ta hình như nhận thức, phải gọi Trần Phi đi. Ta nghe nói qua hắn, trước hắn hình như từng ở lĩnh Nam núi lớn nội giết qua một cái tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả. Mà người bị giết. Nghe nói là ta cổ vũ tông môn trưởng lão. Xiết qua một cái tiên thiên sơ kỳ đỉnh, đây chẳng phải là S cộng. Không phải đâu, tiểu tử kia thoạt nhìn tối đa cũng sẽ không đến 30 tuổi, chẳng lẽ người nghĩ nói thực lực của hắn đã đạt đến SS cấp bậc? Nếu không hắn làm sao có thể làm được? Vì vậy ta mới nói gọi ngươi chớ đem lời nói quá vẹn toàn. Hơn nữa, ngươi nghĩ Trung ương cảnh vệ cục này cao tầng như là ngu ngốc sao? Nếu là không giờ con bài chưa lật hoặc nắm chặt, chỉ dựa vào một cái tàu tề quốc, bọn họ dám làm như vậy. Ta nghĩ lần này Trung ương cảnh vệ cục chuẩn bị ở sau, con bài chưa lật, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là tiểu tử kia. Đến lúc đó cũng muốn xem thật kỹ một chút, tiểu tử kia đến tột cùng có cái gì khả năng. Hơn nữa có thể Lưu Đầu Mùa Đông như vậy chuyện trò vui vẻ, ngược lại cũng khẳng định cần trong tay có chút bản lĩnh thật sự mới được. Khu vực này nội truyền đến không ít tiếng nghị luận, khen chê không đồng nhất. Mà đang ở những nghị luận kia thanh vẫn còn tiếp tục thời gian, cách đó không xa, ta khỏa thoạt nhìn cành phồn lá tốt dưới cây lớn, cũng có chút tầm mắt thường thường bắn về phía Trần Phi bọn họ chỗ ở khu vực. Mà những, này tầm mắt chủ nhân, hiển nhiên cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường, bởi vì mặc dù là bọn họ ánh mắt dừng lại ở Lưu Đầu Mùa Đông trên người sau, cũng không có toát ra cái gì quý sắc, ngược lại là có chút nghiền ngẫm. Là Lưu Đầu Mùa Đông tiểu tử kia a,
hắn đã trở về. Nga, được rồi, tiếp qua không lâu sau chính là Lưu lão gia tử trăm tuổi đại thọ. Hắn chắc là hồi tới tham gia thọ yến đi. Mà ở cây kia hậu phương, một gã người mặc màu xám áo khoác nam tử tựa ở trên cây khô, một bên thưởng thức theo trên tay đuôi giới, một bên nhẹ nhàng cười. Ngón tay của hắn thoạt nhìn rất thanh tú, thậm chí tú khí làm người ta cảm giác có chút quỷ dị, nhẹ nhàng đong đưa gian, như có bóng ma ở phía trên động. Tiểu tử kia vận khí tốt, đương sơ nếu không hắn hoành sáp một tay, hiện tại từ bên kia trở về phải là Liễu ca ngươi. Tại nơi màu xám áo khoác nam tử bên cạnh, ngồi một gã nửa người trên ăn mặc hoàng sắc ống tay áo thương cảm nam tử, chỉ thấy kỳ bĩu môi, tựa hồ đối với Lưu đầu mùa đông có ý kiến gì. Cũng không coi là hắn chặn ngang một cước, dù sao đương sơ chúng ta tuy rằng thực lực tương đương, có thể hắn ở tuổi phương diện thủy chung so với ta nhỏ hơn một tuổi, cũng liền tất nhiên so với ta càng chiếm ưu thế, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngược lại thì màu xám áo khoác nam tử nghe vậy nhàn nhạt lắc đầu cười, sau lại ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên người, ngoạn vị đạo nghe không? Tiểu tử kia tựa hồ chính là lúc này đây trung ương cảnh vệ cục con bài chưa lật. Rất trẻ tuổi a. Nghe nói là đi, thoạt nhìn là rất trẻ tuổi, cũng không biết trong tay năng lực đến tột cùng thế nào. Hoàng sắc ống tay áo thương cảm nam tử cũng theo màu xám áo khoác lời của nam tử đệ, ánh mắt thoáng cái rơi xuống Trần Phi trên người, đột nhiên khóe miệng cong lại nói thế nào. Liễu ca ngươi nhìn hắn không thuận mắt, cũng là, tựa hồ tiểu tử kia trước mới làm thịt Tôn gia một người, mà các ngươi Long tổ lại cùng Tôn gia là cùng khí liên cảnh, hiện tại nhìn thấy chân nhân, nói trong lòng có thể thấy qua đi. Vậy khẳng định là không thể nào. Ha ha, khó chịu là có chút. Nghe vậy màu xám áo khoác nam tử nhàn nhạt cười cười, nhãn thần có chút phiêu hốt lóe ra. Hắn tên đầy đủ Vi Liễu Tấn Vân, chính là kinh thành bốn bộ một trong Long tổ thế hệ này trẻ tuổi số một số hai nhân vật. Hãy cùng Tào Tề Quốc ở trung ương cảnh vệ cục nội là giống nhau địa vị. Lại nói tiếp trước Tôn Long sự kiện kia mà hắn là biết đến, hơn nữa hắn cùng Tôn Long còn nhận thức. Mặc dù tương hỗ trong lúc đó không nhiều lắm giao tình, nhưng bây giờ, người lại bị Trần Phi cho làm thịt, trong lòng tự nhiên còn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Chớ nói chi là hiện tại hắn còn là gặp được, hung phạm, chân nhân, đương nhiên càng khó lấy làm được nhìn như không thấy. Nếu khó chịu, nếu không Liễu ca ngươi đơn giản chỉ tại đây xuất thủ trước giáo huấn một chút hắn. Một cái không được 30 tuổi mao đầu tiểu tử mà thôi, có thể có khả năng bao lớn. Hoàng sắc ống tay áo thương cảm nam tử cười híp mắt nói. Tùy Minh Kỳ, người cần gì phải ở ta nơi này mù đẽo gọt tâm tư. Nghe vậy Liễu Tấn Vân khóe miệng ngoéo. Một cái, trắng ra nói đây là các ngươi thiên tổ sự tình, theo ta có thể không có quan hệ gì. Rồi hãy nói, ta lại không ngốc, mặc dù trung ương cảnh vệ cục những năm gần đây suy nhược lâu ngày, có thể thì có ai dám xem thường bọn họ. Có thể bị bọn họ coi là lần này khiêu chiến các ngươi thiên tổ con bài chưa lật. Có thể giản đơn đi nơi nào. Ta nghĩ ngươi còn là lo lắng ngươi một chút bản thân tương đối khá đi, đừng đến lúc đó tự táng dương. Nguyên lai hoàng sắc ống tay áo thương cảm nam tử lại là thiên tổ thế hệ này, trẻ tuổi số một số hai Tùy Minh Kỳ, cùng tránh hai vị La Khánh Hải, Chu Hiên nổi danh. Gần với vừa rồi bên kia trở về Nhan Chân. Tuy rằng bọn họ quả thực có thể dùng trung ương cảnh vệ cục những năm gần đây ở lâu bài danh cuối cùng đến cười nhạo một chút. Có thể kỳ thực trong lòng bọn họ mặt dành mạch từng câu, giống như loại này quái vật lớn coi như là lại suy nhược lâu ngày, lại suy thoái, cũng không phải có thể bị người khinh thường. Nếu không đây tuyệt đối là nhất kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn tình. Hơn nữa, coi như tiểu tử kia đem Tôn Long giết đi, cái đó và hắn lại có quan hệ gì? Dù thế nào lấy hắn cùng Tôn Long giao tình, còn xa chưa tới nguyện ý giúp hắn báo thù trình độ. Vì vậy hắn Liễu Tấn Vân cũng không phải đầu vào nước. Làm gì không có chuyện gì chuyến loại này nước đục. Hắn ngày hôm nay hoàn toàn chính là đến xem náo nhiệt. Thuận tiện trông thấy, đời trước, chưa từng gặp gỡ trôi qua Nhan Chân. Trừ lần đó ra, hắn căn bản cũng không có, cũng sẽ không giống những thứ khác. Tự táng dương, vậy cũng sẽ không. Hơn nữa ta phỏng chừng, ngày hôm nay chuyện này cũng có thể không tới phiên ta mù quan tâm. Tùy Minh Kỳ không sao cả nhún vai. Sau đó bỗng con người ở chỗ sâu trong xẹt qua lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh dị, nói ta đang suy nghĩ, coi như tiểu tử kia thực sự là trung ương cảnh vệ cục lần này con bài chưa lật, hơn nữa cũng có thể đem ta, La Khánh Hải còn có Chu Hiên đều toàn bộ đánh bại, có thể bọn họ thật chẳng lẽ đã quên Nhan Chân sao? Vẫn cảm thấy hắn sẽ không xuất thủ, tên kia lần này trở về, ta
ta cảm giác thực lực của hắn, tối thiểu đã đạt đến SS cộng. SS cộng. Nghe vậy, dù là Liễu Tấn Vân cũng không nhìn được con ngươi chợt rụt một cái, sau đó con ngươi ở chỗ sâu trong thẩm thấu ra lau một cái tim đập nhanh, lẩm bẩm nói không hổ là đã đi bên kia chừng 10 năm. Không được 40 tuổi SS cộng, nếu là truyền đi, sợ rằng có thể làm một đống người đều kinh điệu càng dưới đi. Loại trình độ này không có thể như vậy đùa giỡn, thật để cho người ước ao. Nghe vậy Tùy Minh Kỳ nhún vai cười cười, ước ao. Ai không ước ao, khả năng đến bên kia danh ngạch chân thực quá chân quý, quá ít. Bọn họ đều lấy không được a. Gì? Mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên trên mặt thần sắc phi đổi đổi, bởi vì hắn đang cảm giác đến một quen thuộc mà lại làm người sợ hãi khí tức, vào lúc này xuất hiện. Đồng thời loại trình độ đó, còn cùng trước hắn quen thuộc có chút không lớn vậy. Ừ, đây là... Liên Liễu Tấn Vân nhãn thần cũng là dùng mình, quay đầu đi, nhìn phía cách đó không xa, sau đó trên mặt thần sắc có chút ý vị thâm trường lên, nói Tùy Minh Kỳ, vậy là các ngươi thiên tổ La Khánh Hải đi. Thoạt nhìn hắn tựa hồ chạy tới các ngươi trước mặt, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, cũng chính là SS cấp. Đã có một ít làm người ta kinh ngạc a. Hanh! Nhưng này lần Tùy Minh Kỳ nhưng không nói lời nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tùy theo con người thật sâu nhìn chằm chằm cách đó không xa thoạt nhìn khôi ngô to con thân ảnh. Con người lấp lánh, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. À, mà đang ở tên kia vi La Khánh Hải khôi ngô người xuất hiện, cái này nguyên vốn cả chút ầm ĩ khu vực, lập tức không hiểu an tĩnh lại. Chỉ thấy kỳ răng đầy tơ máu, dường như đầu như vậy điên cuồng giữ tợn hai tròng mắt nhìn chung quanh hiện trường, sau cùng rơi xuống một ít người chỗ ở khu vực phát hiện. Tùy theo chỉ thấy kỳ hình như bật cười một tiếng. Nhất thời mọi người thật giống như không hiểu bị vật gì vậy đánh trái tim, chấn động mãnh liệt một chút vậy, trong khoảnh khắc hai tròng mắt khó có thể tin hiện ra kiêng kỵ, thậm chí vẻ sợ hãi. Tránh ra. Theo sát mà hắn cư nhiên trực tiếp đưa tay đem ngăn trở người phía trước đẩy ra, cất bước đi ra ngoài, ven đường lộ tuyến lập tức phân liệt mà mở, cuối cùng kéo dài đến Trần Phi bọn họ chỗ ở khu vực. Ha ha, Tào Tề Quốc. Trong các người vệ cục người lá gan cũng thật lớn, dám chạy tới chúng ta thiên tổ Dương Oai. Có tin ta hay không hiện tại là có thể cho các ngươi dẹp đường hồi phủ, sau triệt để trở thành cái này tứ cửu thành trò cười. La Khánh Hải vóc người cực kỳ cao to cùng khôi ngô, giống như là một đầu đầu như vậy, vừa lên đến tiêu ra máu hồng, dữ tợn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tào Tề Quốc, không gì sánh được bức nhân nói. La Khánh Hải, ngươi, cảm thụ được đó cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng khí thế cường đại. Tào Tề Quốc đâu còn có thể không rõ, người này thì đã đột phá, đi đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Nhất thời không khỏi kỳ hai tròng mắt hiện ra sâu đậm kiêng kỵ vẻ, còn có chút không cam lòng. Bản thân cư nhiên bị tên kia cho vượt qua. Cút sang một bên, đừng ở chỗ này líu díu, bằng không đừng trách ta trực tiếp đem ngươi cảnh giới bây giờ đánh tiếp. Đến lúc đó trở lại hối hận, đã có thể không còn kịp rồi, cũng đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi. Có thể nhưng vào lúc này. Trần Phi lại chợt lên tiếng, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lãnh xuống tới, như hàn tuyết đao phong vậy lạnh lùng. Xôn xao. Nhất thời khu vực nội vang lên từ trận kinh tiếng ồn ào, sau đó ngay sau đó truyền đẩy ra đến. Không ít người có chút sắc mặt cổ quái, thậm chí có một ít khó có thể tin nhìn Trần Phi, hiển nhiên là thật không nghĩ tới hắn cũng dám dùng loại giọng nói này, cùng sau khi đột phá La Khánh Hải nói. Phải biết rằng đây chính là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Đường đường SS cấp A. La Khánh Hải là ai? Đây chính là kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ hiện nay trẻ tuổi tối bài trên số, số một số hai tổ chức thành viên tinh anh, chớ nói chi là hắn bây giờ còn cư nhiên đột phá trở thành cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả, tương đương với SS cấp, đó là cái gì khái niệm? Tương đương với từ nay về sau. Chỉ sợ cũng xem như là đã từng có thể cùng chạy song song với thiên tổ tuổi còn trẻ tinh anh Tùy Minh Kỳ, Chu Hiên đám người, đều chỉ có thể tạm thời bị hắn đặt ở dưới chân, cái loại này thống trị lực còn có ảnh hưởng lực là không người có thể dung chuyển, trừ phi là từ bên kia vừa trở về quái vật nhan chân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy mạnh mẽ thiên tổ tinh anh vừa mới vừa ra bọn hắn bây giờ trước mắt, lại cư nhiên đã bị một cái hơn 20 tuổi, không rõ lai lịch mao đầu tiểu tử chỉ vào mũi mắng. Thậm chí còn cuồng ngôn muốn đem kỳ tu vi bây giờ đánh rớt, trước đó nhắc nhở. Nhất thời mọi người tại đây cũng không nhìn được mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái tự toát ra đi ra, thậm chí không ít người sau đó một khắc nhìn phía Trần Phi sắc mặt,
đều khá có vài phần chần chờ cùng cổ quái. Tiểu tử này, hắn là thật có lớn như vậy năng lực cùng lo lắng. Còn là Sắc Lệ nội cha, cũng chỉ có thể đủ hoặc chỉ biết là miệng nói. Dù sao đây chính là đường đường cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, SS cấp A. Loại này cường hãn vô cùng trình độ lại cư nhiên bị một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử như vậy không nhìn. Người nói trong lòng bọn họ mặt không chấn động không cảm thấy chần chờ, đó là tuyệt đối không thể nào. Vì vậy ngay sau đó sau trong sát na, khu vực quỷ dị trở nên có chút yên tĩnh, hơn nữa không ít người đều ở đây trong nháy mắt đó không khỏi con ngươi thật sâu nhìn phía, đánh giá lúc này chính vẻ mặt lạnh lùng, sừng sững ở khôi ngô cao lớn La Khánh Hải trước người tuổi còn trẻ thân ảnh. Bọn họ kỳ mâu quang trong ý tứ hàm xúc có vẻ cực kỳ ý vị thâm trường. Thế mà Trần Phi giờ này khắc này lại không để ý đến những người đó, mà là đem lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng bình tĩnh vô cùng rơi vào khôi ngô cao lớn đối phương trên thân người, ngón tay gian phốc suy theo, như có như không tràn ngập ra nhàn nhạt viêm quang. Ha ha! Khóe miệng hắn buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt, hiển nhiên trước câu nói kia cũng thật không vậy cái gì đùa giỡn. Nếu là lúc này đứng ở trước mặt hắn người này thật như vậy không cảm thấy được, còn muốn tiếp tục đùa giỡn uy phong, hét năm uống sáu nói, hắn là thật không ngại nhường kỳ biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Dù sao phải biết rằng hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu ngày hôm nay vốn là ôm, thêu dệt chuyện mà tâm thái tới được, là muốn đến đập bãi. Vì vậy nếu hắn bây giờ còn chưa có đối phương loại trình độ đó tên phóng đãng, kiêu ngạo, vậy làm sao có thể đi ni? Chẳng phải là làm trái ước nguyện ban đầu. Ngươi! Mà nhưng vào lúc này, vừa lấy một loại, chấn nhân tâm phách, hình thức đăng tràng thiên tổ tinh anh La Khánh Hải, rốt cục đúng hắn trong lỗ tai nghe được ta hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử trong miệng cuồng ngôn, làm ra đáp lại. Ngươi! Tốt! Tốt! Chỉ thấy kỳ sau một khắc trong nháy mắt mâu quang cũng đã từ tào tề quốc trên người lấy ra, huyết hồng, điên cuồng, như chuông đồng vậy kích thước, như đầu mưu vậy hai tròng mắt. Gắt gao dường như kim đâm vậy rơi xuống Trần Phi trên mặt, khóe miệng nhất thời sau đó buộc vòng quanh dữ tợn, tràn đầy sát khí sắc thái, làm người ta trong lòng phát lạnh. Hiển nhiên hắn La Khánh Hải thế nào cũng không có thể nghĩ đến, hắn hạng thân phận hạng địa vị, đây chính là đường đường thiên tổ thế hệ trẻ tinh anh, hôm nay càng thực lực bình định đã đi đến SS cấp cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cường giả. Hạng uy nghiêm, hạng địa vị tôn sùng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái trong mắt hắn không biết cái gọi là, không biết tự lượng sức mình, chưa dứt sửa hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, hiện vào thời khắc này lại cư nhiên có thể dám ở hắn La Khánh ngoài khơi trước lớn lối như thế. Thái độ như thế miệt thị, cuồng phong. Đây là đang coi thường hắn. Mà trong lòng một khi sinh ra loại này mình thôi miên mặt trái ý tưởng, La Khánh Hải trong nháy mắt toàn thân khí thế đều trở nên ghim người rất nhiều. Thật giống như chân chính hóa thân trở thành một đầu điên cuồng. Mất lý trí thật là tốt đấu châu đực, muốn dùng nó đáng sợ kia sừng châu, ở Trần Phi trên người ghim cái lỗ thủng. La Khánh Hải, người muốn làm gì? Có thể cướp ở Trần Phi trước ra cũng tào tề quốc. Chỉ thấy kỳ cả người cơ thể giờ này khắc này đã chợt căng thẳng, hai mắt có vẻ cực kỳ đề phòng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, quát mắng nói. Hắn cũng không muốn vào lúc này khởi xung đột. Hanh, có thể đang đối mặt tào tề quốc quát mắng. La Khánh Hải nhãn thần cũng không có chút nào ba động, thậm chí cặp kia như mất đi lý trí, huyết hồng, điên cuồng vậy ánh mắt cũng còn gắt gao dừng lại ở Trần Phi trên người, thanh âm không có chút nào phập phồng ba động tiểu tử, ta hiện tại rất muốn làm thịt ngươi. Ừ, nghe vậy, Trần Phi đều còn không có làm cái gì biểu thị, đứng ở bên người hắn lưu đầu mùa đông lại bỗng nhiên hai mắt màu sắc giật giật, khóe miệng vô ý thức cong lại. Tùy theo chỉ thấy nhãn thần ngoạn vị nhìn La Khánh Hải. Lại liếc mắt một cái Trần Phi, lau một cái nhàn nhạt xem kịch vui vẻ nảy lên khuôn mặt. Đến mức chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy, trên mặt thậm chí ngay cả tâm tình ba động dục vọng cũng không có, vẻn vẹn chỉ là hơi híp mắt, khóe miệng nhàn nhạt có như vậy một tia hàn ý. Làm thịt hắn, khẩu khí thật là không nhỏ a, chỉ là chỉ bằng còn con này tiên thiên trung kỳ trình độ, thực sự cũng xứng. Xem ra ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, không đánh vỡ nam tường không tâm cam a. Chợt chỉ thấy Trần Phi chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt làm cho cảm giác không gì sánh được tim đập nhanh vậy lược hướng sắc mặt kia từ lâu lạnh lùng như băng, sát ý như xương lạnh vậy La Khánh Hải trên mặt. Trong sát na, hắn ánh mắt kia cũng trong nháy mắt lạnh lùng sắc bén xuống tới, giọng nói kia cũng là như đao phong vậy muốn chết, vậy nói cho ta biết, ta thành toàn ngươi,
xôn xao. Nhất thời khu vực nội vang lên từ trận kinh tiếng ồn ào, sau đó ngay sau đó truyền đẩy ra đến. Không ít người có chút sắc mặt cổ quái, thậm chí có một ít khó có thể tin nhìn Trần Phi, hiển nhiên là thật không nghĩ tới hắn cũng dám dùng loại giọng nói này, cùng sau khi đột phá La Khánh Hải nói. Phải biết rằng đây chính là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Đường đường SS cấp A. Thậm chí ngay cả những phương hướng khác nhìn chằm chằm bên này ánh mắt, đến từ kinh thành bốn bộ đỉnh cấp tinh anh, lúc này cũng đều không khỏi bị Trần Phi loại này càn rỡ tư thái cho chấn động một cái. Bởi vì quá bừa bãi, quá kiêu ngạo. Ngươi ở đây muốn chết, mà La Khánh Hải nghe vậy cũng trong nháy mắt nổi giận, bộ mặt cơ thể làm cho, vặn vẹo, như chuông đồng vậy kích thước, huyết hồng, điên cuồng con ngươi càng dắt cuốn kinh người xương lạnh, nhãn thần không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Dùng một loại tên là sát ý gì đó ở tuôn ra tràn ngập. Hắn hai tròng mắt nội kịch liệt lấp lánh hàn mang, là tốt rồi tự đang suy nghĩ lúc này động thủ, có thể đem chưa dứt sự cuồng vọng tiểu tử đánh chết nơi này tỷ lệ, cao bao nhiêu. Nhưng theo sát mà tâm tình táo bạo dưới, hắn lười còn muốn. Giờ này khắc này hắn thầm nghĩ động thủ trước rồi hãy nói. Giống. Tiếp một giây kế tiếp, cũng không có quá mức hòa mỹ động tác. Có thể mọi người bên tai nhưng có chút sợ hãi nghe được La Khánh Hải một tiếng gào thét. Chợt chỉ thấy kỳ lạnh lẽo khuôn mặt lộ ra một tia nhe răng cười, vươn thô ráp tay phải, ngón tay rồi đột nhiên nắm dưới. Phanh! Kèm theo hắn thô ráp tay phải nắm long, mọi người nhất thời lại chỉ cảm thấy trái tim đều không hiểu hình như bị bàn tay nắm vậy, không khí chung quanh sở tồn tại vị trí cũng biến thành chợt trầm xuống. Một luồng sợi tiên thiên chân khí, một luồng sợi màu xám đen kình khí, như lưới đánh cá vậy vậy, bao phủ hướng Trần Phi thân thể. Phàm là chân khí này trải qua khu vực, không ít người đều bị ném đi ra ngoài, đống hỗn độn một mảnh. Ken két ken két ken két. Hơn nữa thậm chí ngay cả mọi người dưới chân sàn nhà quy liệt thanh âm, cũng như cùng đất rung vậy khiến người da đầu tê dại vang lên, từng cái khe xuất hiện ở trong tầm mắt, có chiều dài ngắn, có chiều rộng hẹp. Dài nhất rộng nhất một cái bất ngờ có thể mai táng đi vào tính người trưởng thành. Khái là bởi vì không chịu nổi loại đáng sợ này chân khí trọng áp. Làm người ta biến sắc. Cái này, có chút ý tứ, mà ở thấy tình cảnh này, dù là lưu đầu mùa đông cái loại này từ bên kia trở về tên, giờ này khắc này hai tròng mắt cũng không nhịn được có chút vi nheo lại, sau đó trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài màu sắc, có vẻ có chút ngưng túc. Tuy nói hắn tu luyện gì đó, là ở cổ vũ càng thượng tầng, thế mà dù sao đại đạo trăm sông đổ về một biển. Cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đây chính là đủ để sánh ngang luyện khí tầng 5. So với hắn hiện nay luyện khí tứ trọng đỉnh càng mạnh. Vì vậy hắn ở gặp đến bây giờ một màn này lúc, lại có thể không coi trọng. Siêu. Có thể nhưng vào lúc này, tiếp theo sát, từ bên tay phải hắn nguyên vốn phải là Trần Phi đứng thân ở khu vực, lại đột nhiên, quỷ dị truyền đến một đạo xuyên phá không khí chính là thanh âm. Sau đó chỉ thấy Trần Phi thân hình lóe lên. Phảng phất theo sát mà thân thể đều là hư huyễn một cái chớp mắt, trong nháy mắt tránh thoát La Khánh Hải chân khí tập kích, còn trong nháy mắt chuyển rời đến mấy thước ngoại địa phương. Nhất thời ở đây tất cả mọi người nhìn không được con ngươi chợt co rụt lại, ngay cả lưu đầu mùa đông, thậm chí La Khánh Hải bản thân, đều cũng là như thế này. T. Các ngươi vừa mới nhìn thấy không? Hắn, làm sao làm được? Trong nháy mắt tránh ra đáng sợ như vậy chân khí tập kích. Còn hoành lược ra tối thiểu 3-4 thước cự ly. Cái này, quả thực. Trách không được tiểu tử kia dám nói như thế cuồng, nguyên lai là thật có vài phần bản lãnh. Tốc độ thật nhanh. Nhất thời hiện trường mọi người nghị luận ầm ĩ lên, thậm chí còn có người cũng hút lương khí. Không có biện pháp, bởi vì Trần Phi lúc này triển hiện ra chiêu thức ấy, quả thật có chút quá kinh người không gì sánh được, bất ngờ. Trong nháy mắt tránh thoát cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ La Khánh Hải chân khí tập kích, còn hoành lược ra xa như vậy cự ly. Đây hết thảy đều đang là ở trong nháy mắt đó hoàn thành, nói không sợ hãi người là không thể nào. Chỉ sợ cũng coi là bọn hắn kinh thành bốn bộ trưởng lão cường giả, cũng không thấy có thể làm được loại trình độ đó đi. Nhưng bây giờ, mọi người lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn phía Trần Phi lúc, ánh mắt kia cũng tình không điều khiển tự động trở nên quỷ dị, thậm chí kính nể lên. Quả nhiên, đối với bọn hắn loại này chính mình siêu phàm vô lực đặc thù người mà nói, thực lực mới là tối có thể trương hiển giá trị cùng thân phận. Tựu như cùng giờ này khắc này tình hình vậy. Ngươi, hành, mà La Khánh Hải tái kiến đã biết một tay, cư nhiên không có thể đủ đem Trần Phi giải quyết hết,
trái lại còn bị lấy cái loại này phương thức quỷ dị tránh ra, ngay tức khắc hừ lạnh một tiếng, nhướng mày, mâu quang trong hàn ý càng phát ra khiếp người mấy phần. Chợt chỉ thấy kỳ quyền trưởng chợt lần thứ hai nắm chặt, bàn chân xuống phía dưới hung hăng chà chà, sau đó rậm rạp chẳng chỉ tiếng rắc rắc liền vang lên, kỳ đứng thân khu vực sàn nhà lại lần nữa ra nẻ lên, thậm chí so với trước biên độ còn lớn hơn nữa. Ăn nữa ta đây chiêu thử xem, mà đang ở mọi người tại đây đều kinh khủng cảm thụ được một màn này lúc, là Khánh Hải không ngờ khuôn mặt dữ tợn giết hướng Trần Phi, đang nói không gì sánh được lạnh lẽo, tràn đầy xương lạnh, khiến cái này bên trong khu vực nhiệt độ đều tốt giống như chợt giảm xuống cái này băng điểm. Một quyền hung hăng hướng phía Trần Phi đầu ném tới. Cái này là hoàn toàn không lưu thủ, muốn giết người a. Chân khí ngưng dịch, cái này là Khánh Hải hắn. Nhất thời hiện trường khu vực này nội, chợt truyền ra từng đạo kinh hãi thanh âm, tất cả mọi người là có chút sắc mặt hoảng sợ nhìn La Khánh Hải, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì kỳ lúc này triển hiện ra chiêu thức ấy, không chỉ có riêng là không lưu tình, hạ sát thủ đơn giản như vậy, mà là cư nhiên không ngờ đạt tới chân khí ngưng dịch trình độ. Phải biết rằng coi như là bọn họ kinh thành bốn bộ tuyệt đại đa số trưởng lão cường giả, đều kỳ thực vẫn không có thể đủ đi đến loại trình độ đó, nhưng bây giờ... Hắn không phải là lúc này mới vừa đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Cái này, làm sao có thể? Hiển nhiên giờ này khắc này, hiện trường tuyệt đại đa số người đều đã sợ ngây người. Bởi vì bọn họ chân thực thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng, vừa mới bước vào cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ La Khánh Hải, dĩ nhiên sẽ thiên phú như vậy nghịch thiên, nhất cử vượt qua đông đảo kinh thành bốn bộ trưởng lão, đem chân khí trong cơ thể tu luyện tới chân khí ngưng dịch trình độ. Đây quả thực. Thiên tổ lúc nào lại toát ra một người kinh khủng như vậy? Ha ha! La Khánh sáng chói tuy rằng chưa để ý tới này kinh hãi có tiếng, nhưng cũng khóe miệng không tự kìm hãm được câu lặc, có vẻ cực kỳ tự phụ, quyền trưởng nắm chặt, làm người ta trái tim co giật chân khí áp chế cảm lại xuất hiện lần nữa tại nơi khu vực, căng thẳng buông lỏng gian, là tốt rồi cũng thành công tụ tập ra không gì sánh được mạnh mẽ chân khí, giống như màu xám đen tinh trụ vậy tự thứ năm chỉ gian dường như thất vậy áp hướng Trần Phi. Thẳng đến đầu nó lô chỗ hiểm, huyệt thái dương. Chu vi lần thứ hai có người rung động, hiển nhiên là bị La Xanh Hải lúc này triển hiện ra yêu nghiệt khí thế, cùng với tàn nhẫn thái độ sở rung động. Dù sao phải biết rằng cái này nhưng vẫn là tại bọn hắn thiên tổ bên trong căn cứ, hơn nữa, trung ương cảnh vệ cục trịnh cục trưởng bọn hắn cũng đều còn ở chỗ này đây, như vậy tình hình dưới, hắn La Khánh Hải thật dám hạ sát thủ. Không sợ xảy ra chuyện. Ngay cả cách đó không xa Liễu Tấn Vân. Tùy Minh Kỳ, thậm chí tối tới gần, chiến trường nội, lưu đầu mùa đông sắc mặt lúc này cũng không từ thay đổi. Bởi vì bọn họ đã có một ít nhận thấy được La Khánh Hải cảm xúc, tựa hồ mất khống chế. Nếu là dưới trạng thái bình thường, hắn La Khánh Hải coi như là tâm tình ở táo bạo, cũng không quá khả năng phải làm như vậy. Dù sao đây chính là ở như vậy trước mắt bao người, nhiều người nhìn như vậy. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì, người chết. Hắn La Khánh Hải đảm đương được trách nhiệm này, gánh chịu được khởi trung ương cảnh vệ cục lửa giận. Chỉ sợ cũng xem như là hữu thiên tổ đứng ra người bảo đảm, cũng rất chắc trở đi. Dù sao loại sự tình này mà, không có thể như vậy đùa giỡn. Thế mà Trần Phi giờ này khắc này đều đã bị kinh người chân khí ba động ràng buộc ở ta khu vực nội, lại còn là trên khuôn mặt không thấy được cái gì khẩn trương hoặc là vẻ sợ hãi. Trái lại sắc mặt thần kỳ bình thản. Thật giống như hoàn toàn không đem trong tầm nhìn chính hướng hắn kéo tới khủng bố một quyền, không coi vào đâu vậy. Theo sát mà, chỉ thấy kỳ cư nhiên chậm rãi bước ra một bước. Oanh! Mà đang ở hắn bước tiến chậm rãi bán ra sau, khu vực mọi người chung quanh bất ngờ có chút sợ hãi phát hiện, bọn họ có thể cảm thụ được, từ Trần Phi căn bản không coi là to con thân thể trên, giờ này khắc này lại bất ngờ có một làm người sợ hãi khí tức ở bao phủ, hơn nữa chính như tĩnh mịch hỏa sơn vậy. Vây quanh thân thể hắn bộc phát ra làm người ta khó có thể tin, con người có rút lại ba động. Nhất thời La Khánh Hải trên mặt thần sắc bỗng nhiên thay đổi, trở nên sợ hãi. Hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới có thể tại đây loại mao đầu tiểu tử trên người, cảm giác được làm hắn hiện nay đều giác sợ nổi da gà, trong lòng run tử vong ba động. Không sai, hắn đúng là Trần Phi giờ này khắc này triển hiện ra khí tức trong, ngửi được tử vong tư vị. Có thể, thế nhưng điều này sao có thể? Giống. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể đem ta hù dọa. Chết đi cho ta. Nhất thời La Khánh ngoài khơi sắc dữ tợn theo, ép buộc bản thân hơi run run tâm ức chế xuống tới.
sau đó chỉ thấy Kỳ thốt ra cuối cùng bốn chữ chấn động, như nổi trống vậy chấn động lên, cái loại này trầm muộn khí tức mạnh đặt ở khu vực nội, mọi người mạnh trái tim vừa kéo. Oanh! Nhất thời, phảng phất khu vực nội làm người sợ hãi khủng bố chân khí đều triệt để bạo phát. Sau đó chỉ thấy La Khánh Hải bàn chân mạnh dẫm một cái, sở chạm đến chỗ chu vi, mặt đất đều mắt thường có thể thấy được ra nẻ lên. Sau đó chỉ thấy Kỳ thân ảnh mạnh hóa thành một đạo hắc hồng, bạo xạ ra. Thật nhanh, chỉ là tại đây trong sát na, vây xem tại nơi khu vực chung quanh kinh thành bốn bộ thanh niên một đời tinh anh môn, đã thất kinh lên, thần sắc chợt biến. Bởi vì bọn họ cực kỳ hoảng sợ phát hiện mình, cư nhiên đã thấy không rõ La Khánh Hải lúc này động tác. Chỉ có Liễu Tấn Vân, Tùy Minh Kỳ, Lưu Đầu Mùa Đông đám người lúc này vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, tập trung tinh thần, nhãn thần một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường. Con người nội kịch liệt lấp lánh quang mang. Thương! Mà nhưng vào lúc này, mọi người bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo leng keng thanh, cũng không biết khi nào, La Khánh Hải điên cuồng thân ảnh, không ngờ xuất hiện ở khu vực nội Trần Phi ngay phía trước, quả đấm như thất vậy, như đạn pháo, đập hướng Trần Phi đầu cốt. Huyệt Thái Dương, lại bị người sau tiện tay một chưởng trực tiếp đẩy ra. Hơn nữa không chỉ có như vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tựa hồ còn không chuẩn bị cứ tính như vậy. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ nhãn thần chợt một lệ, biến trưởng thành quyền, từ trên xuống dưới chém đập lên, nhắm ngay La Khánh Hải trong ngực. Người sau nhất thời cảm giác không ổn, làm bộ vừa đỡ. Phanh! Nhất thời tiếng đánh nặng nề đến khiến ở đây đông đảo người cũng không nhịn được trái tim co quắp. Thậm chí ngay cả La Khánh Hải mình cũng nghĩ không ra, Trần Phi quả đấm cư nhiên sẽ nặng như vậy, giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy nghịch lưu mà lên, chém nện ở lồng ngực của hắn trên, khiến cả người hắn thân thể đều ở đây trong sát na hung hăng run lên. Phốc suy, một không bình thường hồng nhuận nảy lên hai bên gương mặt, hắn há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thiếp hắn đều còn chưa kịp làm cho này lần giao phong cảm thấy xấu hổ cùng kinh dị, theo sát mà khi hắn trong tầm mắt lại lần nữa hiện ra một đạo hắc ảnh, một cước dường như roi thép vậy kéo tới, hung hăng khắc ở trên mặt hắn. Trong nháy mắt mọi người tại đây đều thậm chí nghe được ken két tiếng xương nứt. Phốc suy, phanh, La Khánh Hải lần thứ hai bị đánh được thổ huyết, thậm chí còn bởi vì, này một cước bị đá bay ra mấy thước xa. Thẳng đến thân thể ngước, bay ngang ra 4-5 thước xa sau, hắn mới miễn cường cường ở giữa không trung bàn chân hung hăng dẫm một cái, nhất thời toàn bộ thân thể chìm xuống, mặt đất ít nói sụp đổ sử nhất tọa 2 thước đường kính khoan hố sâu, đen như mực, trong thoáng chốc tản ra làm người ta sởn tóc gáy hiên vụ. T. Cái này. Một màn này khiến mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, đều không thể ức chế run rẩy, vẻ mặt cổ quái cùng kinh khủng. Cư nhiên có thể, mạnh như vậy. Một trận thanh phong phất đến, thổi tan mặt đất tứ tán mà bay yên vụ, chỉ thấy La Khánh Hải vẻ mặt là máu, mũi đều chặt đứt, trong ngực thật sâu ao hãm đi vào, toàn thân vẫn còn không cách nào ức chế run rẩy, một luồng sợi tiên huyết lưu lại, dị thường chói mắt. Nhất thời bỗng nhiên, khu vực này nội liền quỷ dị an tĩnh dị thường xuống tới, tĩnh mịch một mảnh. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều cương theo. Không có biện pháp, từ La Khánh Hải hùng hổ hướng Trần Phi xuất thủ. Lại bị một quyền một cước đánh thành như vậy, trong khoảnh khắc trọng thương, miêu tả lên tựa hồ rất dài, kỳ thực cũng bất quá tựu trong chớp mắt. Nhưng chỉ có cái này trong chớp mắt công phu a, một cái ở trong mắt bọn hắn tuy rằng có thể có chút thực lực, nhưng là tựu mới hơn 20 tuổi tên, lại cư nhiên đúng như cái này cương mãnh, như vậy làm cho, tiện tay một quyền một cước, chỉ thấy hiện nay đã đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, đường đường SS cấp thực lực bình định La Khánh Hải bị thương thành như vậy. Không ít người khóe mắt có quắp liếc trộm lúc này đã đầy mặt là máu, cả người đống hỗn độn La Khánh Hải, thật giống như hoàn toàn bị chấn động đến nói không ra lời. Á khẩu không trả lời được. Đây là hạng thực lực khủng bố. Cho dù là Liễu Tấn Vân, Tùy Minh Kỳ, thậm chí Lưu Đầu Mùa Đông loại này mới từ bên kia trở về người, cũng không nhịn được giờ này khắc này sợ ngây người. Bởi vì bọn họ hoàn toàn lòng biết rõ, hiện nay La Khánh Hải đây chính là hàng thật giá thật. Đường đường tránh cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ A. Thực lực bình định SS cấp, chớ nói chi là hắn bây giờ còn siêu việt kinh thành bốn bộ đại đa số trưởng lão, đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ tới, chân khí ngưng dịch, trình độ, đây cũng là một loại thăng hoa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mạnh mẽ tới loại trình độ này,
coi như là ở cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ tầng thứ này trong, đều hiện nay đã cũng không bình thường La Khánh Hải, giờ này khắc này nhưng ở Trần Phi trong tay bại thành như vậy, cái này để cho bọn họ làm sao có thể lý giải cùng tiếp thu. Đây cũng nói rõ cái gì? Nói rõ tiểu tử kia, chẳng lẽ bằng chừng ấy tuổi, tu vi thực lực tựu đã đạt đến cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh luyện khí ngũ trọng đỉnh. Nhất thời khu vực này nội quỷ dị vắng vẻ, bầu không khí có vẻ càng thêm nồng nặc. Không ai cả tiếng hô hấp, cũng càng không có người nói đánh vỡ trầm mặc. Mọi người nhìn phía Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi cùng cổ quái. Tuy rằng bọn họ rất không muốn thừa nhận điểm này, bất quá lúc này, bọn họ lại không phải không thừa nhận, trách không được Trung ương cảnh vệ cục lại đột nhiên làm loại này hành động quái dị cử động, sẽ lấy như vậy một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử làm con bài chưa lật, dựa. Nguyên lai đây hết thảy đều cũng có nguyên nhân a. Liên hiện nay loại trạng thái này dưới La Khánh Hải đều bị bại thảm như vậy, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Nhan Chân sao? Nói ta trước cũng đã nhắc nhở qua ngươi đi, thật cho rằng tùy tiện sẽ giở ba chân mèo công phu, là có thể nhảy ra loạn cắn người. Đừng tại nơi lo lắng a, chúng ta tiếp tục, ngày hôm nay ngươi nếu có thể ở trong tay ta mặt chống nổi 10 chiêu, ta nên tha cho ngươi một mạng, nếu không chống nổi, ha ha, không có ý tứ, ta sẽ thực hành ta trước nói lời hứa. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại mở miệng lần nữa, con ngươi thật sâu, lạnh như băng nhìn sắc mặt kia đã có một ít chợt biến La Khánh Hải mặt, mặt không thay đổi nói rằng. Nguyên bản hắn là không có ý định làm như thế quá phận, có thể ai bảo hắn một mặt dễ dàng tha thứ, cảnh cáo, phương này người này đều hoàn toàn trở thành đúng rồi gió thoảng bên tai, cho là hắn không tư cách nói cái loại này nói, cho là hắn đang nói đùa. Tốt lắm, đã như vậy nói. Chúng ta đây tự còn là ai quả đấm lớn ai nói đi. Dù sao hắn là thật không cảm thấy đối phương loại trình độ đó, ở hiện hắn hôm nay trước mặt, là có cái gì tốt cản rỡ, tự phụ. Cũng liền chính là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ mà thôi, không chịu nổi một kích. T. Mà vang lên bên tai Trần Phi vậy không mang một chút tình cảm màu sắc băng lãnh lạnh giọng âm, mọi người tại đây cũng không nhịn được vào giờ khắc này ngây người, cả người ứa ra hàn khí. Thực hành trước lời hứa. Đó không phải là. Mọi người tại đây chính là kinh thành bốn bộ tuổi còn trẻ tinh anh, thay lời khác mà nói, cũng chính là một đám đều có siêu phàm vũ lực người, hơn nữa kỳ trình độ còn xa xa nếu so với phi báo nhất lưu thành viên mạnh mẽ rất nhiều. Cũng càng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một vị chân chính chính mình đủ để đem thực lực bọn hắn nghiền ép cao thủ chỗ đáng sợ. Một khi người như vậy khởi xướng nộ đến, vậy cũng không phải cái gì quy củ, điều khoản có thể ước thúc. Nhưng nếu là Trần Phi câu nói kia thật không vậy nói đùa, muốn đem La Khánh Hải hiện nay tu vi cảnh giới đánh rớt, như vậy có thể thì không phải là đùa giỡn, mà là siêu cấp đại sự kiện. Dù sao một vị, chân khí ngưng dịch, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, còn trẻ tuổi như vậy. Coi như là thiên tổ như vậy, quái vật lớn, tài đại khí thô, cũng không có khả năng nguyện ý tiếp thu loại tổn thất này đi. Vì vậy Trần Phi một khi nếu làm như vậy, cái này đã có thể thực sự là ở dở mặt, xé rách ra mặt. Mà đến lúc đó cục diện cùng với hậu quả, liền thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Người hắn ma coi là vật gì vậy? Đừng tưởng rằng tu vi thực lực hơi chút lợi hại chút là có thể lớn lối như vậy, rất tốt. Đem tu vi của ta cảnh giới đánh rớt, người có biết hay không ta La Khánh Hải là ai? Có biết hay không ta đứng phía sau loại nào đẳng cấp quái vật lớn? Ta cho ngươi biết, thân ta sau ta thế nhưng thiên tổ. Kinh thành bốn bộ bài danh đệ nhị thiên tổ, ngươi bây giờ dưới chân mặt đứng cũng hay là ta thiên tổ địa bàn, ngươi tin hay không chỉ cần ta La Khánh Hải một câu nói, là có thể đem bọn ngươi hắn ma toàn bộ thu thập. Có thể dù sao La Khánh Hải thuở nhỏ tại đây thiên tổ nội lớn lên, luôn luôn xuôi gió xuôi nước đã quen, chưa bao giờ gặp qua cái gì ngăn trở, thậm chí rơi vào và còn nghĩ từng cùng cũng giá còn lại tùy minh kỳ đám người. Đối thủ cạnh tranh đều vẫy ở tại phía sau, xuất trước một bước bước vào cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Tự nhiên càng trí đắc ý mãn, tự phụ kiêu căng. Vì vậy hắn hiện tại mặc dù đang Trần Phi trong tay bại thảm như vậy, bộ mặt hoàn toàn không có, mà khi hắn nhìn thấy Trần Phi, đều như vậy, lại còn không muốn từ bỏ ý đồ, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, tìm hắn phiền phức, uy hiếp hắn lúc, nhất thời cũng vẫn là không nhịn được kiêu căng hỏa công tâm, nhảy dựng lên. Chỉ vào Trần Phi mũi mắng. Dù sao hắn thấy, hắn La Khánh Hải hạng thân phận hạng địa vị. Hắn thế nhưng thiên tổ người. Hơn nữa còn là cần bộ môn trẻ tuổi tinh anh,
bị thụ lãnh đạo cùng cao tầng coi trọng. Vì vậy hiện tại coi như là hắn khiêu khích trước đây, thực lực không đủ thảm bại, nhưng đối phương cũng tuyệt không khả năng làm gì hắn. Nếu không phía sau hắn thiên tổ là ngồi không, không có người nào có cái loại này lá gan, cũng không tư cách tại bọn hắn thiên tổ trên địa bàn làm càn kiêu ngạo. Vì vậy Trần Phi cái loại này uy hiếp, cảnh cáo ngôn ngữ, nghe được khi hắn là Khánh Hải trong lỗ tai, hoàn toàn hãy cùng trò cười vậy, không một điểm lực. La Khánh Hải, người ở đây nói bậy chút gì đông. Mà ở nhìn thấy đều đã bại thảm như vậy, loại thời điểm này, La Khánh Hải lại còn không dài óc chỉ vào Trần Phi loại này quái thai mũi mắng, nhất thời này óc hơi chút linh quang thiên cấu thành viên không khỏi sợ đến thiếu chút nữa búng lên, hoảng loạn mắng. Hiển nhiên tại bọn hắn xem ra, La Khánh Hải lúc này hiện tại loại này cử động hoàn toàn chính là óc bị cửa kẹp, có ép. Mặc dù hiện tại đây là bọn hắn thiên tổ địa bàn, mặc dù ngươi La Khánh Hải là bọn hắn thiên tổ tinh anh, nhưng vấn đề là hiện tại ngươi đều thua thảm như vậy, thậm chí ngay cả một điểm hoàn thủ chỗ trống cũng không có. Dưới tình huống như vậy, còn không biết cái gọi là chạy đi khiêu khích đối phương, đây là muốn cầm mình làm thí nghiệm, muốn nhìn đối phương một cái điểm mấu chốt, dễ dàng tha thứ giờ, đến tột cùng ở đâu. Mà cái này một khi nếu chơi đùa hỏa nhi, nên như thế nào xong việc? Nghĩ đến đây ngay cả lưu đầu mùa đông, Liễu Tấn Vân đám người lần thứ hai nhìn phía La Khánh Hải ánh mắt cũng thay đổi, trở nên hình như đang nhìn ngu ngốc vậy. Loại này đầu óc tốt giống như bị cửa giáp, có vấn đề tên, thực sự là tự làm bậy không thể sống a. Có thể những người đó nhắc nhở đã muộn, bởi vì Trần Phi đang nghe La Khánh Hải khẩu trong, giống như đã từng tương tự, tiếng quát mắng sau, trên mặt thần sắc thoáng cái tựu trở nên cực kỳ âm trầm. Ta coi là vật gì vậy? Tốt. Ta đây hiện tại để ngươi xem một chút, ta Trần Phi, coi là vật gì vậy? Trần Phi trong con ngươi lấp lánh khiếp người hàn mang, theo sát mà, ngay hắn đứng thân khu vực nội lại đột ngột gian bình nhấc lên một trận cuồng phong. Thấy tình cảnh này mọi người tại đây không khỏi con ngươi co rụt lại, đây là cái gì? Có thể bọn họ đều còn chưa kịp giật mình, lại phát hiện Trần Phi trong tay chẳng biết lúc nào không ngờ nhiều hơn một mặt xám xịt tảng đá cái gương. Mà tự sau đó một khắc, Trần Phi cũng đã đem vật cầm trong tay gương đồng thoáng cái vứt ra ngoài. Pháp khí. Mà ở nhìn thấy Trần Phi trong tay hôi mông mông tảng đá cái gương, nguyên bản sắc mặt chỉ là có chút chấn động lưu đầu mùa đông, lúc này lại đã hoàn toàn triệt để kinh dị lên, kinh dị thanh thốt ra, không nghĩ tới Trần Phi lại thật có thể đủ xuất ra bọn họ luyện khí sĩ pháp khí. Có thể, hắn lại thích giống như không như vậy bất ngờ. Thật giống như trước đã có chuẩn bị tâm lý vậy. Siêu. Phốc suy phốc suy phốc suy. Nhất thời gương đồng lại quỷ dị huyền phù ở giữa không trung, một luồng sợi thổ hoàng sắc tia sáng như tinh giờ vậy tràn ngập đi ra, lại trong phút chốc tạo thành 7-8 đạo rất nặng khí lưu, nhộn nhạo ô quang, không sợ hãi chút nào, mãnh liệt hướng phía sắc mặt từ lâu chợt biến La Khánh Hải cọ rửa đi, rất là kinh người. Nhất thời giữa không trung bao phủ ra rất nặng quang thải, chói tai thanh một mảnh. Cũng La Khánh ngoài khơi sắc kinh khủng theo. Thần sắc hoảng loạn làm ra phản kích. Chân khí cực phi tuôn ra. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy 7-8 đạo rất nặng khí lưu ô quang đã nghiễm nhiên cùng La Khánh Hải cả người cuộn chân khí đụng vào nhau, phát ra nặng nề làm người ta hàm răng mệt mỏi tan dã thanh. Hơn nữa ở hầu như vừa tiếp xúc được trong nháy mắt, thủ vệ kia ở La Khánh Hải trước người tuôn ra chân khí liền giống như không chịu nổi vậy, bị 7-8 đạo ô quang khí lưu cọ rửa sàn sạt tiếng vang. Nhất thời La Khánh Hải trên mặt thần sắc mạnh thay đổi, thậm chí đều bởi vì cái này, mà trên mặt huyết sắc trở nên có chút không bình thường đỏ lên. Thương! Thế mà La Khánh Hải đều còn chưa kịp thất kinh, bên tai lại truyền tới đâm một cái tai, kịch liệt ông minh thanh. Chỉ thấy thủ vệ ở trước người hắn tuôn ra chân khí chợt run lên, lại theo sát mà bị ô quang kia cắt kim loại ra lau một cái mắt thường có thể thấy được lớn chừng ngón cái chỗ hồng, nhất thời La Khánh Hải trên mặt hoảng loạn càng đậm liệt. Thậm chí, có như vậy một tia kinh khủng. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự là ở đùa giỡn với ngươi sao? Trần Phi cặp kia con ngươi đen nhánh chết nhìn chằm chằm đối phương, hắn ánh mắt kia cũng trong nháy mắt lạnh lùng sắc bén xuống tới, giọng nói kia cũng là như đao phong vậy, chợt lạnh lẽo nói ngươi đã không tin, ta đây hiện tại để ngươi xem một chút, ta Trần Phi, đến tột cùng dám không dám ở nơi này thiên tổ bên trong căn cứ, đem ngươi cái này thân tu vi phế bỏ. Chỉ thấy kỳ lẳng lặng đưa tay chỉ hướng huyền phù ở giữa không trung gương đồng ảnh ngược, trong tay cấp tốc, thật nhanh nặn ra nào đó ấn quyết, nhất thời phong vân đại tác phẩm,
một làm người ta khó có thể tin dày nặng khí tức tự đại dưới đất trào động, tràn ngập, bao phủ giữa không trung, bất ngờ tạo thành một đầu trườn xoay quanh mấy thước thổ hoàng sắc đại xà. T. Thổ hoàng sắc đại xà vung lên lành lạnh đầu hướng thiên gào thét một tiếng, chợt một loại làm người ta kinh hãi uy thế dung chuyển ra, thân thể cao lớn khẽ động, nhưng vẫn giữa không trung mở miệng to như chậu máu hướng sắc mặt sớm bị chấn động đến trắng bệch La Khánh Hải thôn phệ đi. Trong sát na mọi người đều sợ ngây người. T. Cái này mẹ đến tột cùng là cái gì? Rất hiển nhiên loại này có thể nói quỷ dị cùng rung động công kích thủ đoạn, tất nhiên sẽ nhượng mọi người tại đây từ trong lòng cọ 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 hàn khí ra bên ngoài bắt đầu khởi động. Bởi vì, này chân thực thật là làm cho người ta kinh hãi, làm cho cũng hút lương khí, khó có thể tin. Loại thủ đoạn này vâng. Cách đó không xa, cành phồn lá tốt dưới cây lớn, mặc hoàng sắc ống tay áo thương cảm thiên tổ tùy minh kỳ vẻ mặt kinh dị, có chút khó có thể tin lăng lăng nhìn bên cạnh Liễu Tấn Vân nói. Không sai, là bên kia thủ đoạn. Nếu như ta không đoán sai, trong tay hắn xám xịt tảng đá cái gương, phải là trong truyền thuyết luyện khí sĩ pháp khí. Thật không nghĩ tới, tiểu tử kia lại là một vị luyện khí sĩ. Lẽ nào hắn là từ bên kia tới được, cho nên mới cùng lưu đầu mùa đông nhận thức. Liễu Tấn Vân vẻ mặt chấn động, chợt con người sâu đậm nỉ non. Hiển nhiên hắn dĩ nhiên biết có về luyện khí sĩ chuyện tình, cho nên mới liếc mắt nhìn ra Trần Phi trong tay huyền thạch kính nền tảng. Nhưng dù vậy, hắn nhãn thần chỗ sâu chấn động, cùng với một màn kia ước ao, cũng hay là đang cái này trong khoảnh khắc khó có thể ức chế toát ra đến, áp đều áp không đi xuống. Không có biện pháp, trong truyền thuyết luyện khí sĩ đó là cái gì khái niệm? Đây chính là nhanh hơn cổ vũ giả cũng còn muốn tầng thứ cao hơn vĩ đại tồn tại. Liên bọn họ loại này kinh thành bốn bộ tinh anh đều chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có khả năng, mới có như vậy một chút xíu hy vọng bị chọn trên, đưa đến bên kia đi trở thành quân dự bị. Nhưng bây giờ, một vị trong truyền thuyết so với cổ vũ giả tầng thứ cao hơn luyện khí sĩ lại thật như vậy rõ ràng, đường đường chính chính xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái loại cảm giác này, cái loại này tư vị, cùng với trong lòng chấn động cùng kinh động, chân thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nói chung, cái loại cảm giác này là thật tương đương phức tạp a. Chỉ có lưu đầu mùa đông loại này mới từ bên kia trở về người, trên mặt thần sắc mới không như vậy giật mình, bởi vì hắn cũng là loại người này, chính mình cùng tương tự công phạt thủ đoạn, nhiều lắm cũng chính là không Trần Phi lợi hại như vậy mà thôi. Một vị luyện khí sĩ trong tay pháp khí uy lực mạnh yếu, một là xem cần pháp khí đẳng cấp, thứ hai là xem điều khiển nó luyện khí sĩ tu vi thực lực. Mà từ trước mắt trạng huống này đến xem, hiển nhiên Trần Phi tu vi cảnh giới là viễn siêu cho hắn a. Hanh, thật to gan, dám ở ta thiên tổ trên địa bàn dương oai nháo sự. Sẽ ở đó huyền thạch kính sở hóa thành địa long đầu, miệng to như chậu máu sắp đem sớm bị sợ ngây ngô La Khánh Hải nuốt trọn lúc, một đạo tràn đầy lành lạnh hàn ý tiếng hử lạnh, rồi đột nhiên vang vọng dựng lên, chợt từ cách đó không xa phảng phất có một đạo cực kỳ kinh người chân khí ba động nhào tới. Chỉ là nháy mắt liền đem khắp bầu trời cuồng phong đánh nát. Sau đó huyền thạch kính sở hóa thành thổ hoàng sắc đại xà cũng bị bức lui. Theo sát mà một thương lão thân ảnh từ xa đến gần thần tốc lược đến, xuất hiện ở La Khánh Hải bên người, làm có người nhìn rõ ràng người khuôn mặt sau, nhất thời giật mình đến nhị trưởng lão. Nguyên lai đột nhiên người xuất thủ không là người khác, chính là thiên tổ hiện nay xếp hạng vị thứ hai trưởng lão. Mà thứ hạng này là do thực lực đến quyết định, nói cách khác. Vị này nhị trưởng lão, chính là thiên tổ đông đảo trưởng lão trong thực lực xếp hạng đệ nhị. Đủ để có thể thấy được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu hoành. Mà điểm này, cũng từ hắn có thể tiện tay tự đẩy lùi huyền thạch kính sở hóa thành thổ hoàng sắc đại xà, cũng có thể nhìn ra một. Hai, lão giả này, tối thiểu đều đã đạt tới cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ. Tương đương với SSS cấp. Hanh, thật to gan, dám ở ta thiên tổ trên địa bàn dương oai nháo sự. Sẽ ở đó huyền thạch kính sở hóa thành địa long đầu, miệng to như chậu máu sắp đem sớm bị sợ ngây ngô La Khánh Hải nuốt trọn lúc, một đạo tràn đầy lành lạnh hàn ý tiếng hử lạnh, rồi đột nhiên vang vọng dựng lên, chợt từ cách đó không xa phảng phất có một đạo cực kỳ kinh người chân khí ba động nhào tới, chỉ là nháy mắt liền đem khắp bầu trời cuồng phong đánh nát. Tại nơi giữa không trung sở hiện lên thổ hoàng sắc đại xà chính là Trần Phi có hạ phẩm pháp khí huyền thạch kính biến thành. Mà theo hắn hiện nay tu vi cảnh giới đã chỉ nửa bước thiếu chút nữa bước vào luyện khí lục trọng, cần pháp khí có thể bày ra uy năng cùng lực lượng, cũng từ từ đạt tới cực hạn. Trên cơ bản tầm thường tiên thiên trung kỳ đỉnh thậm chí mới vào hậu kỳ cảnh giới,
đều là vô cùng khó khăn chống cự. Nhưng bây giờ, huyền thạch kính sở hóa thành thổ hoàng sắc đại xà lại bị bước lui, cái này khiến nguyên bản sắc mặt không hề bận tâm Trần Phi không khỏi khuôn mặt nhiều hơn lau một cái vẻ kinh dị, tùy theo ánh mắt hướng phía thương lão thân ảnh lao đi. Chỉ thấy thương lão thân ảnh ăn mặc tùng suy sụp hắc sắc áo choàng, lộ ra ngoài ngốc đầu như cỏ dại vậy tóc bất quá hơn 10 cây, hy thưa thất sơ, vẻ mặt nếp nhăn chồng chất, cùng cổ thụ ra vậy. Còn có ánh mắt của hắn, rất u, rất dọa người. Mà người này không là người khác, chính là thiên tổ hiện nay ở Mặc Cho nhị trưởng lão, tuy rằng kỳ danh tự sớm bị di vong ở thời gian dài Hà Nội, cùng hắn có mạnh mẽ lực lượng, cũng không thể nghi ngờ. Tối thiểu ở cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ tầng thứ này trong, cũng có thể hoàn toàn thuộc về rảo giả. Hanh, phảng phất như là trước mắt mọi người phạm vi nhìn lóe lóe, thân ảnh già nua, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão xuất hiện ở lúc này run rẩy, sớm bị sợ ngây Ngô La Khánh Hải bên cạnh. Một thuộc về cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả mạnh mẽ uy áp tràn ngập ra, chân khí tuôn ra, thế như kinh đào, khiến đứng mũi chịu sào trung ương cảnh vệ cục tuổi còn trẻ thành viên sắc mặt đều là biến đổi, tâm tư kịch liệt run lên, cấp cấp lui về phía sau. Hiển nhiên, loại trình độ đó khi thế áp bách không là bọn hắn có thể đơn giản thừa nhận. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi lóe lên, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Chợt chỉ thấy trên đó trước một bước, chắn trước người bọn họ, nhất thời có một đồng dạng mạnh mẽ lại hư vô, phiêu hốt khí thế đem xông tới mặt băng lãnh áp bách toàn bộ cản lại. Ừ, trong sát na, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão u sâm sâm khô lão con ngươi chợt đi ngang qua lau một cái vẻ kinh dị, khẽ di một tiếng, không nể mặt, có vẻ cực kỳ âm trầm cùng xấu xí. Sau đó kỳ toàn thân khí thức đều lại mãnh liệt trầm xuống, phảng phất là có mờ mịt khàn khàn chân khí ở sao động. Bầy khắp khu vực, kỳ không khí chung quanh cũng là như sôi trào vậy, làm người ta trong thoáng chốc như nghe được, ken két, đánh đổ vào thanh, mơ hồ có lưỡng chủng lực lượng cường đại ở giao phong. Thanh niên nhân, người lá gan thật là không nhỏ, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi, trong lời nói dị thường lạnh lùng. Không có biện pháp, phải biết rằng đây chính là bọn họ thiên tổ địa bàn, càng là bọn hắn thiên tổ chủ căn cứ, nhưng bây giờ, lại bị một ngoại nhân. Một cái chừng 20 tuổi chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử áp bách thành như vậy. Hắn làm hiện giữ thiên tổ nhị trưởng lão, há có thể không cảm giác được tức giận, không cảm giác được nhục nhã. Thật giống như bọn họ đường đường thiên tổ bộ mặt đều bị giày xéo vậy vậy. Trong lòng có sao động lửa giận ở phun trào. T. Cư nhiên thực sự là thiên tổ nhị trưởng lão. Hắn cư nhiên tự mình xuất hiện. Phải biết rằng vị này có người nói ở 30 năm trước tựu đã đạt đến SS cộng đỉnh phong. Hiện nay 30 năm đi qua, cũng không biết kỳ đã đạt đến loại nào kinh khủng cao độ. Nhưng này loại cấp bậc lãnh đạo, cường giả, cư nhiên tự mình xuất hiện, lẽ nào các ngươi không cảm thấy hơi chút có như vậy một ít quá phận sao? Quá phận, ngươi không phát hiện nếu vừa rồi hắn chậm một chút nữa xuất hiện, sợ rằng La Khánh Hải sẽ thật bị tiểu tử kia cho phế bỏ. Không thể không nói, quả thực quá khó có thể tin, chân khí ngưng dịch, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, hai người này chung vào một chỗ. Chỉ sợ cũng xem như là SS cộng loại trình độ đó đều phải có sức đánh một trận đi. Nhưng bây giờ, ai nói không phải là, bất quá tiểu tử kia vừa rồi cái loại này chiến đấu thủ đoạn, diễn tạp kỹ sao? Còn là phương Tây dị năng giả bộ kia, dù thế nào nói chung thoạt nhìn chân thực quá quỷ dị, thật là làm cho người ta giật mình. Đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn? Ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão xuất hiện, khiến khu vực này nội người thất kinh. Không nghĩ tới loại trình độ đó lãnh đạo, cường giả lại thật nhìn không được hiện thân đi ra. Là sợ La Khánh Hải bị quái thai tiểu tử phế bỏ, hoặc là giết chết. Ngược lại cũng vâng, tuy nói La Khánh Hải hiện tại xem ra, không bằng quái thai tiểu tử, nhưng nếu là đem để xuống tại bọn hắn những. Này, người bình thường, trong tương đối, tự còn là sẽ có vẻ dị thường yêu nghiệt, thiên tài, không ai sẽ nguyện ý tổn thất loại người như vậy mới. Lá gan không nhỏ, xin lỗi. Ta lá gan luôn luôn rất lớn, cái này là ưu điểm của ta. Cái này có vấn đề gì không? Mà đang nghe ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão nói, Trần Phi khóe miệng không khỏi vẽ bề ngoài khởi lau một cái nhàn nhạt cười nhạt, bình thản không gì sánh được nói. Thiên tổ nhị trưởng lão, tự hiện tại loại trình độ này đều ngồi không yên, vị miễn đầu óc quá nhỏ đi. Ngươi, nghe vậy ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão già nua con ngươi chợt co rụt lại, từng tên một vi nhiệt nộ. Âm u tâm tình tràn ngập ở trong đó,
Điềm Nhiên nói ngươi có biết hay không ngươi thân phận gì? Lại có biết hay không ta là thân phận gì? Xem ra ngươi lá gan thực sự thật lớn, dám nói chuyện với ta như vậy. Hiển nhiên ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão là thật có chút nổi giận, phải biết rằng hắn hạng thân phận hạng địa vị. Mặc dù là ở kinh thành bốn bộ bài đệ nhị quái vật lớn thiên tổ trong, kỳ thân phận địa vị đều là gần với cường đại nhất đại trưởng lão và trong truyền thuyết mấy vị kia số lượng cực nhỏ lão tổ tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao, chính là giống như Trần Phi loại này hơn 20 tuổi, chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử lại dám ở trước mặt hắn nghĩnh đầu, thể hiện giống bây giờ loại này, như vậy một bức kiêu căng tư thái, hoàn toàn không hiểu được tôn ti, hoàn toàn không hiểu được trên dưới cấp, còn hoàn toàn không biết cúi đầu nhận sai. Gặp gỡ loại này không biết lượng sức, ếch ngồi đáy giếng, không biết cái gọi là. Còn làm càn cuồng vọng tiểu bối, hắn nếu thân là thiên tổ nhị trưởng lão như vậy tôn quý thân phận, lại có thể không tức giận, không tức giận. Sư phụ, người có thể nhất định phải hảo hảo thu thập hắn, giúp ta ra cái này miệng ác khí. Tốt nhất có thể đem hắn xem ra, tu vi cảnh giới toàn bộ phế bỏ. Mà ở nhìn thấy Trần Phi lại dám cùng ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão phách lối như vậy, lấy loại giọng nói này làm càn nói, nguyên bản còn có chút ngốc ngây ngô lạnh lùng La Khánh Hải, nhất thời cả người một cái giật mình, bừng tỉnh, trên miệng không chút do dự châm ngòi thổi gió. Nhưng trong lòng lại vui trên nỗi đau người khác. Bởi vì hắn thấy, Trần Phi hiện nay lúc này loại hành vi này hoàn toàn chính là không biết lượng sức, không biết cái gọi là, ếch ngồi đáy giếng. Lại dám khi hắn La Khánh Hải sư phụ, đường đường thiên tổ nhị trưởng lão như vậy đại nhân tôn quý vật trước mặt lớn lối như thế. Thật cho là mình coi là cái gì nhân vật, coi là vật gì vậy? Không sai, ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão chính là La Khánh Hải sư phụ. Phủ nhận, hắn chỉ sợ cũng không làm được giống như bây giờ chuyện mất mặt mà. Chúng con mắt nhìn chừng dưới, đánh tiểu nhân đến lão. Vậy có phải hay không lão đánh, sẽ đến ra ra? Ha ha, người thân phận gì? Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng khóe miệng vi ôm lấy nở nụ cười. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cũng sáng loáng chảy ra trào phúng, trong giọng nói mang theo chẳng đáng, nhìn phía đối phương ngươi là thân phận gì có quan hệ tới ta. Còn là ngươi cảm thấy ngươi tay đã có thể đưa đến trong chúng ta ương cảnh vệ cục đi. Vì vậy ta phải xem ngươi sắc mặt hành sự, mộng chưa tỉnh ngủ. Oanh! Ngươi đang giễu cợt ta. Nhất thời một thuộc về cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ người nổi bật khủng bố mạnh mẽ khí tức dường như bão cát vậy bắt đầu khởi động đi ra. Khiến mọi người tại đây mạnh thần sắc kinh biến, cả người co rụt lại. Mà ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão theo sát mà cũng chợt lạnh giọng lên, con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn thấy, loại này tiểu tử quả thực chính là quá không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại. Hắn hạng thân phận hạng địa vị hạng thực lực, nếu không phải xem ở trung ương cảnh vệ cục lực uy hiếp cùng mặt mũi, từ lúc vừa mới hiện thân lúc, chỉ sợ hắn liền không nhịn được một cái tát đập chết Trần Phi. Mà bây giờ hắn đều đã thu liễm ở nội tâm lệ khí, kiềm chế ở sát tâm, lại không nghĩ rằng, cái loại này trong mắt hắn cái gì đều không phải là chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, chính là kinh thành bốn bộ trung ương cảnh vệ cục cấp thấp thành viên, lại dĩ nhiên ở trước mặt hắn làm càn kiêu ngạo đến loại trình độ này, thậm chí trước mặt mọi người con mắt nhìn chừng dưới trào phúng hắn. Nhất thời ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão u sâm sâm trong con ngươi ngoan lệ cùng sát ý trong nháy mắt trở nên cực kỳ nồng nặc lên. Gắt gao nhìn chằm chằm có chút âm lãnh nói tiểu tạp trùng, hiện tại quỳ xuống đi cầu tha, ta còn có thể buông tha ngươi, nếu không, ha ha. Nếu không thế nào, ngươi xoay người rời đi. Nhưng Trần Phi kế tiếp đánh trả lại thiếu chút nữa làm hắn thổ huyết. Chỉ thấy người trước đồng dạng con ngươi từ từ âm sâm sâm lên, lau một cái lạnh lẽo hàn ý hiện lên, đặt lên hai mắt, xuyên thấu qua ánh mắt gắt gao ảnh xạ ở đối phương khô lão thân trên. Nói lão già kia, có bản lãnh tựu đừng ở chỗ này kỳ kỳ hoa hoa. Ta cũng muốn nhìn một chút, sẽ đem ngươi loại này chỉ biết miệng động lão đầu đánh khóc, có thể hay không còn nhảy cái ra ra đi ra. Xôn xao. Nhất thời khu vực này nổi trên mặt tất cả mọi người đều là một mảnh ồ lên, da mặt tử điên cuồng co rúm. Hiển nhiên mặc dù là bọn họ, ở thiết thân lĩnh giáo Trần Phi làm càn, cuồng vọng sau, cũng vẫn là không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên lá gan thật to lớn như thế. Dám lấy loại này khẩu khí, loại này ngôn ngữ cùng đường đường thiên tổ nhị trưởng lão nói. Lẽ nào hắn thật không sợ đối phương tức giận, nén giận xuất thủ sao? Đến lúc đó không phải hết thảy đều xong. Ngươi, nhất thời ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão con ngươi chợt co rụt lại,
Kỳ Già Nua, nếp uốn răng đầy trên khuôn mặt Già Nua trong nháy mắt kinh sợ tới cực điểm. Hắn là ở không cách nào tưởng tượng, tiểu tử này đến tột cùng làm sao sẽ như vậy to gan lớn mật, lẽ nào tiểu tạp chủng này không muốn mệnh? Ha ha, thon dài lão thực sự là uy phong thật to a, cùng chúng ta trung ương cảnh vệ cục một chút thành tựu viên đều có thể giác hăng hái, đấu đến một khối. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh bỗng vang lên, theo sát mà chỉ thấy mấy vị khí tức kinh người lão giả vây quanh Trịnh Vệ Quốc cùng với Khấu Bân, thong dong tới chậm. Mà nói người chính là Trịnh Vệ Quốc. Đến mức thiên tổ trưởng Khấu Bân, lúc này nơi đây sắc mặt tắc có chút khó coi. Mà ngày đó tổ nhị trưởng lão ở nhìn thấy Trịnh Vệ Quốc đến, da mặt tử hung hăng vừa kéo, cuối cùng vẫn khuôn mặt vẻ lo lắng gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Vệ Quốc nói Trịnh Cục trưởng, các người cái này trung ương cảnh vệ cục thành viên, có đúng hay không có chút quá làm càn, quá coi trọng mình. Quá làm càn, quá tự cho là đúng. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc ha hả cười lạnh cười. Đồng dạng nhãn thần cười nhạt cùng với mang theo giễu cợt nói ta hình như cũng không có cái loại cảm giác này a. Thanh niên nhân tương hỗ luận bàn một chút, không phải là rất bình thường sao? Tương hỗ luận bàn, có thể tiểu tử này lại muốn đồ đệ của ta phế bỏ. Nghe vậy ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão mạnh giận dữ. Xin lỗi a, chư vị lãnh đạo. Nhưng chỉ có lúc này, Trần Phi lại đột nhiên nở nụ cười. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn chung quanh ở đây một vòng, sau cùng rơi vào vẻ mặt vẻ lo lắng ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão trên mặt, thản nhiên nói ta chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên kém như vậy, liên loại trình độ này đều không chịu nổi. Nếu không lần sau ngươi sớm nói cho ta biết một tiếng, nhưng ta sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Xôn xao, nhất thời hiện trường một mảnh ồ lên. Mà La Khánh Hải cùng với ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão trên mặt thần sắc cũng một chút trở nên đặc sắc. Thậm chí ngay cả thiên tổ tổ trưởng Khấu Bân trên mặt, lúc này đều cực vi khó coi. Bởi vì Trần Phi hiện vào lúc này lời như vậy, không thể nghi ngờ là tại bọn hắn thiên tổ trên mặt hung hăng dán một cái tát. Hơn nữa còn là phiến tay đau lòng, thanh âm nổ cái loại này. Cái gì gọi là nếu không lần sau sớm nói cho hắn biết một tiếng? Cái gì gọi là nhượng hắn sớm có cái chuẩn bị tâm lý? Chuẩn bị cái gì, bồi bọn họ thiên tổ cái gọi trẻ tuổi tinh anh diễn mệt nhọc, đừng để cho bọn họ mất mặt vứt quá nghiêm trọng, bằng không, bọn họ thiên tổ thanh niên một đời đều chỉ sợ không phải hắn hợp lại địch, không nghĩ tới cư nhiên sẽ kém như vậy. Nói đều nói đến đây loại phân thượng còn cần muốn nói gì? Đây quả thực là sỉ nhục, quả thực chính là nhục nhã. Mà La Khánh Hải ở nhìn thấy Trần Phi lại dám như vậy trào phúng. Nhục nhã bản thân, nhất thời trên mặt thần sắc đều tốt tự phồng thành chư can, tự cảm nhục nhã phẫn nộ tới cực điểm. Sau đó chỉ thấy Kỳ Lạ ở không nhẫn nại được trong lòng xấu hổ cảm cùng lửa giận, mất lý trí, nhảy dựng lên, chỉ vào Trần Phi mũi tự mắng lên nói ngươi coi là vật gì vậy? Ngươi có tư cách gì cua tay múa chân, ngươi có biết hay không ta là ai? Thon dài lão, ta nghĩ ngươi hẳn là cho ngươi đồ đệ nói chú ý một điểm. Tài nghệ không bằng người. Còn muốn dựa vào miệng thắng lợi sao? Thấy tình cảnh này, Trịnh Vệ Quốc thế nhưng trung ương cảnh vệ cục cục trưởng, lại là chuyến này luận bàn giao lưu chiến người phụ trách toàn quyền, lại sao có thể thờ ơ lạnh nhạt, gương mặt rất lạnh nói. Cục trưởng, không có chuyện gì, luận công phu miệng, ta hình như quả thực không phải là đối thủ của hắn, bất quá. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên sắc mặt cười quỷ dị lên. Đều không chờ hắn câu nói này thoại âm rơi xuống. Hắn cũng đã đi lên trước, nâng tay lên, hướng về phía La Khánh Hải mặt liền ba. Một tiếng cho cái lỗ tai. Nhất thời mọi người tại đây đều choáng váng, vẻ mặt dại ra. Theo sát mà trong nháy mắt, chính khu vực nội quỷ dị vắng vẻ đến thậm chí ngay cả cây kim rơi trên mặt đất tựa hồ cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hầu như ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm Trần Phi xem, thậm chí ngay cả La Khánh Hải bản thân. Hoặc là ngốc đầu thiên tổ nhị trưởng lão, Khấu Bân đám người cũng đều sợ ngây người. Người trước bụng mặt nửa ngày đều không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Cái này hắn ma ta đến tột cùng là điên rồi, còn là thần kinh thác loạn đang nằm mơ sao? Hắn thế nhưng, hắn là đường đường thiên tổ trẻ tuổi tinh anh a. Hơn nữa hiện vào thời khắc này bọn họ thiên tổ tổ trưởng, cùng với sư phụ hắn đều ở đây. Thế nhưng ni, ngươi hắn mà đánh ta. Một lúc lâu, La Khánh Hải mới rốt cục kinh ngạc hoàn hồn, có thể sau đó còn là như trước bụng mặt, không dám tin chất vấn. Đánh ngươi thật kỳ quái sao?
ta vì sao không thể đánh ngươi? Lẽ nào ngươi đã quên chúng ta kinh thành bốn bộ là đang làm gì? Ta hiện tại là vì tốt cho ngươi, để cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ. Dù sao tại đây ta cũng chính là đánh một chút ngươi, có thể ngươi nếu nhận được nhiệm vụ, sau khi ra ngoài ni. Địch nhân có thể sẽ không cùng ngươi thật dễ nói chuyện, đây chính là ở cầm mệnh chơi. Trần Phi tận tình giáo dục nói, nâng tay lên lại một cái tát. Ba, mà thanh âm này quả thực khiến ở đây tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc, á khẩu không trả lời được. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt đều tràn đầy cổ quái cùng quỷ dị kính nể. Người này quả thực hắn ma miệng có thể biến ma thuật, đen có thể cho ngươi nói thành trắng. Rõ ràng chính là đánh người, phiến lỗ tai, lại còn có thể nói xong lớn như vậy khí lăng nhưng mà, nghĩa tránh ngôn từ, giống như là thực sự vi la khánh hải tốt vậy. Nghĩ đến đây, mọi người tại đây không ít đều cả người phát lạnh một cái giật mình. Nếu đổi lại là bọn họ hiện vào thời khắc này ở vào La Khánh Hải cái loại này vị trí, bị trước mặt mọi người dưới làm nhục như vậy, cũng không biết sẽ. Chỉ nghĩ muốn, bọn họ liền không nhìn được cả người chợt run lên, mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái tựu xuống. Đây quả thực là ác mộng, tai nạn a. Ngươi. Một lúc lâu sau, Khấu Bân, Ngốc Đầu Thiên Tổ nhị trưởng lão đám người mới sống quá thần đến. Người sau già nua ra mặt trên tràn đầy hắng giọng lạnh ý, phổi đều thiếu chút nữa khí nổ. Không chỉ là hắn, ngay cả vẫn không nói gì Khấu Bân Khấu Tổ trưởng, lúc này cũng không nhìn được con người thật sâu hung hăng trừng mắt một cái Trần Phi, nhìn phía Trịnh Vệ Quốc lạnh nhạt nói Trịnh Cục trưởng, tuy nói nguyên lai là khách, tuổi còn trẻ xung động không hiểu chuyện mà cũng có nguyên nhân, nhưng nếu là muốn như bây giờ, có đúng hay không cũng có chút quá mức. Nghe vậy, Trịnh Vệ Quốc không khỏi trong lòng lắc đầu cười khổ cười. Cũng minh bạch Trần Phi hiện tại loại này cử động hoàn toàn chính là hướng chết trong đắc tội với người. Làm cho chúng con mắt nhìn chừng dưới, kinh thành bốn bộ người đều ở đây, lại bị vẽ mặt đánh thành như vậy, hắn Khấu Bân không tức giận mới là lạ. Có thể dù vậy, chuyện bây giờ đều đã đến loại này phân thượng, lẽ nào ngươi còn muốn nhượng hắn đi chỉ trích Trần Phi không phải là hiện thực sao? Căn bản không hiện thực. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì kế tục thượng. Dù thế nào nếu là hắn chân thực không giải quyết được. Mặt sau không phải là còn có cái hoàng tinh hoàng lão sao? Nói trong bọn họ ương cảnh vệ cục treo ở kinh thành bốn bộ cuối cùng nhiều năm như vậy, lâu như vậy, cái gì dây bi uất khí cũng chịu quá nhiều, đủ lâu. Vì vậy tự hiện tại điểm ấy trình độ, người hắn ma Khấu Bân đến mức như thế ngạc nhiên sao? Hiếm thấy đa quái, nghĩ đến đây hắn thẳng thắn trực tiếp mặt không thay đổi nói rằng quá mức. Có cái gì quá mức? Ta cũng nghĩ Trần Phi nói không sai. Nếu tài nghệ không bằng người, vậy hảo hảo luyện luyện, dù thế nào cũng liền ai chịu đòn, thụ huấn, chúng ta tham gia quân ngũ ở bộ đội lúc, ai mà không như thế tới được. Thuận buồm xuôi gió phải có thể cùng xứng đôi thực lực mới được. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nghiêm túc nói nếu không nếu là thật nhận được nguy hiểm gì tính cực cao nhiệm vụ, cá nhân vinh nhục đều vẫn là chuyện nhỏ, nhiệm vụ thất bại, làm sao bây giờ? Nghe vậy Khấu Bân nhất thời thiếu chút nữa tức bể phổi, vẻ mặt thần sắc hắng giọng. Âm trầm xấu xí đến mức tận cùng, làm đường đường thiên tổ hiện giữ tổ trưởng, những đạo lý này hắn Khấu Bân còn cần ngươi Trịnh Vệ Quốc giáo sao? Không phải là hiện tại tài nghệ không bằng người, nói cái gì đều là sai, bằng không, bọn họ đến mức bị động như vậy. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được mang tay chỉ Trần Phi thanh sắc câu lệ chỉ trích nói tài nghệ không bằng người cái gì còn bất luận. Hiện tại tiểu tử này dám làm trò chúng ta mặt mà đánh người, có đúng hay không có chút quá bất động tôn ti, quá không hiểu trên dưới cấp quan hệ. Không có biện pháp, hắn Khấu Bân làm đường đường thiên tổ hiện giữ tổ trưởng, bây giờ lại bị làm trò mặt mà thủ hạ thành viên bị hung hăng quạt hai lần lỗ tai, hắn nếu là nhìn như không thấy, thật có thể nhìn xuống tới, truyền đi, bọn họ thiên tổ bộ mặt để nơi nào. Tôn ti, trên dưới cấp. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên nở nụ cười. Mặt lộ vẻ vẻ trào phúng hỏi ngược lại ngươi đã muốn cùng ta đàm cái này. Tốt lắm, ta đây liền cùng ngươi đàm nói chuyện gì gọi tôn ti, cái gì gọi là trên dưới cấp. Đầu tiên, ngươi cũng chính là cái thiên tổ tổ trưởng mà thôi, thật cho là mình như bức trời cao, kinh thành bốn bộ tất cả thuộc về ngươi quản. Ngươi coi là vật gì vậy? Ngươi nói cái gì? Khấu Bân trực tiếp bị Trần Phi lời nói này chất vấn đến á khẩu không trả lời được, vẻ mặt giận dữ nói. Bởi vì Trần Phi nói không sai, nghiêm ngặt lại nói tiếp hắn Khấu Bân quả thực chỉ là cái thiên tổ tổ trưởng, lực ảnh hưởng cùng quyền lực chỉ có thể cực hạn ở cần bộ môn nội,
Ta nói cái gì, không phải nếu ta nói rõ ràng như vậy. Vậy được rồi. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng cong lại, tiếp tục giễu cợt nói ta là trung ương cảnh vệ cục người, mà ngươi cũng thiên tổ tổ trưởng, vì vậy ta cũng không cho là ngươi có bất kỳ tư cách cùng tư bản ở trước mặt ta bày tư thái, hết năm uống sáu. Ngươi nếu xem ta không vừa mắt, ghê gớm có thể trực tiếp xin chỉ thị tổng cục, dù thế nào ta hiện tại cũng chính là cái thân phận trên danh nghĩa. Chỉ cần đem ta tầng kia ra tiêu rơi, các ngươi thiên tổ còn chưa phải là nghĩ thế nào gây khó dễ ta, tự thế nào gây khó dễ ta. Nói đến đây hắn lại bỗng nhiên dừng một chút, mặt lộ vẻ trào phúng, giọng nói chợt dương lên nói chỉ là, ngươi có bản lãnh kia làm được sao? Nghe vậy trong nháy mắt Khấu Bân trực tiếp không nói, có thể từ hắn con ngươi ở chỗ sâu trong không gì sánh được kịch liệt chớp động hàn mang, cùng với hắn giọng sắc mặt, tự hoàn toàn đủ để nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, tuyệt không bình tĩnh, thậm chí nộ tới cực điểm. Thân là kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ tộc trưởng. Hắn Khấu Bân tại đây tứ cửu thành tuy rằng không dám nói cái tay che trời, muốn phong tự phong, muốn mưa tự mưa, nhưng là tuyệt đối là đi tới chưa, uy phong đến chưa, có đã bao nhiêu năm, chưa từng bị một người trẻ tuổi dùng lời để đến bây giờ loại trình độ này. Quả thực chính là xích lõa khỏa thân nhục nhã. Thanh niên nhân, hiện tại quá đắc ý, sau đã có thể có khả năng khóc đều khóc không đến. Phải biết rằng ta thiên tổ thanh niên một đời, không chỉ có riêng chỉ có cái La Khánh Hải một người mà thôi. Theo sát mà, Khấu Bân con người tùm nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng nói có vẻ có chút điềm nhiên nói. Hiển nhiên, lúc này hắn là có chút thật sự nổi giận. Thế mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không có bị loại này tư thái hù dọa. Phải, ta đây nhưng thật ra muốn mỏi mắt mong chờ. Trần Phi khóe miệng vi ngoéo. Một cái, nhãn thần rơi ở trên người sắc mặt hắn giọng, dự tợn ngốc đầu thiên tổ hai trên người trưởng lão. Bỗng lộ ra một tia có nhiều ý tứ hàm xúc vẻ, nói chờ sau các ngươi thiên tổ nếu chân thực không ai, có thể cho hắn trên, cũng có thể nhượng cái kia gọi Dịch Kiêu lão già kia lên. Nga, được rồi, nếu như các ngươi thấy người khác phiền phức giúp ta hướng hắn sao câu. Ta đúng hẹn tới, phiền phức nhượng hắn cũng mau nhanh tắm xong cái cổ đi ra, cũng cùng cầu vậy đừng dọa đến lạnh run, không dám hiện thân lộ diện, trốn đi Nga. Đem những lời này sau khi nói xong. Hắn đó là cười lạnh xoay người đi, không người dám ngăn. Nghe vậy thấy thế Trịnh Vệ Quốc cũng bất đắc dĩ lắc đầu bỏ xuống một câu nói Khấu tổ trưởng, luận bàn giao lưu chiến chuyện tình, cũng đừng làm cho bọn chúng ta lâu lắm Nga. Nói xong cũng theo ly khai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.